Chị nào vào rồi thấy em chấm chấm bài tương tác hộ em nhé chị nha. Trời hôm nay tướng là siêu đỉnh luôn á chị, dễ thương không? Trời ơi, cái này người lớn mình mang cũng dễ thương nữa. Rồi nhanh tay vào rồi chấm chấm bài tương tác giùm em để chuẩn bị em tặng quà trong buổi trưa ngày hôm nay luôn nha chị nha. Áo dài tay size lớn đi chị hộ. Dài tay size lớn thì hôm nay nó là không có rồi, nó chỉ có size nhí thôi chị Trinh ơi. Rồi chị yêu nào vào rồi thấy em chấm chấm bài tương tác giùm em nha chị nha. Hôm nay đồ nam size đại thì hình như là không có đúng không ta? Hôm nay hình như không có đồ nam size đại rồi chị ơi, chỉ có đồ bộ thôi, chứ còn mà đồ kiểu thì nó chỉ làm đồ size nhỏ thôi. Hôm nay không có size hàng size lớn rồi. Dạ hôm nay 11 giờ mấy rồi mà. Hôm nay em tranh thủ em like sớm, em nghỉ sớm chị Vân à. Rồi em chào chị Mộng Cúc nè, lâu lắm mới thấy chị Mộng Cúc. Rồi ok em chào chị Mộng Cúc nha. Rồi chị nào vào rồi thấy em chấm chấm bài tương tác giùm em hoặc là thả tim cho em một cái. Còn chị nào mà chưa ấn theo dõi trên fanpage thì nhanh tay cho em ngay một nút theo dõi mấy chị. Để tí để hôm sau mình em có livestream thì mình cập nhật đường mẫu mới nha chị nhá. Về đầu like ngày hôm nay em sẽ dành tặng phần quà đến cho năm chị yêu nào chia sẻ nhiều nhất ngày hôm nay. Đó nên là chị yêu nào vào rồi thấy em rồi chấm chấm bài tương tác giùm em, sau đó chia sẻ nhanh giùm em là một lần vào trang cá nhân và 5 lần vào trang hội nhóm chợ lớn để chuẩn bị mình săn quà nha. Chưa ăn cơm hả chị? Rồi mới đến 11 giờ hơn rồi mà, 11 giờ hơn rồi, 11 giờ 15 rồi mà. Rồi ok nè, rồi chuẩn bị tặng quà đầu like nha chị nha. Hôm nay vậy sẽ dành tặng cho mấy chị cái mũ đi. Đấy, hôm nay sẽ dành tặng cho mấy chị là cái mũ luôn. Cái mũ hoặc là cái túi hoặc là cái gì đó thì nếu mà vừa ý nhà mình thì em sẽ tặng cho mình luôn nha chị nha. Bé trai sẽ tặng mũ bé trai, hoặc bé gái sẽ tặng mũ bé gái. Còn nếu mà ví dụ như bé gái mà hơi lớn thì em có thể tặng túi cho bé hay hoặc là cái gì đó cho nó vừa của bé luôn. Đấy, em ở thị trấn là ở gần Cầu Thành Chợ Thành nha chị yêu nha. Em ở gần Cầu Thành Chợ Thành. Rồi tí nữa ngày hôm nay phải nói là rất là nhiều đồ, rất là nhiều mũ luôn, chắc là cho chị mỗi cái một cái mũ kết ở đây luôn đi. Đó, để dành tặng cho mấy chị cái mũ nè. Đó nên là mấy chị vào rồi nhanh tay chia sẻ bài viết giùm em để chuẩn bị ngày hôm nay tặng mũ hoặc là tặng túi cho mấy chị luôn. Đấy nha mấy chị yêu nha. Và hôm nay sẽ bán cho mấy chị cái túi nè. Buổi trước em về số lượng ít em về thử thôi và thật sự là rất là đẹp, mang rất là dễ thương luôn. Và ngày hôm nay em về thêm cho mấy chị có đủ màu, có cả màu trắng đây. Mặc mang vô rất là công tử và rất là dễ thương luôn nè. Đấy, túi hàng Quảng Châu xịn sò cực kỳ luôn mấy chị. Em đeo dễ thương không? Đấy, mình có thể mang cho bé hoặc cũng được, hoặc là mình lấy cái này mình mang, em thấy cũng dễ thương lắm luôn mấy chị, thật sự luôn á, rất là dễ thương luôn, cúc túi hoa tử. Đây rồi, trưa ngày hôm nay sẽ dành tặng có cả mỗi bé gái nữa cho chị, mỗi bé gái để tặng quà cho mấy chị bé gái. Rồi em chào chị Hồng Anh nha, lâu lắm mới thấy chị yêu. Rồi trưa ngày hôm nay sẽ dành tặng mũ cho tình yêu nào chia sẻ nhiều nhất ngày hôm nay và đặc biệt mũ này là hàng xịn mấy chị. Đó mấy chị nhìn giùm em nè. Đấy, đợt trước là em bán cho mấy chị là hàng Việt Nam, nhưng mà thật sự hàng Việt Nam nó rẻ hơn hàng Quảng Châu này tầm 10 cho đến 15 ngàn một cái thôi, nhưng mà thật sự là mang vô nó không có sang con người mấy chị, mang vô cảm giác là nó không có được là giống như là sang, không được là chảnh lắm, nên thành ra là đợt này em quyết định là sẽ về hàng Quảng Châu cho mấy chị luôn. Đấy, về hàng Quảng Châu xịn cho mấy chị nhìn cái mũ này cực kỳ là sắc nét luôn nha chị nha, sắc nét chưa. Và trưa ngày hôm nay sẽ dành tặng là 5 phần quà cho anh chị yêu này chia sẻ nhiều nhất, nên chị nào muốn được nhận quà trong cái buổi trưa ngày hôm nay cố gắng chia sẻ bài viết thật là nhiều giùm em để mình được nhận quà nha mấy chị nha. Mũ này sáng nay mới về thêm, mấy chị nhìn giùm em nha. Đấy, xịn không, cực kỳ là xịn luôn nha chị nha, rất là xịn sò mấy cái mũ này luôn, và có cả túi bé gái nữa. Đấy, nên là em sẽ tặng, có thể là tặng túi hoặc là có thể là tặng mũ luôn. Nên là mấy chị cố gắng chia sẻ bài viết giùm em để chuẩn bị em tặng quà cho mình nha. Mũ Adidas này sang chảnh chưa, rất là đẹp luôn, dạ có bán chị. Đó, hôm nay về nhiều lắm, về đầu là dành tặng là 5 phần quà để em tặng quà chú, sau đó là tí nữa sẽ bán cho mình nha mấy chị nha. Tí nữa sẽ bán và có cả mũ bé gái cho chị mấy cái mũ mà chị hai gửi cho em mấy cái mũ mà con hưu đồ này kia của bé gái để tặng quà cho mấy chị luôn. Xin chưa, đây là một cái mũ con ếch nha mấy chị nha, đây là một cái mũ con ếch. Em sẽ cho mấy chị xem mẫu trước, sau đó là em tặng quà trước rồi tí nữa em mới bán.
đấy, có cả mũ cơ mũ con hươu đó luôn. Đây đây là mấy cái mũ bé gái này xinh lắm, cái mũ này em đội vừa luôn các chị, thật sự là rất là dễ thương nè, đội luôn cái mũ này luôn đi. Đấy, cái mũ này em đội vừa vừa luôn này, dễ thương cực kỳ luôn nha chị nha, chị nhìn nè, đấy hàng Quảng Châu xịn luôn á, rất là đẹp luôn, đẹp chưa, trời dễ thương chưa. Đấy, mũ em bé cái đầu em nó bé tí rồi, em đội vừa luôn thật sự mà, em đội vừa luôn á, đẹp chưa, có cả là màu vàng và có cả màu xanh nhóm chị nha. Và sẽ dành tặng là 5 phần quà cho 5 chị yêu này chia sẻ nhiều nhất ngày hôm nay. Nếu chị cố gắng chia sẻ nhanh giùm em để mình nhận quà, cái đầu em nó bé lắm, cái đầu em thật sự là em chỉ đội vừa cái mũ của em bé thôi mấy chị, còn mũ của người lớn em không đội vừa cho nó to lắm đó, xinh chưa, cực kỳ là xịn luôn nhóm chị nha. Mấy tuổi đội vừa hả chị, chắc là từ cỡ đầu mấy chị, em là gần 30 tuổi đầu rồi, vì em mang cái mũ của em bé 3 tuổi nè, thật sự chưa, cái đầu em hơi tới à. Đấy, em đội vừa mấy chị tin nổi không, em đội vừa nha mấy chị nha, nên là cái đầu em nó biết tới thôi. Đây, trời xinh chưa, rất là nhiều kiểu. Và rồi bắt đầu tặng quà đầu like luôn nè, nên là chị nào mới vô nhanh tay chia sẻ bài viết giùm em để chuẩn bị mình nhận quà nha mấy chị nha. Đầu like sẽ dành tặng 5 phần quà cho 5 chị yêu nào chia sẻ nhiều nhất, nên mấy chị cố gắng chia sẻ ít nhất giùm em một lần vào trang cá nhân, 5 lần vào trang hội nhóm chợ lớn. Sau đó comment nhanh giùm em là mã là bí ngô shop, kèm giùm em là số điện thoại lại để em tặng quà cho mình. Đấy, comment đúng mã giùm em là mã bí ngô shop và kèm giùm em số, chị hai có khách. Kèm đúng mã giùm em là bí ngô shop và kèm giùm em là số điện thoại để em tặng quà đầu livestream cho mình nha mấy chị yêu nha. Đấy. Rồi ok, để em bắt đầu kiểm tra lượt chia sẻ và em tặng quà ngay và liền cho chị yêu nào chia sẻ nhiều nhất ngày hôm nay. Nên mấy chị cố vào rồi cố gắng chia sẻ bài viết giùm em để mình nhận quà nha. Đó, có thể là một cái túi hoặc là một cái mũ gì đó. Nếu mà bé nhà mình hơi lớn ký mà mũ nó không vừa thì có thể em sẽ tặng qua cho túi cho bé nhà mình luôn. Rồi ok, bắt đầu kiểm tra lượt chia sẻ này. Comment đúng mã giùm em là bí ngô shop, kèm giùm em là số điện thoại để em tặng quà cho mình nha mấy chị nha. Bí ngô shop và kèm giúp em số điện thoại đấy để em tặng quà cho mình, nên mấy chị cố gắng nhanh tay chia sẻ bài viết giùm em để em tặng quà nha. Đấy, có thể là một cái mũ lưỡi chai hoặc là một cái cửa, hoặc là mình nếu mà bé gái thì có thể là một cái mũ vành đấy, hoặc là một cái mũ kết gì đó bất kỳ để em tặng cho mình đầu like. Rồi rồi, đợi em xíu kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ rồi để em tặng quà ngay và liền cho mình luôn nha chị yêu nha. Đợi em chút xíu em bắt đầu thống kê lượt chia sẻ để tặng quà này. Nên là chị nào mới vô chưa chia sẻ bài viết thì nhanh tay chia sẻ giúp em. Đấy, để mình được nhận quà đầu la, hôm nay có cả túi bé gái nữa mấy chị. Hôm nay có cả túi bé gái nữa nè. Đấy, em kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. Úc ơi coi giùm chị bao nhiêu lượt chia sẻ rồi. 1.000 lượt chia sẻ cho Úc. Rồi, hiện tại là 600 mấy hả? Hiện tại là 800 mấy lượt chia sẻ mấy chị. Mấy chị cố gắng đẩy thêm giùm em là mỗi chị 1-2 lượt chia sẻ vào trang cá nhân hoặc là vào trang hội nhóm. Đấy, để đẩy lên 1.000 lượt chia sẻ giùm em. Em bắt đầu đọc tên tặng quà luôn nha mấy chị nha. Có cả túi bé gái nữa nè. Đấy, có cả túi xinh xinh dành cho bé gái. Gắn vô giùm chị ơi, gắn cái dây vô giùm em ơi hai. Rồi gắn cái dây bé gái vô giùm em nha. Rồi đây, đợi em xíu nha mấy chị nha, kiểm tra bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em bắt đầu tặng quà. Đẩy lên giùm em 1.000 lượt chia sẻ hộ em để bắt đầu em tặng quà cho mình luôn nha mấy chị nha. Đợi em chút xíu bắt đầu thống kê nè. Quà ngày hôm nay, cứ gắn lên xong em thôi kìa. Quà ngày hôm nay có thể là một cái mũ hoặc là một cái túi hoặc là một cái gì đó bất kỳ, em sẽ gửi vô kèm đơn cho mình luôn nha mấy chị nha. Ngày hôm nay tặng quà siêu hot luôn, siêu hot chưa bao giờ có luôn nè. Đợi em chút xíu bắt đầu kiểm tra lượt chia sẻ để em tặng quà. Nhớ là chị nào mới vô nhanh tay chia sẻ bài viết giùm em để mình được nhận quà nha mấy chị nha. Đấy, để mình được nhận quà đầu like, cái túi màu trắng này mang rất là dễ thương luôn mấy chị. Đấy, cái này là túi bé gái nha, cái này là túi bé gái này, em sẽ đeo thử cho mấy chị xem, rất là xinh luôn. Rồi đợi em một chút xíu thôi, đợi em một phút nữa thôi, rồi em đợi cho mấy chị chia sẻ thêm tí rồi em sẽ bắt đầu đọc tên tặng quà cho mình luôn nha mấy chị nha. Đợi em tí xíu. Đấy, cái đây là túi bé gái nè, mang vô rất là dễ thương luôn nè, mang vô cực kỳ là dễ thương. Cái túi này cái dây nó hơi dài về mấy chị thâu lại nha. Rồi ok, bắt đầu đọc tên tặng quà nè. Em sẽ tặng người đầu tiên được nhận quà ngày hôm nay, em sẽ tặng cái chị có tên Facebook là Hồng Hanh nè. Người được nhận quà đầu tiên ngày hôm nay sẽ tặng cho chị có tên Facebook là Hồng Hanh. Chị đã chia sẻ cho em là 54 lần chia sẻ mấy chị. Đấy, chị Hồng Hanh, em thấy chị luôn rồi nè. Em bắt đầu ghi bình luận của chị và em tặng quà người đầu tiên được nhận quà ngày hôm nay. Em sẽ tặng cho chị có tên Facebook là Hồng Hanh. Rồi chị ghi bình luận rồi chị là cái hình em bé là bằng áo bà ba màu nâu này, chị đã chia sẻ cho em là 54 lần chia sẻ, em gửi để tặng đến cho chị là một phần quà. Rồi ok, người thứ hai được nhận quà tiếp ngày hôm nay em sẽ tặng cho chị cái tên Facebook là Phương Thảo Không Giấu. Chị Phương Thảo Không Giấu là hình như là chị đang ở trên một cái hình cái avatar là cái hình trái tim Úc.
cái hình trái tim á nha chị nhá. Chị Phương Thảo không giấu cái EVT của chị là có ở phía sau lưng chị, là hình như là có cái view là hình trái tim. Em sẽ tặng cho chị có tên Facebook là Phương Thảo không giấu. Chị đã chia sẻ cho em là 42 lần chia sẻ rồi. Chị Phương Thảo không giấu mà ở phía sau lưng chị có cái view là hình trái tim thì chị comment lên giùm em là bí ngô shop kèm hộ em là số ký số điện thoại để em tặng quà ngay và liền cho mình luôn nha chị nhá. Đấy rồi, ok, người thứ hai được nhận quà ngày hôm nay sẽ tặng cho chị có tên Facebook là Phương Thảo không giấu. Rồi chị có ở đó comment lên giùm em là mã bí ngô shop kèm hộ em là số điện thoại để em tặng quà cho mình nha chị nha, để nhân viên nó ra bill tặng quà. Rồi ok, tiếp theo nè, em bắt đầu thống kê luật chia sẻ tiếp theo. Cái này tôi bi gái này mang xinh rất là dễ thương luôn mấy chị đó, nhỏ nhỏ mấy chị mua để dành ví dụ như đi ăn đám cưới đám tiệc, hoặc là ví dụ như để dành tết bé mang cũng ok đó. Vì mùa này mình bắt đầu săn những cái đồ dễ thương như thế này, nhiều khi tết nó không có hàng mấy chị, nên là bây giờ em bán cho chị giá rất là rẻ luôn, mình có thể mua để dành hoặc là đi ăn đám cưới đám tiệc mấy chị mang vô cũng rất là dễ thương luôn. Rồi ok, bắt đầu thống kê luật chia sẻ hiện tại là hai chị rồi đúng không? Rồi đợi em chút xíu em kiểm tra chị nào chia sẻ nhiều tiếp em tặng quà tiếp cho mình luôn nha chị nha. Quà ngày hôm nay có thể là một cái túi hoặc là một cái mũ gì đó, bất kỳ em sẽ gửi kèm vô đơn cho mấy chị luôn nha mấy chị nha. Đấy, quà ngày hôm nay rất là dễ thương và rất là hot luôn. Đấy, sáng nay mới về và em sẽ dành tặng quà cho mình luôn. Rồi ok, này em sẽ tặng tiếp cho chị có tên Facebook là em kiểm tra chị nào chia sẻ nhiều nữa em tặng luôn. Em sẽ tặng cho chị có tên Facebook là, rồi tặng cho chị có tên Facebook là Hạnh Hồi Hộp nè. Đấy, chị Hạnh Hồi Hộp này nãy chia sẻ cho em là 25 lần chia sẻ, em tặng luôn cho chị có tên Facebook là Hạnh Hồi Hộp. Chị Hạnh có ở đó comment lên giùm em là mã bí ngô shop kèm hộ em là số ký và số điện thoại để em ra bill và tặng quà cho chị Hạnh luôn nha. Rồi ok, tiếp theo nè, tiếp theo em sẽ tặng cho chị có tên Facebook là, rồi em kiểm tra chị nào chia sẻ nhiều nữa em tặng luôn. Em sẽ tặng cho chị có tên Facebook là Kim Ngon. Rồi em sẽ tặng cho chị có tên Facebook là Kim Ngân này, chị đã chia sẻ cho em là 103 lần chia sẻ mấy chị, rất là nhiều, rất là nhiệt tình luôn. Em gửi tặng ngay và liền cho chị có tên Facebook là Kim Ngân. Đó, chị Kim Ngân là chị, cái mặc áo vest là màu đen nè và anh ở phía sau là mặc áo màu trắng. Rồi em sẽ gửi tặng đến cho chị là một phần quà. Đấy, chị đã chia sẻ rất là nhiệt tình cho em, chị đã chia sẻ cho em là 103 lần mấy chị, rất là nhiệt tình luôn. Em sẽ gửi tặng đến cho chị một phần quà. Rồi hiện tại là bao nhiêu chị rồi ta? Rồi. Rồi từ từ nha, đợi em chờ đợi xíu. Rồi đợi em xíu, bắt đầu thống kê lượt chia sẻ tiếp theo nha chị nha. Có mũ chị ơi, có mũ có túi luôn, rất là dễ thương luôn. Đợi tí em sẽ em tặng quà xong rồi em bắt đầu bán hàng cho mình. Và đặc biệt cái nói chung là những cái mẫu này em thật sự là đang mùa đây là đang miền Trung đang lũ lụt mấy chị, thì tình trạng chung là em sẽ bán những gì giá siêu rẻ luôn. Đó, em sẽ bán cho chị thật sự là ngày hôm nay chị, phải nói là bán đúng rồi, bán cho chị ngày hôm nay giá rất là rẻ luôn nha chị nha. Thật sự là em cộng lại chừng vài ngàn thôi, em sẽ bán cho chị giá rất là rẻ luôn. Rồi ok, này em sẽ gửi tặng tiếp cho chị có tên Facebook là, để em kiểm tra chị nào chia sẻ nhiều nữa em tặng luôn. Rồi chị nào đó ta, chị nào chia sẻ nhiều nữa nè, em sẽ gửi tặng đến cho chị có tên Facebook là chị Ba nè. Đấy, chị có tên Facebook là chị Ba này, chị đã chia sẻ cho em là 71 lần chia sẻ mấy chị, rất là nhiều luôn. Đó, em cảm ơn chị Ba rất là nhiều, em gửi tặng đến cho chị một phần quà. Và chị Ba là cái avatar là chị đội cái mũ màu vàng này, ok chị nè. Rồi chị Ba có đó comment lên giùm em là mã bí ngô shop kèm hộ em là số ký với số điện thoại để em ra bill và tặng quà cho mình luôn nha chị nha. Hiện tại 5 chị rồi đúng không? Rồi hiện tại em 5 chị, em vừa đọc tên vừa rồi là có quà, và nhớ là chị nào có quà cố gắng kèm đơn giùm em. Đấy, để ngày mai nhân viên nó làm đơn xong đó nó gửi kèm quà cho mình vào cái đơn luôn nha chị nha. Rồi em bắt đầu lên túi trước nha chị nha. Xong tí nữa em sẽ lên cho mình làm mũ, em sẽ lên túi trước nha. Rồi sẽ lên túi trước đi, bán cho chị cái túi này màu trắng này trước đi. Hả, thật sự rất là thích cái túi này, có thể là mang lại cái túi này đi mấy chị. Rồi em sẽ bán cho chị túi trước, thật sự là túi này em lấy về bán cho chị lại chưa tới 10 ngàn. À, em nói thật sự một câu là em bán cái túi này mà em nhập về mà nhân viên nó nói trời ơi bán cái gì mà chưa lãi được 10 ngàn mấy chị nha, mấy chị nhá. Giống như là em sẽ gửi tặng quà cho mấy chị, mục đích là em lấy và em tặng quà cho mấy chị là chính thôi, để cho mấy chị có cái mang cho nó dễ thương đồ này kia. Nhiều khi mình không biết chỗ mua thì thôi, nếu mà em biết chỗ em mua thì em sẽ nhập cho mấy chị bán cái gì giá rất là rẻ luôn. Rồi 75.000 đồng một cái mấy chị, 75.000 đồng một cái nhóm chị nha. Và đặc biệt cái che của nó rất là đẹp luôn, không biết là có chị nào nhận hàng bên em chưa ta. Đấy, không biết là có chị nào nhận được cái túi này bên em chưa mấy chị ơi. Da của nó nè, đấy, cực kỳ là xịn sò, rất đẹp luôn. Cái này là comment cho em mã túi trắng kèm hộ em là số ký và số điện thoại để nhân viên như em là chốt đơn cho mình cái mẫu này, với giá tiền là 75.000 đồng một cái mấy chị. Trai cũng mang được mà gái cũng mang được, trai gái đều mang ok, bé nào mà dạng như chất chất mang cũng rất là dễ thương luôn. 75.000 đồng comment cho em mã túi trắng kèm hộ em là số ký và số điện thoại để nhân viên em, quên, túi trắng kèm hộ em là số điện thoại để nhân viên em chốt đơn. Rồi những mẫu sau lưng em đợi em tới nhóm chị nha, em sẽ bán xong túi mũ sau đó em sẽ qua đồ cho mình. Đấy. Rồi comment
nhắn cho em là mã túi trắng và kèm hộ em là số ký và số điện thoại để nhân viên nhà em là ra đơn cho mình cái mẫu này với giá tiền là 75.000 đồng, và comment luôn cho em là mẫu này, comment cho em là mã mũ đen. Mũ đen kèm cho em là số ký ô, mũ đen kèm cho em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình mã mũ đen này với giá tiền là 60.000 đồng một cái mũ đen. Mũ đen này sẽ bán cho mình với giá tiền là 60.000 đồng. Chị nào lấy mũ đen lên đơn cho em mã mũ đen kèm hộ em là số ký, số điện thoại, số thoại nhắm chị nha. Mũ đen này thì bán có lẽ là tầm khoảng là 5-6 tuổi đổ lại mang vừa mấy chị. Cho biết tầm khoảng là 5-6 tuổi đổ lại mang, ok mã mũ đen nha, 60.000 đồng một cái. Chị lấy mũ đen lên đơn mũ đen, đẹp chưa? Đấy, cái ở phía trước này nó sang lắm luôn nha mấy chị nha. Cái này nó có đính đá nữa. Đấy, nó có đính đá này, đổi vô dễ thương cực kỳ luôn, chắc là em đổi vừa luôn á. Còn mấy chị mã mũ đen kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình cái mũ đen này với giá là 60.000 đồng một cái. Đấy, 60.000 đồng một cái nha mấy chị nha. Chị lấy mũ đen lên đơn mũ đen. Đấy, mũ đen hộ em. Chiều ơi. Đen lai mà chiều ơi. Rồi chiều cũng được. Rồi mũ đen kèo hồi sáng giờ ta không like không qua giờ ta. Mũ đen kèo hồi em là số điện thoại nhân viên em chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá tiền là 60.000 đồng một cái mấy chị, 60.000 đồng. Rồi chốt đơn nhanh tay hộ em để em quay cho mình là một bé gái nha chị nha. Em sẽ like cho mình một ít mũ thôi, sau đó em sẽ quay cho mình là đồ. Rồi em sẽ like cho mình một ít mũ, sau đó em sẽ quay cho mình là đồ nha. 60.000 đồng một cái mấy chị, đẹp lắm luôn, thật sự nó rất là sang so với những cái mũ mà mấy chị mua trước đây. 60.000 đồng nhưng cái mũ này nó cực kỳ là sang luôn, thật sự bản thân em thấy nó rất là sang. Đấy, đẹp chưa? Và cái túi này là 75.000 đồng một cái, túi trắng. Chị lấy túi trắng lên đơn túi trắng hộ em nha. Rồi em qua mẫu nè, lên nhóm chị cái mũ bé gái đi. Túi trắng em chối chị Huệ Trân Trân ạ. Túi trắng em chối chị Vi Trần. Túi trắng chị Mỹ Thu. Túi trắng chối chị Thảo Thu 350. Túi trắng chối chị Loan Ly Ly ạ. Rồi cho chị Loan Ly Ly, ok. À, cái đầu em nó thấy nó bé không, em đội vừa cái mũ của em bé 3 tuổi luôn mấy chị. Rồi mũ này chắc có lẽ là tầm khoảng là 6-7 tuổi mang vừa, còn nếu mà bé nào mà đầu nhỏ như cái đầu của em á thì có thể là mang vừa, chứ thật sự bây giờ cái thật sự cái cỡ đầu nó rất là khó vì phía sau đây nó có điều chỉnh, nếu mà về nó có rộng hoặc là nó có chặt thì mấy chị điều chỉnh lại hộ em đấy nha mấy chị nha. Đấy, thật sự cái mũ đây bây giờ thì em cũng không biết là canh đến bao nhiêu tuổi hết mấy chị, vì bản thân em là mang vừa. Bản thân em là mang vừa cái mũ này luôn. Rồi chốt xong cái mũ kia. Túi trắng em chối chị An Huệ Trần ạ, 473. Rồi em chối mẹ mũ đen ạ. Mũ đen chối chị Ngọc Ngọc 184. Mũ đen Trần Thị Hồng Điệp 847. Mũ đen chị Minh Thư 467. Mũ đen chị Loan Ly Ly 334. Mũ đen chối chị Nguyễn Phượng 011. Mũ đen chị Hoàng An Hoàng Anh 609 ạ. Rồi ok, qua giùm em mẫu này, comment cho em mã mũ vàng. Comment cho em mã vàng kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình 4 tuổi vừa không vừa nha chị nha. 4 tuổi là vừa. Cái nào phía sau đây nó có điều chỉnh, nói chung là nếu mà mũ kết như này thì bé tầm 3 tuổi trở lên là mang ok, 3 cho đến khoảng là 7-9 tuổi đó tùy bé nha mấy chị nha. Nói chung là tùy cỡ đầu của bé. Tùy cỡ đầu của bé nha mấy chị yêu nha. Rồi comment cho em mã vàng kèm hộ em là số ký, số điện thoại để em lên đơn cho mình mã vàng. Mũ màu vàng này chị lấy vàng comment vàng, và cái mũ vàng này sẽ bán cho mình với giá tiền là 55.000 đồng một cái mấy chị. 55.000 đồng một cái mũ màu vàng nha. Chị lấy có con Pikachu màu vàng comment cho em mã vàng. Đấy, vàng kèm giùm em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình cái vàng. Cái này là em đội vừa nhưng mà có thể là nhiều khi em biết cái đầu nó sẽ to hơn cái đầu của em, nên mấy chị cứ độ size giùm em nhé chị nha. Cứ độ là tầm khoảng là từ 3 tuổi trở lên đi. Đấy, cho đến là khoảng là 9-10 tuổi, 11 tuổi gì đó. Mũ đen em chối chị Suri Võ ạ, 103. Túi màu trắng chối chị Hồng Phương Tăng 324. Mũ màu vàng chị Thanh Vân Lê. Chị Thanh Vân Lê ơi, lên giùm em số điện thoại nha chị. Rồi lên số điện thoại hộ em, chị nào chưa có số điện thoại lên số điện thoại. Rồi chị Thanh Vân Lê số điện thoại 835. Rồi ok, tiếp tục nè, chị nào lấy vàng comment cho em mã vàng kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình cái thằng màu vàng này với giá tiền là 55.000 đồng một cái, đổi vô rất là xinh luôn nha chị nha. Đấy, cái này đổi vô cực kỳ là xinh luôn. Rồi comment cho em mã vàng kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình. Và chị nào lấy túi màu đen comment cho em mã túi đen. Đấy, chị nào lấy túi màu đen comment cho em mã túi đen kèm hộ em số điện thoại để nhân viên em chốt đơn cho mình túi màu đen. Mũ màu đen chứ chị Hoa Lê 618. Rồi chị Thảo Thu có túi trắng luôn nha chị. Xin hô, trời mấy cái này đầu mang vô rất là dễ thương luôn mấy chị.
Rồi comment cho em mã vàng kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn cái mũ này với giá tiền là 55.000 đồng một cái nha chị nha. Bản thân em mang vừa, nhưng mà nếu mà em biết cái đầu nó to hơn cái đầu em, nhiều khi là em biết nó cái đầu nó hay bị to, nói chung là hơi to, thì mấy chị tự trừ hao giùm em. Với lại cái này nó có điều chỉnh thì mình cũng không sợ, cái này nó có điều chỉnh này, điều chỉnh thoải mái, dù cái đầu nhỏ mình gắn lại, còn cái đầu to mình giãn nó ra một tí thì cũng ok nha. Đấy, rồi comment cho em là mã vàng, chị nào lấy vàng comment cho em mã vàng, và túi là 75.000 đồng một cái comment cho em mã túi đen. Chị nào lấy túi đen lên túi đen hộ em, thật sự túi này em bán một cái chị lãi được vài ngàn đồng thôi, chị chưa tới 10.000 giống chị nha. Đấy, một cái túi này em bán giống như là tặng quà cho mấy chị là chính thôi. Chị nào lấy cho lấy túi đi, comment túi đi và lấy vàng comment cho mã vàng. Rồi lấy vàng lên đơn mã vàng 55.000. Túi trắng còn một cái nữa đi ra. Rồi vàng kèm hộ em là số điện thoại, chị nào lấy túi điên lên đơn túi điên nha. Chị lấy mũ màu vàng lên mũ màu vàng. Chị Hoàng Anh, Hoàng Anh em đọc mình là mũ màu đen ok nha chị ơi. Mũ màu vàng chứ chị Liên Nguyễn ạ. À. Mũ màu vàng chị Hương Trần. Mũ màu vàng chị Thanh Vân Lê ạ. Rồi. Rồi. Chị nào lấy lên kèm số điện thoại giùm em để bên em chốt đơn cho mình nha chị nha. Xin chưa, mấy cái này mang dễ thương lắm luôn mấy chị. À, trai cũng mang được mà gái cũng mang được. Đó, nhưng mấy chị thấy em mang cũng rất là dễ thương luôn, chưa? Đấy, túi dạng túi bao tử mình mang xíu xíu như thế này mình mang rất là dễ thương, là mình mang quốc ra sau như thế này cũng rất là dễ thương luôn. Mình mua để dành Tết, mang đựng tiền lì xì đồ các kiểu này. Đấy, cực kỳ là dễ thương với giá tiền là 75.000 đồng một cái túi nha mấy chị nha. 75.000 đồng chất của nó nè. Đấy, siêu xịn luôn mấy chị, hàng Quảng Châu xịn sò luôn. Đấy, hàng Quảng Châu xịn luôn nha chị yêu nha. Cái bị túi đen nè. Rồi, cái bị túi màu đen này, chị lấy túi đen lên, túi đen hộ em. Có chị, cái này có bán chị, nhưng mà đợi em xíu. Đợi em xíu, em đang bán cái mũ màu vàng chút cho nhân viên nhà em nó chút đơn. Để em sẽ lên cho mình cái mũ màu vàng xanh luôn. Đấy, em mang vừa mấy chị à. Em một cái nhân viên luôn. Em chưa hết à, hết. Rồi, em vỡ hai cái nhân viên. Rồi, đợi em chút. Rồi đây đây. Túi màu trắng ạ, em chốt túi trắng. Túi màu đen ạ, túi đen chị Đô Ly Nguyễn, túi đen chị Mưa Tháng Tư, túi đen chị Loan Ly Ly, túi đen chị Tố Quyên, túi đen chị Tường Quy, túi đen chị Tinh Dâu, túi đen chị Liên Nguyễn. Túi đen chị Nguyên Phạm, em hết túi đen. Rồi hết túi đen qua màu nha mấy chị nha. Chị nào có túi đen qua màu hộ em. Rồi bây giờ qua cho mấy chị một màu của bé gái. Qua cho mấy chị là một màu của bé gái nha mấy chị yêu nha. Cái mũ nó màu hồng em đội cái này, cái mũ màu hồng, cái túi màu hồng nó mới tông xịt tông nè. Rồi túi bao tử dạ có màu vàng, có màu xanh nữa nha chị nha. Có nhiều màu lắm. Chị nào không được màu này mua màu khác hộ em, mà nhớ là đừng đổi màu giúp em nha chị nha. Chị nào lấy màu nào cũng được, đừng đổi màu hộ em. Rồi lên cho chị một màu hồng của bé gái nè. Trời ơi tiếng này xịn lắm luôn mấy chị. Mấy chị nhìn cái khóa kéo của nó nè. Đấy, nói chung là lâu lắm rồi, 2 năm trời rồi em mới săn được cái hàng Quảng Châu mà những cái sản phẩm nó dễ thương như thế này. Và thật sự em bán cho chị lãi chưa tới 10 ngàn một cái nên yên tâm luôn. Rồi, chị Julie Võ ơi, mình có nón màu đen nha chị. Chốt đơn hai sản phẩm trên 100.000 để bên em gọi điện chốt đơn và đi đơn nha chị ơi. Cố gắng lựa giúp em đủ đơn 100.000 nha. Và cái này comment cho mẹ túi hồng. Túi hồng dành cho bé gái. Chị nào lấy túi hồng comment túi hồng. Và chị nào lấy nón màu xanh comment cho mẹ nón xanh kèm hộ em là số ký và số điện thoại để bên em chốt đơn. Đấy, 55.000 đồng một cái nón và túi này là 75.000 đồng một cái túi màu hồng. Chị lấy túi hồng lên đơn túi hồng. Rồi lấy túi hồng comment cho mẹ túi hồng này xinh chưa. Đấy, và nón này comment cho mẹ nón xanh kèm hộ em nói chung là em mang vừa y luôn á chị, nhưng nên mấy chị tự trừ hao giùm em nha chị nhá. Đó, em nói trước là cái đầu của em nó hơi bé, cái do là cái phần ở trên đây của em này nó hơi bé so với lại nhiều khi là em bé, nhiều khi nó lại đội to hơn cái đầu của em, thì mấy chị tự trừ hao. Với lại phía sau đây là nó có cái điều chỉnh nên nếu mà có chật thì mấy chị dạng giãn ra tí mình mang cũng ok. Đấy nha mấy chị yêu nha, nó có điều chỉnh. Em ở thị trấn Diên Khánh Khánh Hòa chị ơi. Rồi nón màu hồng, nón màu xanh này sẽ bán cho mình là 55.000 đồng một cái, và túi này sẽ bán cho mình với giá tiền là 75.000 đồng một cái túi màu hồng. Rất là xịn luôn nha chị nha. Nói chung em đưa cận chất chất cho mấy chị xem nè. Em sẽ đưa cận chất cho mấy chị xem nè. Xịn lắm luôn cái khóa kéo của nó nè. Đấy bên trong nè, xịn sò cực kỳ luôn. Đây nha, cái này nó độn ra tí thôi. Nếu mà mình không độn thì cái form của nó cũng y chang, nó không có bị mất form. Đấy em sẽ gửi cho mấy chị xem hết luôn nè. Mình nếu mà mình không độn thì không độn giấy ở bên trong thì cái form của nó vẫn y chang như vậy luôn, nó không hề bị mất form mất gì luôn nha chị nha. Cái form của nó vẫn đứng như thế này. Đó, nếu mà không độn này nó vẫn đứng form này, rất là đẹp luôn giùm em. Comment cho em mã túi hồng kèm hộ em là số ký, kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn. Túi này là 75.000 đồng một cái và mũ màu xanh này sẽ bán cho mình là 55.000 đồng. Rồi chị nào muốn hỏi địa chỉ em inbox qua cho em mấy chị, cho em đang live.
thì nhiều khi là em không chỉ được. Em ở trong hẻm gần cầu Thành, chợ Thành, thị trấn Diên Khánh. Nhà em nó nằm trong hẻm nên bây giờ mấy chị hỏi em thì em cũng không chỉ được. Nhưng chị nhà inbox qua cho em thì sẽ có nhân viên check đơn tí tin nhắn. Rồi em qua mẫu nha. Rồi, túi màu hồng chú chị An Nguyễn ạ. Túi màu hồng chú chị Thanh Thùy Trần. Túi màu hồng chú chị Lê Phương. Rồi em chú mũ màu xanh chị Linh Đào ạ. Túi điên em tạm hết rồi mấy chị ơi. Rồi túi điên tạm hết mấy chị, để hôm sau em về. Rồi túi hồng chị lấy xanh, túi hồng comment cho em ạ. Túi hồng, túi hồng hộ em qua mũ nha mấy chị nha. Rồi mũ bi chai nữa đi chị, hồi chị mũ bi chai đúng không? Rồi lên giùm em cái thằng mũ này comment cho em mã mắt vàng. Chị nào lấy cái mũ này comment cho em mã mắt vàng. Và mũ mắt này là size nhỏ hơn, size cho bé là tầm từ 1 tuổi cho đến là 2, khoảng là 3 tuổi mang vừa. 1 cho đến là 3 tuổi mang vừa giùm em cái mũ mắt vàng này là size của nó là nhỏ hơn nha chị nha, dành cho bé 1 tuổi cho đến là khoảng là 3 tuổi là mang vừa. Đấy, đẹp lắm rồi chị. Dạ vâng, em cảm ơn chị Trang Nguyễn rất là nhiều. Comment cho em là mã mắt vàng, kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn. Và cái hình con mắt này sẽ bán cho mình với giá tiền là mũ này sẽ bán cho mình với giá tiền là 65.000 đồng một cái mấy chị. 65.000 đồng một cái mũ con mắt màu vàng. Chị lấy mắt vàng comment cho em mã mắt vàng, kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn. Rồi lên tiếp cho mình là cái hình con gấu này đi. Đấy, lên tiếp cho mấy chị là túi xách hình con gấu của bé gái nè. Rồi em chốt mũ màu đen nha chị Hoa Bỉ Ngạn ạ, là số điện thoại 869 ạ. Túi hồng và túi trắng chị Hoa Trần, số điện thoại 469 ạ. Túi màu hồng em chú chị Hoa Lê, số điện thoại 618. Túi hồng chú với chị Tuệ Mận, số điện thoại 583. Mũ màu đen chị Loan Ly Ly có rồi nha chị ơi. Rồi comment cho em là túi hồng còn cả này hai bỏ ra chưa. Rồi mấy chị chốt đơn lên túi hồng kèm số điện thoại giúp em là được nha mấy chị ơi. Rồi giờ chị Hương Nguyên xuống sắp lấy ok, nhưng mà lên số điện thoại giùm em để bên em chốt đơn mình chị ơi. Với lại là nếu mà chị không xuống thì nhân viên còn có cái để mà nhân viên nó gọi. Rồi comment cho em là mã mắt vàng, kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình cái hình cái mũ con mắt này với giá tiền là 65.000 đồng. Và mũ này là size nhỏ hơn, size cho bé là từ 1 tuổi cho đến là 3 tuổi là mang vừa giùm em cái hình con mắt này. Đấy, rất là đẹp luôn mấy chị, màu của nó siêu đẹp luôn. Nói chung là hàng Quảng Châu màu siêu đẹp. Bình thường mấy chị mua toàn là 85, 90 ngàn, có khi là 100 ngàn một cái. Nhưng nhà em chị bán cho mình giá rẻ hơn mười mấy 20 ngàn luôn. Thật sự là nhà em bán lại chỉ có vài ngàn thôi nha chị nhá. Rồi lên giùm em mẫu này comment cho em mã gấu, comment cho em mã túi gấu, kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình cái túi gấu này với giá tiền là 50.000 đồng một cái mấy chị. 50.000 đồng một cái túi hình con gấu rất là dễ thương. Chị là lấy túi gấu comment cho em mã túi gấu, kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình cái túi gấu này với giá tiền là 50.000 đồng. Đấy, 50.000 đồng một cái nha chị nha, rất là xinh. Cái này ví dụ mình mua mình mang cho bé mặc đi cưới cũng được, hoặc là mình mua để dành tết mới bé đựng tiền lì xì. Đấy, rất là dễ thương luôn. 50.000 đồng một cái comment cho em mã túi gấu. Rồi em qua tiếp theo nè. Rồi em chốt túi màu hồng chị Tường Vy, nón màu xanh chị Linh Đào ok ạ. À, rồi em chốt cho chị Hương Nguyên là túi hồng chị Hương Nguyên ạ. À, Adidas nè, Dot nha mấy chị nha, cái mũ đây là mũ Dot. Comment cho em là mã Dot, mũ Dot, kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình cái mũ Dot nè. Đấy, mũ Dot này sẽ bán cho mình với giá tiền là 60.000 đồng một cái. 60.000 đồng một cái. Chị nào lấy cái mẫu đây comment đúng mẹ giùm em là mũ Dot nha mấy chị nha. Chị nào lấy mũ Dot comment mũ Dot. Dạ không có rồi chị ơi, cái mẫu đó em hết hàng rồi chị Trang ơi, chắc là phải vài hôm nữa em mới về. Rồi chị nào lấy mũ Dot comment mũ Dot. Và chị nào lấy cái này comment cho mã túi gấu. Túi gấu này sẽ bán cho mình là 50.000 đồng một cái nha mấy chị yêu nha. Và mũ Dot sẽ bán cho mình là 60.000 đồng một cái. Mũ Dot nè, chị lấy cái mũ này comment đúng mẹ giùm em là Adidas mấy chị, comment mũ Dot hộ em 60.000 đồng. Rồi mấy chị ơi, lúc nãy chị nào có mũ đen rồi thì mình đừng đổi qua mũ đát giùm em, mình chọn thêm thì chọn giúp em nha mấy chị ơi. Đổi nhiều khi đổi là bên em không có lấy được mấy chị, tại vì bên em chốt một lần luôn, chứ bây giờ mấy chị đổi vào cho em cái màu vàng. Hả? Túi gấu rồi. Rồi đây túi gấu nè. Rồi cho chị cái túi màu vàng nữa, chị lên nốt cái túi màu vàng xong rồi đây nè, cái túi màu vàng nữa xong lên nốt cái này nữa xong em qua đồ nha chị nha. Rồi chị nào lấy túi gấu comment cho mẹ túi gấu. Túi gấu này với giá tiền là 50.000 đồng, kèm giùm em số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình 50.000 đồng một cái. Rồi lên nốt cho mấy chị là cái thằng túi bao tử màu vàng này, xong rồi em sẽ qua mẫu nha. Và nhớ là chị nào thích màu nào thì mua một màu thôi, đừng đổi màu giùm em, đổi qua đổi lại nhiều khi em mất công đó mấy chị. À, rồi 9kg là bị rộng rồi nha chị nha. 9kg mũ này là không được. Mũ này là cho bé là tầm từ 2 tuổi cho đến là khoảng là 5 tuổi mang vừa. 2 cho đến là khoảng là 4 5 tuổi mang vừa cái mũ này với giá tiền là 60.000 đồng. Chị lấy mũ đát comment mũ đát hộ em. Rồi em lên nốt cái này nữa rồi em qua mẫu cho mình qua đồ nè. Rồi chị lấy túi vàng comment cho em mã túi vàng. Đấy, túi vàng hộ em. Túi vàng 75.000 đồng một cái. 75.000 đồng một cái túi màu vàng, chị lấy túi vàng lên đơn cho em mã túi vàng. Em còn nhiều cái mũ khác nữa mà tí nữa em sẽ lên nha chị nha. Đấy, còn nhiều cái mũ vàng rất là dễ thương nhưng mà tí nữa em sẽ lên.
giờ em qua đồ tí nha. Mã kèm ký giùm em mấy chị ơi, túi vàng kèm ký giùm em, kèm số điện thoại giùm em mấy chị ơi, không có số điện thoại ạ. Túi gấu chú chị Hoa Lê, túi gấu chú chị Ly Su Phan ạ. Rồi qua đồ dài tay cho mấy chị nha. Hôm nay sẽ bán cho mấy chị mùa mưa rồi, và sẽ bán cho mấy chị túi đồ dài tay cho bi cho mấy bé nha. Rồi túi vàng 75.000 đồng một cái, chị lấy túi vàng lên đơn túi vàng hộ em xin ho đổi mang cái này vô giống như là sang chảnh nhà giàu luôn mấy chị. Đấy, mang vô là thấy con nhà giàu rồi. Túi hồng rồi. Chị Tường Quy có rồi nha chị. Rồi lên mẫu nè em, ngày hôm nay nói chung là còn cái gì em sẽ bán cho chị giá rất rẻ luôn, đặc biệt là đồ dài đồ ngắn gì đó thì em sẽ bán cho mình giá rất rẻ. Và nhớ là chị nào mua hàng ngày hôm nay cố gắng là chia sẻ bài viết giùm em, vì thật sự là hôm nay em muốn bán cho chị một cái giá phải nói là giống như là để hỗ trợ mấy chị, hỗ trợ cho mấy chị một tí gì đó trong cái mùa lạnh, hoặc là hỗ trợ cho mấy chị một tí gì đó trong cái tiền ship đó, thì em sẽ bán cho chị giá rẻ hơn thường ngày. Thì mong mấy chị mỗi chị cho em xin một hai nút chia sẻ nha mấy chị nha. Đấy, để em sẽ bán cho chị giá phải nói là rẻ hơn bình thường. Bình thường em lãi được 50.000 đi, nhưng mà ngày hôm nay em sẽ có thể là lãi sẽ 7.000, 8.000 gì đó thôi đó, hoặc là 5.000 gì đó thôi, em sẽ chấp nhận bán cho chị giá rẻ luôn. Rồi rồi chị Tường Vy, em đọc tên mình rồi mà chị ơi. Túi màu vàng chú chị Hoa Bỉ Ngạn ạ. Túi màu vàng chú chị Kim Ngân. Túi màu vàng chị Ly Giang Nguyễn. Túi màu vàng chị Thanh Huyền. Túi vàng chị Kim Hồng. Túi vàng chị Kim Ngân. Rồi ok nha mấy chị nha, rồi chuẩn bị em sẽ lên mẫu luôn. Và nhớ là mấy chị cố gắng chia sẻ bài viết giùm em để em sẽ bán cho chị giá rẻ nha. Và ưu tiên chốt đơn cho chị nào có lượt có hiển thị lên logo người chia sẻ, bên em sẽ ưu tiên chốt đơn cho mình. Đấy, ưu tiên chốt đơn cho tình yêu nào có hiển thị lên logo người chia sẻ nha mấy chị yêu nha. Và nhớ là chị nào chưa nhấn theo dõi trên fanpage cho em ngay một nút theo dõi mấy chị. Đấy, để sau mà nhà em có livestream thì mình cập nhật được mẫu mới nha. Chị Linh Đào nói gì ta, những cái bộ sau lưng em từ đợi em xíu mấy chị, thật sự em cũng không biết là bao nhiêu ký là vừa nữa. Đấy, thật sự em chưa làm tới mẫu đó thì em cũng chưa biết là bao nhiêu ký mang vừa, nên mấy chị đợi em tí nha. Đợi mẫu đó thì đâu còn túi vàng không thôi. Rồi đợi em xíu mấy chị, túi vàng có màu đen chị, màu đen hồi nãy em like sợ là hết rồi. Màu đen sợ là hết rồi, có lẽ em sẽ về thêm cho mấy chị nhiều hơn nữa. Được xong sẽ về cho mấy chị tầm 50 cái đi. Sáng nay em về đâu là tầm mỗi màu là như mười mấy 20 cái gì đó. Ủa cái túi màu vàng chú chị Su Su 137 ạ. Dạ luôn ạ. Nghe nè chị. Dạ. Anh có gọi một lần chị rồi, có gì để em kêu hôm nay anh giao lại chị nha. Dạ, có thể là không. À rồi rồi. À rồi rồi rồi. Dạ dạ rồi, ok ok chị. Rồi em chốt mũ đen Adidas chị Hoa Bỉ Ngạn ạ. À. Mũ đen Adidas chú chị Mộng Cúc ạ. À. Mũ đen chị Kim Hồng ạ. À. Mũ đen Adidas chú chị Linh Đào. Mũ Adidas chú chị Bé Phan ạ. À. Mấy chị ơi chốt hai sản phẩm giúp em nha. Mũ Adidas chú chị Casey Nguyễn ạ. À. Rồi lựa giùm em hai cái để bên em gửi hàng cho mấy chị nha, chứ một cái là bên em gửi là nhiều khi là tốn tiền ship đó chị ạ. À. Nên là mấy chị lựa giùm em hai cái, rồi túi màu vàng có lẽ là hết rồi, em sẽ qua cho mình là cái cuối cùng đi, em sẽ lên đồ luôn. Em sẽ đeo đây, chị nào muốn lấy túi xanh thì comment túi xanh hộ em và em sẽ qua cho mình nha. Đấy, túi xanh này mang cũng rất là sang luôn, màu đặc biệt là cái màu xanh cobalt này mặc cực kỳ là sang, mang vô rất là sang luôn nè. Rồi chị nào lấy cái bộ này lên đơn cho em là mã gì đó ta, comment cho em là mã mẫu này sẽ bán cho mấy chị với giá tiền là 52.000 đồng một cái. 52.000 đồng một cái là túi màu vàng, để đây có mấy chị chốt chứ để là bị sốt. Rồi lên đơn cho em mẫu này, comment cho em mã 52k kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá tiền là 52.000 đồng. Hôm nay sẽ giảm giá cho mấy chị tất cả các mặt hàng luôn, em sẽ giảm giá trong ngày hôm nay. Và nhớ là chị nào mua hàng ngày hôm nay cố gắng là chia sẻ bài viết cho em để nhân viên nhà em ưu tiên chốt hàng, còn chị nào không chia sẻ nhân viên bỏ qua và chốt tiếp cho người tiếp theo nha mấy chị nhá. Rồi lên đơn cho em mẫu này, comment cho em mã 52k kèm hộ em số điện thoại, nhân viên chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá 52.000. Đấy, bộ Burberry này size cho bé tầm bao nhiêu ký ta? Rồi size tầm 16 ký đổ lại là mang ok. Lên đơn giùm em là mã kèm ký kèm số điện thoại giùm em để nhân viên chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá là 52.000 đồng nha. 52.000 đồng một bộ mấy chị. Đẹp chưa? 52.000, comment cho mã 52k kèm hộ em là số điện thoại để nhân viên chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá 52.000 đồng.
Rồi tí nữa em sẽ bán cho mấy chị áo khoác nữa. Đó, để cho mấy chị mặc cho nó đỡ mùa này, mưa gió đồ này kia, lũ lụt đồ này kia cho nó khỏi lạnh lẽo nha chị nha. Em sẽ bán những gì giá rẻ luôn. Đó, thật sự ngày hôm nay em sẽ bán những gì tất cả các mặt hàng sẽ giảm giá những gì giá rẻ luôn. Và nhớ là chia sẻ bài viết cho em để bên em chốt đơn. Còn chị nào không chia sẻ, nhân viên bỏ qua chốt tiếp cho người tiếp theo nha chị nha. Thì thật sự là em bán giá này là giống như là cho mấy chị tri ân tặng quà cho mấy chị thôi, chứ còn thật sự là không lời lãi gì nhiều luôn. Mỗi mẫu em chỉ cộng lại tầm vài ngàn đồng thôi. Rồi lên cho em mã 52k. Em qua mẫu nha chị yêu nha. Qua mẫu tiếp theo nè. Lên cho mấy chị cái mẫu này. Rồi em chốt túi màu xanh nè. Túi xanh chứa chị Ly Giang Nguyễn. Túi xanh chứa chị Mỹ Thu 136. Túi xanh chị Huyền Đặng 234. Túi xanh chứa chị Linh Đào ạ. Rồi ok, đẹp hơn, màu nào cũng đẹp luôn mấy chị. Màu xanh đây mà mấy chị mặc với lại đồ mà màu trắng hoặc là màu đen đồ này kia mang vô nó đẹp lắm luôn, thật sự nó rất là sang luôn. Em lên em không biết là có sai đại hay không nữa chị ơi, nên là bây giờ em làm tới mẫu nào thì mình lấy mẫu đỏ nha chị nha. Đấy. Rồi mấy chị chốt chắc sản phẩm giúp em nha chị, mẫu nào mình thích thì mình hẳn comment giùm em nha. Rồi lên đơn mấy mẫu này comment cho em mà tím tím này này ngày hôm nay sẽ bán cho mình với giá tiền là 42.000 đồng một bộ luôn mấy chị. Đấy, 42.000 đồng một bộ cho mấy chị mặc ấm, cho mấy bé cho mùa đông luôn. 42.000 đồng một bộ cho chị nào cũng có khả năng mua. Đấy, chứ để là mấy chị mua nhiều khi là đồ nó đắt quá, 70-80 ngàn. Nhiều khi là mùa này đang thất nghiệp rồi kia, đang Covid này kia không có tiền. Thì thôi em sẽ lấy cho mấy chị sản phẩm giá rẻ và sẽ bán cho mình với giá tiền chị có là 42.000 đồng. Nhớ là chia sẻ bài viết giùm em để bên em chốt đơn cho mình cái bộ này 42.000 nha chị nha. Bán cho chị giá sỉ bằng giá lẻ ngày hôm nay luôn. Rồi lên đơn cho em mã tím 42k, kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá tiền là 42.000 đồng. Comment đúng mã giùm em là tím 42k. Đấy, tím 42.000 cho bé mặc ấm ban đêm này mấy chị. Đấy, 42.000 đồng và size tầm khoảng là 13-14kg đổ lại mang vừa. Rồi 14kg đổ lại mang ok nha. Chị lấy tím 42 lên đâu chị em mã tím 42. Rồi chốt đơn em mã tím 42 tặng chú mã 52.000 chị Ly Giang Nguyễn. Chị Huỳnh Thị Thu Hà 11kg. Chị Phúc Huỳnh 13kg. Chị Hoa Vĩ Ngạn 15kg. Chị Casey Nguyễn 16kg. Chị Hạnh Hồi Hộp 52.800kg ạ. Rồi chị Chi Nguyễn cái túi hình như là chắc là có rồi sao chứ. Rồi ngày mai báo lại nhân viên giùm em nha chị nha, chứ bây giờ em cũng không biết là chị có hay không, do nãy nhân viên nó đọc không tên em cũng không để ý hết rồi hả. Hết luôn có lên bộ dài không hết. Hết luôn có lên bộ dài không hả? Lên bộ dài, đang lên bộ dài nè chị ơi, đang lên bộ dài đây. Tím 42.000, comment cho mẹ tím 42k về sao tầm 10. Sao cho biết là tầm 13-14kg đổ lại mà ok. Comment cho em mã tím 42k, kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá tiền là 42.000 đồng nha chị yêu nha. Kèm ký giùm em mấy chị, kèm ký hộ em nè, kèm ký. Chị Trinh Huyền không có ký bên em không có chốt đơn được nha chị nha. Kèm ký giúp em, mua mẫu nào kèm ký hộ em để bên em còn lấy size cho mình chứ mấy chị yêu ơi. 42.000 màu tím em chứa chị Neo Sẻ Huy Hoàng 11kg. Tím 42.000 chị Ngọc Bầu Hồn 10kg ạ. Tím 42.000 10kg chị Trinh Huyền. Rồi chị Ngọc Thủy ơi là 10kg thì có nhưng 15kg thì không vừa nha chị ơi. Bộ này tầm 13-14kg đổ lại à chị à. Lên em mã tím 42k, chị lấy tím 42 lên đơn em mã tím 42. Rồi qua mẫu tiếp theo nha chị yêu nha. Sẽ qua mẫu tiếp theo cho mình nè. Rồi lên cho chị cái set siêu hot hit này đi. Đấy chứ mấy chị hối quá em cũng đây. Rồi túi em đang đeo là 75.000 nha chị. Có ai comment lấy là đồng. Mẫu túi xanh giùm em ạ. Túi xanh kèm ký giùm em, nhân viên em chốt đơn cho mình mã túi xanh. Rồi đây, hot hit mấy chị ơi. Trời ơi, siêu hot luôn. Siêu hot, siêu đẳng cấp giùm em cái mẫu này luôn nha chị nha. Em đang săn cho mấy chị những cái sản phẩm này. Trời ơi, quá là đẹp luôn. Đấy, tay bo này cực kỳ là đẹp luôn nha chị nha. Nhìn chắc xảo chưa. Đó, nhận hàng không ưng thật sự em cho anh chị trả lại luôn, cam kết một câu nhận hàng mà nó không ưng cho trả lại giùm em luôn nha chị nha. Rồi lên đơn chi mẫu này, mẫu này ngày hôm nay trên livestream ngày hôm nay sẽ bán cho mấy chị cái quần này với giá tiền là 100.000 đồng một cái, và cái áo này sẽ bán cho mình với giá chỉ có là 49.000 đồng một cái thôi. Và nguyên một set này nhà em sẽ bán cho mình với giá chỉ có là 149.000 đồng một set. Đấy, 149.000 đồng một set hộ em. Cái quần này là giá là 100.000 đồng hàng Quảng Châu hộ em, và cái áo này em chỉ bán cho mình với giá tiền là 49.000 đồng. Đấy, nguyên cả set như thế này em sẽ bán cho mình với giá chỉ có là 149.000 đồng. Mấy chị comment cho em mã 149k kèm hộ em và số điện thoại để số ký số điện thoại để nhân viên nhà em chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá tiền là 149.000 đồng. Đấy, hàng Quảng Châu chuẩn xịn luôn hộ em, mặc đi ăn đám cưới đám tiệc bao sang chảnh. Mặc cái bộ con Mickey này mà mang thêm cái túi nhà em như thế này, đội thêm cái mũ nữa, phải nói là siêu đẳng cấp, siêu siêu đẹp luôn. Đấy, em chốt bộ tím 42.000 chị Ngọc Phương là 043 ạ.
Rồi mẫu này là sao cho biết là từ 8 kg, từ 9 kg cho đến là khoảng là 10 mấy kg, 24 kg hả? 16 kg mang vừa, từ 4 từ 9 kg cho đến là 16 kg mang ok. Giờ giùm em mẫu này, comment cho em mã 149k và kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn cho mình mẫu này với giá tiền là 149.000 đồng. Đấy, sáng nay em có đăng mẫu trên trang cá nhân này, cực kỳ là đẹp luôn nha chị nha. Đấy, một cái áo da cá hàng cao cấp và một cái quần này với giá tiền là 149.000 đồng. Túi màu xanh em chú chị Hồng Nghĩa Dương à, số điện thoại là 785. Rồi 149.000 đồng, sao tầm 16 kg đổ lại lên đôi cho em là mã 149k. Đấy, quần này thật sự là quần quá đẹp luôn rồi mấy chị nào chưa mua chốt đi nha, em nên mua một lần. Không, đó không phải nhiều khi chốt quần co giãn là nó đẹp đâu nha chị nha, quần mềm nó mới đẹp. Đấy, quần mềm, quần hàng Quảng Châu, quần mềm nó mới đẹp mấy chị, còn quần co giãn nhiều khi nó không đẹp bằng. Đấy, nhiều khi em nói thật sự, nhiều khi nếu mà chị nào chưa mua quần riêng nhà em thì em khuyên một câu mấy chị cứ mua thử một lần coi có thất vọng hay không nha chị nha. Quần co giãn nhiều khi không đẹp bằng chất quần mềm hàng Quảng Châu nó sẽ đẹp hơn. Đấy, đây gọi là quần mềm hàng Quảng Châu này, cái màu của nó này chất rất là mềm và rất là đẹp luôn. Với giá tiền là 149.000 đồng, size tầm 16 kg đổ lại. Đợi em xíu mấy chị ơi, em đang lên mẫu này, em chưa chốt xong nên mấy chị đừng có hối em. Đấy, đợi em tí nha chị nha. Rồi em qua mẫu này, chị lấy 149 lên đơn em ạ, 149 em qua mẫu tiếp theo. Rồi mẫu này là có size tầm 16 kg đổ lại nha mấy chị ơi, những chị lớn ký hơn là bên em không nhận được ạ. Rồi mã 149 em chú chị Phạm Thư 16 kg, 149 chị Phương Thùy 13 kg, 149 chú chị Phương Uyên Nguyễn 13 kg ạ. Rồi qua mẫu nè. Rồi đưa cho em mấy cái từ từ để coi thử coi. Rồi lên cho chị cái set này luôn đi. Em đang lên mã 149 chị ơi, quần 100.000 là mẫu nào vậy chị? Rồi cái đó là nguyên một set đó chị ơi, nguyên một set bán giống dạng nguyên một set luôn. Nguyên một set với giá tiền là 149.000 đồng, chị lấy set 149 comment cho em mã set 149k kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình nha chị nha. Set trăm, set 149.000. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè. Rồi set caro này coi size giùm em là tầm bao nhiêu ký cho, tầm 16 kg hơn, 16 kg đổ lại mau cơ giùm em mẫu này, đẹp chưa mấy chị ơi. Ai trời ơi, mang cái này mang thêm cái túi nữa thì như thế nào mấy chị ơi, mang thêm một cái túi màu đen, một cái túi màu xanh, một cái túi màu trắng nữa thì nhức nách luôn giùm em nha mấy chị nha. Rồi cái này là nguyên một set mấy chị, cái này em sẽ bán cho mình cũng nguyên một set luôn nè. Mã 149 em chú chị Cherry Nguyễn là 14 kg, mã 149 chú chị Ngọc Hạnh là 14 kg. Đấy, xịn xịn con bà sò luôn nha chị nha, xịn sò luôn nè, xịn con bà sò luôn giùm em cái túi cái set này luôn nè. Đấy, sang chảnh và đẹp chưa mấy chị ơi. Đấy, mang cái set này thật sự là phải nói là siêu đẳng cấp luôn, chưa bao giờ có luôn. Rồi mẫu này sẽ bán cho mình với giá tiền là bao nhiêu tiền, gồm 3 chi tiết nha chị nha. Sẽ lấy cho chị ra một set để cho mấy chị xem, gồm 3 chi tiết. Đấy, gồm 3 chi tiết luôn nè. Một cái quần hàng Quảng Châu xịn đẹp, rồi một áo trong và một áo khoác ở ngoài, gồm 3 chi tiết tách rồi. Đây, mã 149 12 kg chị Bảo Khang ạ. À, một cái quần đẹp nha chị nha. Mã 149 chú chị Võ Thị Thu Thảo 14 kg, mã 149 chú chị Phương Uyên Nguyễn là 13 kg, mã 149 chú chị Thùy Nguyễn là 14 kg ạ. À, rồi set này sẽ bán cho mình với giá là bao nhiêu tiền nè mấy chị ơi, để em coi thử set này sẽ bán cho mình với giá bao nhiêu tiền nha chị nha. Nó gồm 3 chi tiết luôn, một áo cổ 3 phân ở bên trong nè, một cái áo sơ mi ở phía ngoài chất rất là đẹp luôn mấy chị, thật sự nhận hàng bên em bao chất đẹp cho mấy chị luôn, một áo sơ mi ở phía ngoài và một quần. Set này gồm 3 chi tiết tách rời như thế này. Đấy, mình mặc vô nó sẽ như thế này nha chị nha. Đấy, mặc vô nó sẽ như thế này, cực kỳ là công tử, rất đẹp luôn giùm em. Và mẫu này size cho bé là tầm bao nhiêu ký, tầm 16 kg đổ lại mang vừa, 16 kg đổ lại mang ok giùm em. Set này nhỏ nhất là tầm từ 10 kg cho đến 16 kg, 10 cho đến 16 kg mang vừa. Và em chỉ bán cho mình cái mẫu này với giá tiền là 169.000 đồng, mà nguyên một set gồm 3 chi tiết mấy chị. Đấy, một size 169.000 đồng là cái quần tính ra mấy chị mua 100.000 đi hả. Cái áo này mấy chị mua chỉ có là 30 mấy ngàn thôi hả, 40 ngàn. Cái áo này mình mua 30 ngàn. Đấy, nguyên một set gồm 3 chi tiết như này sẽ bán cho mình với giá tiền chỉ có là 169.000 đồng. Mấy chị lên đơn cho em mã 169k kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá tiền là 169k kèm hộ em số điện thoại. Size từ 10 kg cho đến là 16 kg đổ lại mang vừa, 10 cho đến là 16 kg đổ lại mang ok giùm em cái set này. Chị lấy lên đơn cho em mã 169k và kèm hộ em là số điện thoại để nhân viên em chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá tiền là 169.000 đồng nha chị nhá. Đấy, 169.000 đồng, mũ bé trai em vừa like xong đó chị ơi, mũ bé trai vừa like xong. Rồi lên đơn cho em mã 169k kèm hộ em số điện thoại, em qua mẫu nè.
Đấy, 169.000 đồng mà một set gồm 3 chi tiết như thế này, và mua về chỉ còn mặc thôi. Hai cái túi màu trắng em hết rồi chị ơi, em bán lúc nãy hết rồi nha. Rồi mua về là chỉ còn là mặc đẹp thôi nha chị nha, không còn phải suy nghĩ là ừ mua cái gì phối với cái gì cho nó, cho nó kiểu là cái này mà thứ nhất là mấy chị mặc mà thôi nôi đám cưới đám tiệc đồ này kia là bao sang con bà chảnh luôn giùm em luôn cái set này. Rồi 169.000 đồng nguyên set gồm 3 chi tiết, chị lấy lên đôi che mã 169k. Em qua mẫu này, set này trai hay gái vậy hả chị? Rồi set này dĩ nhiên là của bé trai rồi chị ơi. Dĩ nhiên là của bé trai luôn rồi nha chị nha, lên đôi che mã 169k. Rồi size tầm từ 8 cho đến là 16kg mang vừa, chị đang ngồi khung số ký đó, nghĩ là em không có sai. Rồi em qua mẫu tiếp tục nè. Túi rồi xanh giá 75.000 nha mấy chị ơi. Rồi với cho em một 1-2 mẫu mà đầm sơ sinh vô đây ha. Mã 169.000 chú chị Đặng Ngọc Ánh, 169.000 chú chị An Nguyễn, 169.000 chú chị Phương Thảo. Rồi em qua mẫu nè. Rồi qua mẫu tiếp tục nè, lên cho mấy chị mấy cái đầm sơ sinh nha. Đầm sơ sinh này ngày hôm nay em còn ít sẽ lên cho mấy chị luôn. Rồi lên giùm em cái đầm này, đầm sơ sinh luôn, đầm dạng như là đầm tiểu thư, đầm canh chuối nha chị nha, chất của nó nè. À, rất đẹp luôn giùm em cái đầm này, và đầm này ngày hôm nay còn 3 cái siêu cho chị cái đầm này luôn với giá tiền là. Rồi lên đơn cho em mẫu này bán cho chị là 69.000 đồng. 69.000 đồng một cái, lên đơn cho em là mã trắng 69k và kèm hộ em số điện thoại nhân viên chốt đơn cho mình cái trắng này với giá là 69.000 đồng một cái nha chị nha, cực kỳ là dễ thương luôn. Đấy, phía sau khóa kéo xịn sò, chất của nó là bao đẹp. Đấy, cũ của nó nè, trời ơi đẹp lắm luôn, thật sự là rất là dễ thương. Rồi 69.000 đồng một cái, bao đi ăn đám cưới đám tiệc đồ này kia sang chảnh luôn, nhẹ nhàng dễ thương 69.000. Đấy, nhẹ nhàng tình cảm mà rẻ không chị ơi, lên đôi cho em mã sò trắng 69k, kèm hộ em số điện thoại bên em chốt đơn cho mình cái mẫu trắng này với giá tiền 69.000 đồng và size cho bé là tầm 14kg đổ lại mang vừa, 14kg đổ lại mang ok giùm em cái mẫu này nha. Đấy, cho mấy bé tầm 2 tuổi đổ lại thôi, 14kg bé 2 tuổi đổ lại mang ok, chị lấy trắng lên đôi cho em mã trắng 69k. Trắng 69k kèm hộ em là số điện thoại nè. Đẹp không? Trời quá đẹp luôn. Rồi em qua mẫu, cái mẫu này còn 4 cái thôi, chị làm nhanh tay thì có nè. Mã 169.000 em chú với chị à. Huỳnh Thị Mỹ Sang là 2 set 14 và 16kg ạ. Rồi tiếp tục nè mấy chị ơi, tiếp tục nha. Mã 169.000 chú với chị Mộng Cúc 14, 169.000 chú với chị Nhật Nguyễn 11 ạ. Rồi tiếp tục nè, lên cho em mã trắng 69k, chị nào đã trắng lên em mã trắng 69k kèm em số điện thoại, hôm nay cái máy lạnh nó hơi nóng. Chị Trâm Bùi ơi, mình chốt đơn mã kèm ký có số điện thoại giúp em nha chị. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè, lên đơn cho em mẫu này, comment cho em là mã xanh 42k. Đấy, bộ màu xanh cho bí mận nhà bán cho chị giá chỉ có là 42.000 đồng một bộ, chị lấy xanh lên đơn cho em mã xanh với giá tiền là 42.000 đồng, chị nào lấy xanh lên em mã xanh kèm hộ em là số điện thoại bên em chốt đơn cho mình nha chị nha. Em like tới mẫu nào, chị nào thấy được mẫu nào mình mua nha chị nha, sau lưng em đợi em treo mẫu thôi mấy chị à. À, chứ em không lên hết được những cái mẫu đó vì nhiều khi là em còn hết hàng rồi. Rồi túi màu đen em cũng tạm hết rồi chị Mỹ Sang ơi, bây giờ em chỉ còn túi màu vàng. Cho chị cái túi vàng vô đây chị cũng tạm hết. Rồi có gì ngày mai mình báo nhân viên nó còn thì họ để cho mình nha. Rồi chị Lê Khanh ơi, mình chút, mình có một đơn hàng bơm bên em không chốt đơn cho chị nữa nha chị Lê Khanh nha. Rồi chị nào bơm hàng lần sau bên em không bán nữa mấy chị. Đấy, bơm hàng mà còn mua hàng nữa thì em cũng chịu luôn. Rồi bây giờ hết túi màu để trắng đó, túi ấy rồi, bây giờ chỉ còn túi màu vàng thôi, chị lấy túi vàng lên đâu, túi vàng 75.000 đồng một cái. Đấy, 75.000 đồng một cái, chị lấy túi vàng lên đơn túi vàng. Rồi qua mẫu này xanh 42.000, chị lấy xanh lên đơn em mã xanh 42. Rồi size cho biết là từ 8kg cho đến là 14kg mang vừa, 8 cho đến 14kg là mang ok dùm em cái bộ này. Chị nào lấy xanh lên đơn em mã xanh 42k, đẹp chưa? Xanh 42k kèm hộ em là số điện thoại bên em chốt đơn cho mình bộ xanh này 42.000 nha chị nha, lên đơn em mã xanh 42. Em chốt mã 169.000 14kg chị Trâm Bùi ạ. Rồi xanh 42.000, chị lấy xanh lên đơn em mã xanh 42. Cái bộ cái trắng, cái đầm trắng ấy có nhiều người chốt nãy giờ. Sao lớn không ạ? Thấy có mấy ký nè. Trắng 10kg. Trắng 12kg cái đầm hồi nãy em gỡ mẫu á. Chưa đọc à. Đầm trắng 69.000 chú chị Nhẫn Nguyễn 577. Trắng chú chị Trần Hoàng Lan Vi 8226. Chú chị Yến Phạm 10kg 633. Rồi lên cho em mã trắng, quên mã xanh 42k, kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn cho mình cái bộ màu xanh này với giá là 42.000 đồng nha.
Rồi cứ để ở ngoài đó đi cho nó trống, chỗ này để lo anh. Xanh 42k kìa mọi em, số điện thoại bên em chốt đơn. Túi này trai cũng mang được mà gái cũng mang được mấy chị. Trai gái rồi mang ok nhé chị nha. 75.000 đồng một cái. Và mẫu tiếp theo chị lấy xanh 42, comment cho mẹ xanh 42. Xanh 42k kìa mọi em, là số điện thoại để em chốt đơn rồi. Qua mẫu tiếp theo nè. Qua mẫu tiếp theo mấy chị. Lên cho mấy chị để em coi thử cái rồi lên tiếp tục nè, lên cho chị cái mẫu này đi. Mẫu này em có số lượng mới về luôn nè. Xinh chưa? Trời ơi, siêu đẹp luôn giùm em cái đầm này luôn nha chị nha. Đẹp lắm luôn. Túi sình dương hai cái. Túi sình dương hai cái chú chị Huỳnh Thị Mỹ Sang. Tôi để đó đi, không đứng dậy được nhiều. Rồi comment cho em mẫu này, comment cho em mã yếm vàng này. Yếm vàng này sẽ bán cho mình với giá tiền là 69.000 đồng. Chị lấy cái này comment cho em mã vàng 69. Vàng 69k kèm hộ em là số điện thoại để anh em chốt đơn cho mình cái đầm màu vàng này với giá tiền là 69.000 đồng một cái nha chị nha. Đẹp chưa? Trời ơi, cưng chưa? 69.000 đồng một cái. Và đầm này là đầm sơ sinh cho bé tầm khoảng là 12kg, bé tầm 1 tuổi rưỡi đổ lại mang vừa. 1 tuổi rưỡi đổ lại mang ok giùm em cái đầm này. Và em chị bán cho mình với giá tiền chị có là 69.000 đồng. Comment cho em là mã yếm vàng, yếm vàng 69k, hoặc là comment cho em mã vàng 69k cũng được nha chị nha. Vàng 69k kìa mùa em số điện thoại cái đầm này, đầm sơ sinh cho bé tầm khoảng là 1 tuổi rưỡi đổ lại mang vừa 12kg thôi hả? 12kg, 1 tuổi rưỡi đổ lại mang ok giùm em cái yếm này với giá là 69.000 đồng một cái mấy chị. Đấy, lấy lên đơn cho em mã yếm vàng, mặt rất là cưng luôn giùm em cái yếm này 62.000 đồng. Comment cho mã yếm vàng, bé nhỏ nhỏ thôi nha chị nha, cái đầm này đầm sơ sinh cho bé nhỏ xíu thôi. Rồi chị lấy yếm vàng, lấy đơn cho em mã yếm vàng 69.000. Dễ thương không? Trời ơi quá đẹp luôn mấy chị. Em đọc mã xanh 42.000 nha mấy chị. Rồi mấy chị chốt trên 100.000 giúp em nha. Mã màu xanh, chú chị Ngọc Bầu Hồ 13kg, xanh Nguyễn Thu Phượng à, chị Nguyễn Hoa 13, chị Trâm Bùi 12, chị Huỳnh, chú chị Lê Trúc Lâm 12 ạ, chị Phan Quốc Thắng 13, xanh chị Ngọc Phương 11 và 14, xanh 13kg chị Phạm Anh, chị NT Tuyết Trinh xanh 10, chị Neo Dễ Huy Hoàng xanh 11, chị Trinh Huyền xanh 10. À yếm vàng này còn nè, rồi ok nè. Rồi những cái bộ sau lưng em chưa làm tới mấy chị ơi, giờ mấy chị hỏi giá thì em cũng không có trả lời hết được nhóm chị nha. Đấy, giờ mấy chị hỏi giá em cũng không trả lời hết được nên em chưa làm tới mẫu đó mấy chị. Mấy chị đợi em xíu làm tới mẫu thì em báo giá cho mình nhóm chị nha. Rồi lên tiếp nè, set NY nè, đẹp chưa? Rồi set NY này bao gồm cho mình là một áo khoác và một cái quần. Đấy, một áo khoác và một cái quần. Và trời, bộ này quá rẻ luôn mấy chị. Thật sự là cái bộ này nếu mà mấy chị đi mua hàng chính phẩm, giá của nó là phải là 100 mấy một bộ. Vì nó là hàng da cá tàu, hàng cao cấp của em. Cái form này nó có lẽ là hơi to này. Để em coi size số mấy thôi nè. Size này size số 3. Rồi đợi xíu em coi lại cái size nha mấy chị nha. Em coi là tầm bao nhiêu ký nó mang vừa nha. Đợi em chút xíu. Rồi cái bộ này sẽ bán cho mình là tầm 18kg đổ lại mang vừa mấy chị. 18kg, 19kg đổ lại mang vừa giùm em luôn. Tầm 19kg đi hơn, 19kg đổ lại mang vừa, 19kg cho bé tầm 5 tuổi đổ lại mang vừa. 5 tuổi đổ lại mang ok giùm em. Mẫu này chỉ có là vài set thôi nên là chị nào nhanh tay thì có nha chị nha. Mẫu này chỉ có vài set. Rồi lên đơn cho em mẫu này, comment cho em là mã NY này sẽ bán cho mình với giá chị có là bao nhiêu tiền đây chị, hai dáng bao nhiêu tiền đây ta. Rồi để em coi thử lại coi. Bao nhiêu là 75.000. Rồi 75.000 đồng nguyên một set nha chị. Trời, set khó kéo mà 75.000 đồng là quá sức là rẻ luôn nha chị nha. Đẹp chưa? 75.000 đồng, comment cho em là mã. Comment cho em mã gì đây ta? Comment cho em là mã nâu 75k. Nâu 75k kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình cái set NY này với giá tiền là 75.000 đồng nguyên một set nha chị nha. Xịn sò chưa? Xịn sò cực kỳ, và chất của nó là chất liệu là da cá tàu, hàng cao cấp hộ em luôn, rất là đẹp luôn mấy chị, bộ khó kéo. Đấy. Em chú mẹ yếm vàng chị Sinh Phan 12, yếm vàng chị Nghe Hân là 8kg, yếm vàng chị Hoa Bỉ Ngạn 12, yếm vàng chị Nhẫn Nguyễn 10, yếm vàng chị Bi Nguyên 11 ạ. Rồi comment cho em mã NY hoặc là mã nâu gì cũng được mấy chị. 75.000 đồng em chỉ có vài cái để tặng quà cho mấy chị thôi nha chị nha. Cái năm xét là không có nhiều, thật sự là mùa này nó hiếm hàng lắm luôn mấy chị. Nó hiếm hàng cực kỳ luôn, nhiều khi là em đi lá hàng phải cực lắm luôn nên là thành ra em cũng rất là muốn về nhiều nhưng mà nó không có được nhiều á chị. 75.000 đồng nhiều khi em thấy rẻ em lại muốn lấy nhiều về bán cho chị giá rẻ để cho chị mua được nó rẻ, chứ nhiều khi mình không biết chỗ mua là lại mua giá nó đắt là lại mất công á chị đó. Nhưng mà em lại không ôm được nhiều, chị ôm được có 5 cái thôi nên là em chỉ chia được cho 5 người thôi nha. Rồi em qua mẫu nè, rồi em qua em lấy cái mẫu móc luôn. Rồi em lấy cái mẫu móc luôn nè. Đấy, đẹp chưa? 75.000 đồng nguyên set đó chị.
rồi cái túi màu vàng như là còn vài cái nữa. À, rồi túi vàng để đó, túi vàng chị nào chưa mới vô thì comment cho mẹ túi vàng 75.000 đồng một cái nhắn chị nha. Túi vàng đang đi là trai cũng ăn được mà gái cũng ăn được sẽ bán cho mình 75.000 đồng một cái. Rồi chị nào lấy túi vàng lên đâu chị mẹ túi vàng kìm hội em số điện thoại để bên em chốt đơn cho mình túi vàng 75.000. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè. Nội em chỉ có vài bộ thôi, chị nào nhanh tay thì có nha. Rồi lên cho chị bộ khủng long này đi cho nó có của cái chai này. Tí nữa em sẽ lên đồ dài tay nữa mấy chị. Tí nữa em sẽ lên cho mình thêm đồ dài tay nữa nha. Cái gì vậy? Chào. Rồi tiếp tục này xong em sẽ lên cho mình những cái áo hình con hổ, con báo rồi phía sau lưng kia em sẽ bán cho chị giá rẻ luôn. Chưa ngày hôm nay sẽ bán cho chị giá rẻ tóc như chị nha. Đẹp chưa? Hình con khủng long, bộ khủng long này. Đấy, bộ khủng long này, đẹp chưa mấy chị yêu ơi. Đấy. Rồi, bộ con khủng long này là size cho bí là tầm từ, để em coi size thử coi, cho bí là tầm từ 23kg cho đến là khoảng là 33kg mang vừa, 23kg cho đến là 33kg ok dùm em cái bộ hình con khủng long này. Và bộ này bộ hàng size đại dùm em nhé chị nha, size từ 23 cho đến 33kg hình con khủng long này. Rồi lên đơn cho em mẫu này, bộ số hàng này size đại sẽ bán cho mình với giá tiền là 69.000 đồng một bộ, size nhí sẽ bán cho mình là 49.000, size nhỏ 59, và mẫu này mẫu hàng size đại là 69.000 đồng. Đấy, 69.000 đồng lên đơn cho em là mã khủng long, kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình bộ cốt tông hàng Quảng Châu hộ em bộ số hàng mà. Bộ số hàng này. Đấy, bộ này gọi là bộ số hàng nha chị nha. Rồi 69.000 đồng comment trên mã khủng long, kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn cho mình bộ khủng long 69.000. Size từ 23 cho đến 33kg mang vừa, chị nào bí hàng size đại mấy chị mua ngay giùm em những cái bộ hàng size đại như thế này nha. Rồi 69.000 đồng lên đơn cho mã khủng long. Set màu nâu em chú chị 14kg chị Nguyễn Mỹ Chi ạ. À. Màu nâu chị Đặng Ngọc Ánh là 11kg. Màu nâu chú chị Linh Đào 19. Mã NI màu nâu chị Nhật Nguyễn là 11. NI màu nâu 15kg chị Phương Thảo em hết NI nâu. Rồi khủng long 24kg nào ok chốt đơn nè. Rồi em qua mẫu nhóm chị nha, qua mẫu tiếp theo rồi lên tiếp cho mấy chị một cái áo không? Một cái áo này đi hờ, áo này ngày hôm nay em còn ít nè, sẽ bán cho chị giá rẻ tóc nè. Ra hình bèn. Rồi 23kg rồi đúng không? Ok. Rồi 23kg là ok nè. Rồi em hết rồi mấy chị. Rồi khủng long 25 và 29kg nè. Rồi ok, khủng long 25 và 29kg. 25 là 85 thôi. 85 thôi, thôi mình đâu. Rồi ok, này khủng long nè. Khủng long 25 với lại là 29kg nè. Ok chị. Ở 90. 90 rồi. Rồi. Rồi ok nè. Khủng long em chú chị nơi Bình Yên là 24kg. Khủng long chú chị Hoa Tròn 23kg ạ. Khủng long chú chị Phong Thùy là 25 và 29 ạ. Rồi chị hai đứng dậy lấy cho em có cái quần nào màu đen vậy không? Để móc cái áo này cái ha. Rồi lên cho mấy chị cái áo da cá tàu này nhóm chị nha. Mẫu này em còn ít thôi, xem cho chị mẫu này luôn đi ho. Em sẽ bán cho chị giá là mẫu này rẻ luôn. Rồi size cho biết là tầm bao nhiêu ký đây? Áo len nè, à, bán cho chị áo len này luôn đi. Áo len nè, đấy trời đang lạnh lạnh rồi bán cho chị áo len này trước đi. Áo len này có size cho biết là từ 7kg cho đến là khoảng là 13kg mang vừa, 7 cho đến 13kg mang vừa. Và em sẽ bán cho mình cái áo này với giá tiền là 69.000 đồng một cái mấy chị. 69.000 đồng áo len này, thật sự nếu mấy chị đi lên Đà Lạt mấy chị mua áo len này, hiện tại trên Đà Lạt nó bán là 100.000 đồng một cái nha mấy chị nhá. Đó, và nhà em nhập về sẽ bán cho mình với giá chỉ có là 69.000 đồng. Chất len rất là đẹp luôn giùm em luôn. Đấy, chất len là cực kỳ là đẹp luôn giùm em. Cái này mình có thể mặc bên trong là một cái cổ sơ mi, hoặc là mình mặc được dạng như là áo ấm cho bé cũng ok nha. 69.000 đồng một cái, comment che mã len 69k kèm hộ em số điện thoại bên em chốt đơn cho mình áo len này 69.000. Đấy, áo len 69.000, size từ 7kg cho đến là 13kg mang vừa, 7 cho đến 13kg mang ok giùm em. Áo len 69.000 đồng một cái, chị lấy len lên len hộ em. Rồi lấy áo len lên em, mã áo len cột kèm hộ em số điện thoại bên em chốt đơn. Bộ hiếp hấp là bộ gì em cũng không biết chị đang nói bộ gì luôn chị Nhật Nguyễn ơi. Em không biết là chị đang nói là bộ hiếp hấp là bộ nào luôn. Áo len 69.000 một cái, chị lấy áo len lên áo len. Rồi qua cho chị một cái áo này với cái quần này luôn nha. Rồi áo này sẽ bán cho mình là, em còn vài cái siêu cho chị áo này luôn đi hả, 59.000 đồng một cái, chỉ còn vài cái thôi em siêu cho chị duy nhất trên livestream ngày hôm nay với giá là 59.000 đồng. Rồi chị nào mua trước đây thì thôi, thì em cũng ngày hôm nay sẽ em sẽ bán, em đã nói trước là ngày hôm nay sẽ bán cho chị giá rẻ hơn thường ngày một tí. Rồi áo này sẽ bán cho mình với giá tiền là 59.000 đồng, comment cho em là mã áo 59k kèm hộ em số điện thoại.
Áo 59k kìm hộ em số thoại áo hình ô tô này, 59.000 đồng và mẫu này có size tầm từ 11kg cho đến là 16kg mang vừa. 11 cho đến 16kg mang ok giùm em. Cái áo này 59.000 đồng một cái, chị lấy lên đơn cho em ạ. Áo 59k. Đấy, ngày hôm nay tất cả các mặt hàng em đều bán giảm giá cho mấy chị luôn, 59.000 đồng một cái. Rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Đẹp chưa, hình xe ô tô 59.000 màu cam. Rồi quần này sẽ bán cho mình với giá tiền là 90.000 đồng. 90.000 đồng một cái quần này. Chị lấy quần comment cho em mã quần 90. Lên đơn cho em mã quần 90k kèm hộ em số điện thoại riêng chốt đơn cho mình mẫu quần này với giá tiền là 90.000 đồng một cái nha mấy chị nha. Áo này 59.000, quần này 90. Và quần này cũng có size cho bé là tầm khoảng là 15kg đủ lại mang vừa. 15-16kg đủ lại mang ok giùm em. Chị lấy lên đơn cho em mẫu này quần 90.000. Rồi những mẫu sau lưng em đợi em tí mấy chị ơi, em chưa lên. Rồi lên đơn cho em mã quần 90 và áo này sẽ bán cho chị là 59.000 đồng một cái. Chị ăn lấy áo 59 comment cho em ạ. Áo 59k này. Đấy. Rồi em không có size đại đâu chị ơi, 16kg đổ lại mang vừa cái áo nha chị nha. Không, cái này tầm 17kg mấy chị, áo này có size tầm 17kg đổ lại mang vừa. Rồi chị lấy áo lên em ạ, áo 59k, quần 90k. Rồi em quay mẫu nè. Áo len 12kg chú chị Vân My 590. Áo len 11kg chú chị Phan Lê số thoại 064. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục lên cho chị một siêu phẩm tiếp theo là lên cho chị một cái bộ đồ này. Em có đủ size cho bé là từ 8kg cho đến là bao nhiêu ký đây? 8kg cho đến là 20kg mang vừa. 8 cho đến 20kg mang vừa. Và mẫu này sẽ bán cho mình là size nhí là 69.000 và size nhỏ là 79. Quên, size nhí là 49 và size nhỏ là 59.000 mấy chị. Bộ hình công chúa nè. Rồi size nhí là 49 và size nhỏ là 59.000. Chị lấy cái này comment cho em là mã gì đây ta? Mã số 1 đi mấy chị. Mã số 1 kèm hộ em là số ký số thoại để em lên đơn cho mình cái bộ xuất hàng này ngắn tay này với giá tiền là size nhí 49 và size nhỏ là 59.000. Đấy, nhí 49 nhỏ 59.000 nha chị yêu nha. Chị lấy lên đơn cho em mã số 1. Size nhí là từ 8 cho đến 14kg và size nhỏ là từ 15 cho đến 21kg mang vừa. Đấy, bộ xuất hàng này rất là xịn luôn, túi của nó này. Áo 59.000 16kg chị Loan Đỗ. Áo 59.000 16kg chị Mỹ Duyên. Chị Phương Thảo ơi, mình bao nhiêu ký vậy chị ơi? Em ký giùm em, bên em mới chốt đơn mấy chị ơi. Rồi lên đâu chị mã số 1, chị lấy mã 1 lên mã 1 hộ em nha. 49.000 đồng một bộ size nhí và 59.000 đồng một bộ size nhỏ. Chị lấy mã 1 lên mã 1 rồi em quay mẫu tiếp theo này. Áo 59.000 15kg chị Ngọc Yến, số thoại 215. Rồi mã số 1 kèm ký giùm em mấy chị ơi. Mã số 1 kèm ký size từ 8 cho đến 14kg là size nhí với giá là 49.000. Và size nhỏ là từ 15kg cho đến là 21kg mang vừa, size nhỏ là 59.000 một bộ. Chị lấy mã 1 comment cho mã 1 rồi qua mẫu tiếp theo. Rồi qua mẫu nè. Áo 59.000 15kg chị Phương Thảo ạ. Mã số 1 14kg chị Nguyễn Nhanh. Số 1 rồi. Là công chúa luôn hả? Ừ, mã số 1 là công chúa giống nhau á. Số 1 công chúa size 60 chị Nơi Bình Yên. Còn size 65 còn. Rồi tiếp tục nè, lên cho mấy chị cái đầm bi nè. Comment cho em là mã đây, comment cho em mã nơ nha mấy chị nhăn váy nơ. Comment cho em mã nơ kèm hộ em là số điện thoại để anh em chốt đơn cho mình cái đầm nơ này size tầm 12kg đổ lại mang vừa. 12kg cho bé tầm 1 tuổi rưỡi đổ lại mang vừa. Đầm này đầm sơ sinh giúp em nha, 69.000 đồng một cái. 69.000 đồng một cái, lên đơn cho em mã nơ kèm hộ em số điện thoại nên chốt đơn cho mình cái đầm nơ này 69.000 nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn nè. Đấy, siêu xinh chưa? 69.000 đồng lên đơn cho em mã nơ và size là từ 7kg cho đến 12kg. 7 cho đến 12kg mà ok giùm em cái đầm nơ này 69.000, chịu lấy nơ lên đơn cho em mã nơ nha. Đẹp chưa? Vải của nó rất là đẹp luôn mấy chị. Mã số 1 18kg chú chị Hiền Hồ ạ. Số 1 size 65 em hết rồi nha mấy chị. Rồi nơ kìa mỗi em xuống thoại nên chốt đơn cho mình cái đầm nơ này 69.000 nha mấy chị nha. Size tầm 12kg thôi mấy chị. 12kg đổ lại mang vừa, đầm sơ sinh cho bé tầm 12kg đổ lại mang vừa. Rồi lấy nơ lên đơn cho em mã nơ kìa mỗi em xuống thoại nên chốt đơn em quay hỏi tiếp theo nè. Nơ kìa mỗi em xuống thoại. Chị Thu Sinh Nguyễn ơi, bên em là 31kg là bên em hết hàng rồi nha chị. Rồi không có hàng size đại mấy chị ơi, bên em không có hàng size đại. Rồi quay mẫu nha. Nơ 12kg chú chị Trần Huyền Như ạ. Quay mẫu nè. Rồi lên cho chị một bộ da cá tàu nè. Nơ 14kg không vừa nha chị. Trời đẹp hô. Rồi cái màu của nó này mấy chị. Cái màu đây mấy chị lấy cái áo này mấy chị mặc với cái quần cũng đẹp nữa thật sự luôn á. Thật sự là cái mấy chị lấy cái áo này mấy chị mặc với cái quần này cũng ok luôn nha mấy chị yêu nha. Đẹp chưa? Để mặc thử cho mấy chị xem nè. Rồi cái này là sẽ bán cho chị là cái nguyên bộ này nhưng mà em sẽ lấy cái áo em bận thử cho chị với cái quần lẻ khác nè. Trời màu đẹp quá. Nơ 10kg chú chị Ngọc Bầu Hồ ạ. Đấy, chờ
trời ơi, cái áo này mấy chị có thể tận dụng, mình lấy cái áo này mình bận với cái quần sọt, quần rin đồ cũng đẹp nữa hả. Cái màu quá đẹp luôn nè. Đấy, màu quá đẹp luôn nha chị nha. Cái này là nguyên bộ của nó nè. Trời ơi, xịn sò chưa? Xịn sò vô đối giùm em cái bộ này luôn nha chị nha. Và mẫu này là size cho bé chắc tầm 15kg đổ lại, em vừa 15-16kg đây. 15kg đổ lại ok giùm em cái bộ này nha chị nha. Đó, mình mặc cái loại quần sọt rin sọt đồ mình đi chơi đi đồ cũng rất là đẹp luôn mấy chị. Rồi bộ này sẽ bán cho mình với giá tiền chỉ có là bao nhiêu tiền ta? 75 hả hai? 70 thôi, bán giống chị 75.000 đồng luôn đi. 75.000 kèm hộ em và số ký xuống thoại lên đơn cho em chị cái bộ này với giá tiền là 75k. Chị lấy bộ 75 comment cho mẹ 75k kèm hộ em xuống thoại. 75k kèm hộ em xuống thoại, bên em chốt đơn cho mình cái bộ này với giá tiền là 75.000 đồng á chị. Đẹp hơ. Nơ 10kg chứ chị Nhật Lệ ạ. À, mã số 1 14kg em hết rồi chị Huyền Đặng ơi. Hết rồi mấy chị. Rồi lên đơn cho em mẫu này, comment cho em là mẹ 75k kèm hộ em xuống thoại, em chốt đơn cho mình cái bộ này với giá tiền là 75.000 đồng. Rồi 75k mấy chị lấy bộ 75 lên đôi cho em mẹ, bộ 75.000 nè. Một áo và một quần chất liệu là da cá tàu, hàng cao cấp của em 75.000 một bộ. Rồi 75k một bộ nha, chị lấy lên đôi cho em mẹ 75k. Đẹp hơn, nguyên bộ luôn nè. Rồi em qua mẫu này có 4 bộ thôi mấy chị, có 4-5 bộ thôi em qua mẫu nhanh nha. Rồi qua mẫu nhanh nè, chị lấy bộ 75 cầm mấy chị mẹ, bộ 75k. Rồi qua mẫu tiếp tục nè. Rồi cái bộ đây còn 2 bộ nè, 3 bộ nè lên cho anh chị luôn nè. Bộ con heo nè, bộ con heo nè em còn 3 bộ lên cho mấy chị luôn, 99.000 đồng nguyên set con heo. Thật sự là rất là hot luôn này con heo đây. Bây giờ hình như là còn vài bộ size lớn lớn này. Rồi em còn vài bộ size lớn lớn tầm 14-15-16kg đổ lại mang vừa. Tầm 14-15-16kg đổ lại mang vừa nha chị nha. Bộ con heo bán cho mấy chị thôi, hôm nay sale cho mấy chị luôn hơ. 99.000 luôn, ơ quên, 95.000. 95k comment cho em là mã heo vàng kèm hộ em số điện thoại nên chốt đơn. Cái này là hình thêu. 95k kèm hộ em số điện thoại, bộ con heo này sale cho mấy chị là 95.000 một bộ. Xin chưa? Đấy, chất liệu của nó là dạng như là nhung tâm nha chị nha. Chất liệu là nhung tâm. Chị nào lấy heo comment cho mẹ heo vàng. Heo vàng kèm hộ em số điện thoại em chốt đơn cho mình bộ con heo vàng này 95.000. 95.000 bộ con em heo. Em chốt mẹ bộ da cá 16kg chị Nguyễn Phượng ạ. À, bộ 75.000 da cá chú chị Kiển Tròn 13. Bộ 75.000 chú chị Huỳnh Thị Thu Hà là 8kg. Bộ 75.000 em chú chị Julie Lu là 13kg em hết ạ. À, rồi con heo này sale dẫn chị luôn 95.000 một bộ, chị lấy heo comment cho mẹ con heo nè. Đấy, con heo chất liệu là của nó là nhung tâm nha chị nha. Chất liệu nhung tâm bao gồm cho mình một áo khoác, bao gồm cho mình một áo khoác và một cái quần như thế này với giá là 95.000 đồng. Comment cho mẹ con heo 95. Heo 95k. Nào sale dẫn chị một con heo này 95.000, cái set 95.000, set 75.000 em hết rồi mấy chị. Em hết rồi, rồi em qua mẫu nha chị nha. Chị lấy heo comment cho mẹ heo, em qua mẫu tiếp tục. Rồi lên cho mấy chị mấy cái bộ Adidas nha, hôm nay sale cho mấy chị luôn đi. Cái bộ này đắt hết à. Bộ này hàng đắt rồi. Rồi có mấy cái áo lỉa nè. Áo lỉa này bán cho mấy chị áo lỉa này với giá tiền là hai với sao cho em cái trong váy cái hai em phối cái áo. Mã heo vàng em chối chị Linh Đào là 17kg ạ. À, rồi áo lỉa nè mấy chị, áo lỉa này ngày hôm nay sẽ bán cho áo tây phòng này, bán cho chị 39.000 đồng một cái. 39k comment cho mẹ hồng 39k kèm hộ em số điện thoại đem chốt đơn cho mình áo hồng 39.000. Đấy, về mấy chị mặc với quần sọt này, mặc với trong váy rất là dễ thương luôn. Áo hồng 39.000, chị lấy áo hồng lên đôi cho mẹ áo hồng 39k. Heo vàng 16kg chú chị Nana ạ. Đấy. Rồi comment cho em là mẹ áo hồng 39k kèm hộ em số điện thoại bên em chốt đơn. Rồi áo hồng 39k kèm hộ em số điện thoại nhóm chị Nhan lên quần kaki đen túi đi chị là cái mẫu nào ta, em chẳng biết nãy giờ chị Nhật muốn mua cái gì em chẳng biết cái gì luôn á. Em chẳng biết cái bộ hip hop sau lưng em là bộ nào, mà cái bộ quần kaki là cái nào, sau lưng em là quần jean hết đó chị ạ. À, chứ quần kaki em cũng biết mẫu nào nữa. Rồi lên đơn cho em mã áo hồng. Áo hồng này sẽ bán cho mình với giá tiền là 39.000 đồng một cái. Đấy, 39.000 đồng cổ ba phân này. 39k nhóm chị nha, chị lấy áo hồng comment cho mẹ áo hồng. Và trong váy này sẽ bán cho mình với giá tiền là 49.000 đồng một cái. Rồi 49.000 đồng, bên trong của nó là có một lớp quần lót nè. Đấy, bên trong có quần luôn nha chị nha. Comment cho em mã trong váy, comment cho mã CV nha. Chị lấy CV lên CV, ở phía trước của nó là lưng bản và phía sau của nó là lưng thun, cực kỳ là dễ mang luôn. Nhìn cái form váy nè. Đấy, hàng Quảng Châu may rất là sắc sảo luôn nha chị nha. Không phải giống như hàng tàu lao tàu ô đâu. Không phải hàng tàu lao tàu ô mà may dạng như là kỹ, may ẩu hay là may gì giống chị nha. May rất là kỹ luôn. Đấy, may đường kia mũi chỉ may cực là kỳ là kỹ luôn. Rồi bên sau có là bản lưng thun. Rồi comment cho mã CV, chị lấy CV, comment cho mã CV này sẽ bán cho mấy chị là 49.000 đồng một cái. 49.000 sao cho biết là tầm
22 kg đổ lại mang vừa, 22 23 kg đổ lại mang ok giùm em cái chân váy này với giá là 49 000 đồng comment cho mã CV. Và áo hồng này sẽ bán cho mình với giá tiền là 39 000. Rồi em qua mẫu nha chị nha, chị lấy áo hồng comment cho mã áo hồng. Áo hồng kịp hộ em số điện thoại để bên em chốt đơn. Rồi em qua mẫu tiếp tục nè. Rồi CV, chị lấy CV comment cho mã CV 49k nha chị nha. Chân váy này sẽ bán cho chị 49 000 đồng một cái và áo này là 39k. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Qua mẫu tiếp theo lên cho chị bộ Adidas này đi. Này áo khoác đồ về nhiều lắm, nói chung hôm nay đồ về nhiều lắm chị, em sẽ like từ hết cho mình nha chị yêu nha. Rồi bộ Adidas là ngày hôm nay xin cho chị luôn, bộ này bộ hàng cao cấp này, đang bán là 85 000 ngày hôm nay xin cho chị luôn. Đẹp quá chị ơi, bộ Adidas màu của nó siêu đẹp luôn nè. Rồi đẹp chưa? Đẹp chưa mấy chị ơi, và ngày hôm nay bán cho chị cái bộ này giá rẻ luôn đi. Bộ này để em coi thử là nhập vô nhiêu tiền ta. Áo màu hồng 9kg chứa chị Tho Lê. Áo màu hồng chứa chị Zumi Trang 12. Áo hồng 16 chị Vi Trần. Áo hồng 16 chị Bơ Sáp. Áo hồng 14 chị Linh Thịnh. Áo hồng 13kg chị Phúc Huỳnh. Chị Hương Nguyên áo hồng 12. Chị Thảo Võ áo hồng 15. Chị Huyền Đặng áo hồng 14. Chị Nơi Bình Yên áo hồng 11. Chị Thúy Anna áo hồng 10. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha chị nha, bán cho chị bộ Adidas này. Ngày hôm nay để em coi em sale cho chị bao nhiêu luôn. Thật sự là ngày hôm nay em đã nói là tất cả các mặt hàng sẽ sale cho chị giá rẻ luôn. Và nhớ là chia sẻ bài viết cho em nha chị nha. Bộ này em chị bán cho mình với giá tiền là 75 nghìn đồng luôn đó chị. 75 nghìn đồng luôn, thật sự là lãi được có vài ngàn luôn, chưa tới 10 ngàn. Đấy, chưa tới 10 ngàn nha chị nha. Và em sẽ sale cho chị với giá tiền là 75 nghìn đồng, size tầm 18 kg đổ lại mang vừa. 18 kg đổ lại mang ok giùm em cái mẫu này nha chị nha, tầm 18 kg đi hơn, 18 19 kg được á. 18 kg đi. 18 kg đổ lại mang ok giùm em cái mẫu này, sale cho chị cái bộ này với giá tiền là 75 000 đồng. Đó, hôm nay sale cho chị 10% luôn, sale cho chị là 75 000 đồng. Comment cho em là mã đá xanh, chị lấy bộ đá xanh comment cho mã đá xanh nha chị nha, 75 000 đồng một bộ, mặc rất là sang và rất là đẹp nha chị nha. Áo hồng 10 kg chú chị Quy Trần ạ. Đấy, 75 nghìn đồng lên đơn cho em mã đá xanh kìm hộ em sống thợ nên em chốt đơn cho mình đá xanh này với giá tiền là 75 nghìn. Em qua mẫu tiếp theo. Rồi em qua mẫu tiếp theo cho mình luôn nha chị yêu nha. Lên mẫu đi. Áo ba màu áo chú chị Su Su ạ. Rồi ok chị Su Su nè. Rồi em qua mẫu mã chân váy 15kg chị Lê Thị Trang ạ. Chân váy 21kg chị Bùi Thi. Chân váy áo lĩa 16kg chị Phương Vi. Con mấy cái rồi. Rồi đó là 18kg đổ lại mang vừa sale cho chị 75 000 đồng luôn. Có những cái bộ da cá đó mấy chị đi mua mấy chị biết nó rất là đắt tiền nha mấy chị nha. Nhập vô cũng đã là bảy mấy ngàn rồi. Nên sale cho chị luôn. Rồi bộ bé gái nè. Lên bé trai xong sẽ lên cho chị một bộ bé gái. Những cái bộ mà da cá tàu như thế này nó là hàng cao cấp nha mấy chị nha. Nó là hàng cực kỳ là cao cấp luôn. Thật sự nó đắt lắm luôn. Bình thường một bộ như thế này họ sỉ vô cũng đã là 80-90 ngàn một bộ rồi. Nếu mấy chị không biết chỗ mua là phải là 100 mấy một bộ. Đấy vì chất liệu đây nó không phải là dạng giống như là chất liệu cotton bình thường. Cái này là hàng da cá tàu cao cấp. Rồi em coi thử là size tầm bao nhiêu ký và bộ này sẽ bán cho mình với giá là bao nhiêu. Rồi bộ này size tầm khoảng là 16kg đổ lại mang vừa mấy chị. Rồi 16kg đi hơn, 16kg đổ lại mang vừa. 15kg đi, 15kg đổ lại mang vừa trừ hao cho chị 1 ký dám thoải mái nha. 15kg đổ lại mang ok dùm em mẫu này và bán cho mình bộ này 75 000 đồng comment cho mã hồng 75. Lên đơn cho em mã hồng 75k, đẹp chưa? Mã heo vàng 17kg chị Đào Hồng Trần Thị ạ. Nãy giờ đi ra hồng 75k kìm hộ em xuống thợ để em chốt đơn cho mình cái bộ hồng này với giá tiền là 75 000 đồng nguyên set. Đấy, hồng 75 của bé gái nè mấy chị, bộ da cá tàu nha. Đấy, 75 000 đồng. Cái này là em ôm được nguyên lô này chứ bình thường những cái bộ này em lại lùi bán mấy chị vì nó giá nó hơi cao, nhập vô lúc nào cũng bảy mấy, cũng là 80 mấy 90 mấy ngàn. À, nhưng mà cái này do em ôm được nguyên lô với lại là lâu lâu họ sale cho mình một mẫu nên em mới bán những gì giá rẻ hơn là 75 000 đồng. Comment cho mã hồng 75k kìm hộ em xuống thợ nên em chốt đơn cho mình cái bộ hồng này 75 000 nha chị nha. Đấy, những cái bộ cotton thì nó rẻ hơn, còn này là hàng da cá tàu thì nó lại đắt hơn một tí, chất này nó dày hơn một xíu nha chị nha. Em ở thị trấn Diên Khánh Khánh Hòa chị ơi. Chị nào muốn biết địa chỉ của shop em thì chị cứ inbox qua cho em, tắt like em mới trả lời mình được nha chị nha. Em ở thị trấn nha, em nó nằm trong hẻm. Rồi lên đơn cho em mã hồng nè ơi, em hết rồi mấy chị, bộ nè ơi em hết. Rồi hồng 75k chị lấy hồng lên đơn cho em mã hồng 75. Em quay mẫu tiếp theo lên giống chị mấy bộ con hổ đi. Em bán giống chị mấy bộ con hổ nha, con hổ với cái quần riêng ở phía sau lưng em lấy luôn. Heo vàng 17kg chị Đào Hồng Trần Thị ok ạ.
Em chốt mẹ Adidas ạ. Trời, cái áo len này quá đẹp luôn á chị. Áo len này siêu đẹp luôn, tí nữa em bán nha. Adidas size lớn nhất chị Linh Đào, chị Phúc Hình Adidas 18, chị Hoa Bỉ Ngạn Adidas 12, chị Nguyễn Thu Hằng Adidas 12, chị Hoa Bỉ Ngạn thêm Adidas 15, chị Nghe Hân Adidas 15, chị Phương Thảo Adidas 11, chị Bùi Thi Adidas 15, chị Linh Thịnh Adidas 13, chú chị Kiển Tròn Adidas 13. Rồi, lên cho mấy mã hồng 75 á chị lấy hồng lên lên mấy mã hồng 75.000 để em qua mẫu tiếp theo nha chị nha. Hồng 75k để em lên mẫu tiếp theo cho mình nè. Rồi đợi em chốt xong cái mẫu hồng thì em mới qua mẫu đứa khác được nha chị nha, đợi em xíu nha. Đợi em xíu, nhân viên chốt đơn xong. Và trong thời gian chờ đợi, chị nào chưa nhấn theo dõi trên fanpage cho em ngay một nút theo dõi mấy chị, để xong mà nhà em có livestream thì mình cập nhật được mẫu mới nha mấy chị yêu nha. Đấy, để nhà em mà có livestream thì mình cập nhật được mẫu mới, chứ để là bỏ qua cái livestream nhà em là rất là uổng luôn. Đấy, một ngày nhà em live phải nói là rất là nhiều mẫu hot, và sắp tới từ đây đến Tết là em sẽ tập trung là bán đồ Tết cho mấy chị rất là nhiều. Đấy, nên là mình cố gắng mình theo dõi nha mấy chị yêu nha. Bộ hồng 13kg chú chị Hoa Bị Ngạn. Bộ hồng chú 12kg chị Nhật Lệ. Bộ hồng chú chị Anh Thư Phạm Tròn 15kg ạ. Bộ hồng 15kg chị Phương Vi. Hồng kìm ký giúp em nha mấy chị. Rồi hồng kìm ký giúp em, để em chốt đơn cho mình cái bộ hồng với giá tiền là 75.000 đồng một bộ mấy chị. Rồi qua mẫu tiếp theo cho mình lên cho chị là cái áo hình con hổ nè. Con hổ này là con hổ đinh đá. Rồi lên giùm em mã con áo hổ này sẽ là áo hổ đính đá nha chị nha. Cái áo hổ này rất là xịn sò luôn, hàng Quảng Châu luôn em. Và áo hổ này là áo hổ đính đá. Đấy, áo hổ đính đá thì tốt nhất để mà giữ được cái lớp đá này, tốt nhất mấy chị nên giặt tay, vì em bé mặc đi chơi nó cũng không dơ lắm, thì mấy chị chỉ còn vò vò sơ là nó đã sạch rồi. Chứ nhiều khi bỏ máy giặt quay thì nó sẽ bị rớt cái đá thì đó, chứ để mình cố gắng mình nó mới giữ được, mấy chị cố gắng giặt tay nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Và áo hổ này ngày hôm nay sẽ tri ân cho mấy chị, bán tặng cho mỗi chị một cái. Em có hai màu là màu đen với lại màu trắng, em sẽ lên trước cho mấy chị là màu đen màu trắng, tí nữa em sẽ lên. Chị nào mua màu đen thì mấy chị chốt trước, chị nào mua màu trắng thì đợi em chốt xong màu đen thì em mới qua màu trắng cho mình được nha mấy chị nha. Rồi lên cho mẹ hồng 12kg chú chị Cẩm Hồng Đỗ ạ. Rồi áo hổ này sẽ bán cho mình với giá chỉ có là 65.000 đồng một cái chị. Đấy, hàng đính đá luôn, hàng Quảng Châu chuẩn xịn luôn. Mà nhà Bí Ngô chị bán cho mình với giá tiền chỉ có là 65.000 đồng một cái. Comment cho em mã hổ đen, kèm hổ em là số điện thoại để anh em chốt đơn cho mình áo hổ màu đen này. Coi em size tầm 16kg không ha. Đeo quá mấy chị, là chị cái áo luôn nha. 16kg đổ lại mang vừa cái mẫu này là em sẽ lên cho mình là cái áo trước, còn cái quần em sẽ bán lẻ nha chị nha. Cái này không phải là nguyên một set nên có nhiều chị đừng có nhầm hộ em nha chị nha. Cái quần này em sẽ bán cho mình với giá tiền là ngày hôm nay cái quần này tặng cho mỗi chị một cái đi hò. Em sẽ tặng cho mấy chị cái quần này giá rẻ trong cái livestream này, duy nhất cái livestream ngày hôm nay thôi. Chị nào qua shop mua lỏng được giá này giùm em. Rồi áo này sẽ bán cho mình là 65.000 đồng, và quần này em sẽ bán cho mình với giá gì có là 85.000 đồng một cái mấy chị. Tặng cho mỗi chị một cái luôn đó, vì miền Trung đang lũ lụt rồi, mình hướng về miền Trung thì em cũng sẽ bán cho chị giá rất là rẻ luôn, là coi như là mấy chị được mua hàng giá nó rẻ một xíu, vì mùa này là lũ lụt đồ này kia mình cũng không làm ra tiền, thì em cũng sẽ bán cho anh chị giá rẻ hơn thường ngày luôn, với giá chỉ có là 85.000 đồng một cái quần. Và cái áo này sẽ bán cho mình với giá là 65.000 đồng một cái nha chị yêu nha. Chị lấy áo hổ đen comment cho em áo gì đâu. Ủa con này là không phải con hổ, này là con chó, chị cho xóa mà thôi, comment con hổ cũng được, comment câu hổ cũng được, mấy chị hổ đen kèm em xuống thoại nha chị nha. Và quần này comment cho mã quần 85k, comment cho mã quần 85k nha chị nha. Quần 85.000, và quần này quần size nhí cho bé tầm khoảng là 14kg đổ lại mang vừa. Quần này chỉ có size tầm 14kg đổ lại là mang ok giùm em. Cái quần này 85.000 đồng một cái quần, em sẽ lấy cái quần cho mấy chị xem. Em sẽ lấy cái quần cho mấy chị xem nha chị nha. Cái này là em săn hai nắp quần ở quần này, quần sơ sinh cho bé, quần size nhí tầm từ 8kg cho đến là 14kg mang vừa, 8 cho đến là 14kg mang vừa cái quần này. Và em sẽ bán cho mình với giá chỉ có là 85.000 đồng một cái thôi. Quần hàng Quảng Châu giúp em, quần hàng Quảng Châu chất vải cực kỳ là mềm và rất là xịn sò luôn giùm em. Cái quần này 85.000 đồng, lên đơn cho em mã quần 85k, kèm hộ em là số điện thoại để anh em chốt đơn cho mình cái quần này 85.000 nha. Áo hổ này 65.000. Rồi
À, em mặc nguyên set như thế này phải nói là ngầu hộ báo chùa mẫu giáo không nha chị nha, mang vô thấy hộ báo luôn rồi. Quần 18kg thì em có mẫu khác chị ơi, đợi em xíu thì em mới lên được cho mình cái quần 18kg nha chị nha. Hiện tại em chưa lên quần 18kg được. Rồi lên lên cho em áo hổ hoặc là quần quần 85k mấy chị lấy quần 85 xong em cho em mặc quần 85k. Rồi áo hổ 14kg chú chị Ngọc Hạnh Lê ạ. Áo hổ cộng quần chú chị Ba ạ. Áo hổ chị Nguyễn Bảo Châu 16. Áo hổ chú chị Ly Trần là 10kg. Áo hổ chú chị Vinh Nguyên là 11. Áo hổ chị Đô Ly Nguyễn 13. Áo hổ chị Hạnh Hồi Hộp 8. Còn mấy cái còn áo 10kg. Rồi qua mẫu tiếp theo lên cho mấy chị cái quần này. Cái quần này là quần nó xịn hơn một tí. Và quần này sẽ bán cho mình với giá là bao nhiêu tiền đây? Quần này sẽ bán cho mình ngày hôm nay sale giống chị cái quần này với giá là 95.000 đồng một cái. 95.000 đồng một cái. Comment cho em là mã này, comment cho em mã quần 95k mấy chị, comment cho em mã quần 95k kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn cho mình cái quần này với giá là 95.000 đồng một cái nha chị nha. Hãy quần túi hộp này nó đắt hơn một xíu sẽ bán cho chị 95.000 đồng và cái áo này sẽ bán cho mình là bao nhiêu tiền nữa ta? Áo len nè, áo len cổ sơ mi. Trời ơi, áo hổ màu đen em chỉ còn một cái size tầm 10kg nha mấy chị ơi. Rồi áo len cổ sơ mi nha chị nha. Cái này là cái cổ này mình có thể tháo rồi được mấy chị. Cái cổ sơ mi này mình có thể tháo rồi được hoặc là mình mặc cũng được nha chị nha. Cái này bên trong nó có chỗ tháo rồi nè. Đây cái này là bên trong nó có cái chỗ mà cái cổ nó tháo rồi được nè. Nếu mấy chị thích thì tháo cũng được, còn không mình để cũng được nha chị nha. Để mặc cho nó dễ thương. Rồi cái này cái áo kẹp cổ sơ mi này em sẽ bán cho mình với giá chị có là bao nhiêu tiền ta? Hôm nay sale cho chị luôn đi. 79.000 đồng một cái. 79.000 đồng một cái. Comment cho em là mã vàng 79k kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn cho mình cái áo len cổ sơ mi này với giá tiền là 79.000 đồng. Đẹp chưa? Và quần này là 95.000 đồng. Chị lấy quần 95, comment cho em mã quần 95 và lấy áo này, comment cho em là mã vàng 79k. Comment cho em mã vàng 79k kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn cho mình cái áo này với giá là 79.000 đồng một cái nha chị nha. 79.000. Đấy, xin chưa 79.000 thôi mấy chị, mặc đi Đà Lạt đồ đồ này để dành Tết mang cũng khá là ok luôn, rất là đẹp luôn, 79.000 đồng một cái thôi. Đó, bình thường mấy chị mua cái áo này cũng phải là trăm mấy, trăm mốt, trăm hai một cái. Cái này là do là đợt này nói chung là do lũ lụt đồ này kia nên họ bán rẻ thôi chứ còn bình thường nó đắt lắm mấy chị. Quần M nè. Còn đây là quần 85 luôn. Quần 85.000 chú chị Kitty Mai 12. 85.000 quần chú chị Đặng Ngọc Ánh 11. Quần 85.000 chú chị Cherry Nguyễn 14. Quần 85.000 chị Nguyễn Oanh 13. Rồi. Rồi 16kg đổ lại. Áo vàng này size tầm 16kg đổ lại nha chị nha. Comment cho em là mã vàng 79k. Chị lấy vàng lên đi, mã vàng 79k. Đấy, đẹp ho. Áo len cổ sơ mi nè. Chất của nó rất là đẹp luôn mấy chị. Siêu đẹp luôn, hàng Quảng Châu luôn. Rất là đẹp luôn. 79.000 một cái thôi, chị lấy vàng 79, comment cho mẹ vàng 79k. Rồi tiếp tục nè. Rồi cái áo này size tầm 16kg đổ lại rồi nha chị nha, chứ để lớn hơn sợ nó hơi ngắn rồi. Comment cho mẹ hổ nè, comment cho em là mẹ hổ trắng, chị lấy hổ trắng, comment hổ trắng này. Cái nào hình con chó sói mà thôi, mình lỡ comment hổ mấy chị cứ comment hổ cũng được. Rồi hổ trắng kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn cho mình cái áo hổ này với giá tiền là 65.000 đồng một cái. Rồi 65.000 đồng một cái, lên đơn cho em là mã hổ trắng kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn cho mình hổ trắng 65.000 nha chị nha, size tầm 16kg đủ là mang vừa. Đây mặc với cái quần này nó mới hợp lận. Đấy, cái áo này mình mặc với cái quần màu trắng trắng này thì nó mới hợp nè. Comment cho em mã hổ trắng kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn 65.000 đồng một cái. Đẹp không? Đấy, 65.000 một cái nha chị yêu nha, chị lấy hổ trắng lên đơn cho em mã hổ trắng kèm em số điện thoại để em chốt đơn. Rồi xong chưa mấy chị ơi, em qua mẫu nha mấy chị nha. Hộ trắng kèm hộ em số điện thoại nên em chốt đơn cho mình cái áo hộ trắng 65.000 đồng em qua mẫu. Quần này là quần 90. Quần này là quần 90.000 một cái. Chị lấy quần 90 rồi em cho em mã quần 90. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè. Rồi áo 75.000 nè. Em áo 79.000 nè, em chốt chị Hoàng Anh. Hoàng Anh là ok nè. Cái chị Nguyễn Phượng nè, em ok nè, cái chị Kiển Tròn nè, ok áo nè. Rồi cái này chị Nguyễn Thu Hằng 12kg nó ok chị nè. Rồi áo vàng cho chị Trang Nguyên nè, cho bé là 9kg nó ok chị Trang Nguyên. Rồi em ok chút đơn áo này cho 5 chị nha chị nha. Áo này chị có 5 cái thôi để được son về thêm.
Rồi. Rồi em ra mẫu tiếp tục nè, em bán áo lỉ và quần lỉ đó chị ơi. Em bán áo lỉ và quần lỉ nha. Áo là 65.000, quần là 90. Áo 65, quần 90. Rồi em ra mẫu tiếp tục nè. Quay giống chị một cái áo tay phòng tiếp theo. Mẫu này là em đặt may để về tặng quà cho mấy chị nè. Y chang 28 cưới thì em chỉ có đồ bộ thôi chị ạ. À. Em chỉ có đồ bộ thôi nha chị nha. Cái nào không có sai thì nhân viên nó không chốt được mấy chị. Cái có sai là nhân viên chốt, còn cái nào không có sai thì nhân viên em không chốt được nha chị nha. Rồi quần riêng trên tường đi ạ. À. Chị quần riêng trên tường là quần nào chị ơi, em like hết rồi. Quần đồ trên tường em like hết rồi chị Hoàng Anh ơi, còn cái nào nữa đâu ta. Em like hết rồi mà. Rồi áo này comment cho mã điên 39. Chị nào lại điên 39 lên đâu cho mã điên 39k kèm hộ em số điện thoại để anh em chốt đơn cho mình. Cái bộ màu cái áo màu điên này 39.000 đồng nha chị nha. Size cho biết là tầm khoảng là 17kg đổ lại mang vừa. Rồi 17kg đổ lại mang ok giùm em cái mẫu này. Chị nào chưa nhấn theo dõi trang fan với chai một nút theo dõi nha chị nha. Để sau nha em có livestream mình cập nhật được mẫu mới nha. Áo hổ điên 10kg em chú chị Nguyễn Hậu ạ. À. Áo hổ trắng chị Nguyễn Thu Hằng 12. Hổ trắng chị Ngọc Yến 16. Hổ trắng chị Bảo Khang 12. Rồi. Mã quần 95.000 chị Võ Thị Mỹ Ngân 12. Quần 95.000 em chú chị Cherry Nguyễn là 14. Rồi, lên đơn cho em mẫu này, comment cho em là mã điên 39k. Chị nào đã điên comment cho mã điên 39k nha em chị nha. Áo tay phòng này 39.000 đồng một cái. Rồi áo tay phòng 39.000 đồng một cái. Comment cho mã điên 39k và kèm hộ em số điện thoại để anh em chốt đơn cho mình cái áo điên này 39.000 đồng. Đấy, đẹp chưa? 39k, chị đã điên lên đơn cho em mã điên 39k. Rất là đẹp luôn mấy chị. Đấy. Rồi điên 39k kèm hộ em số điện thoại để anh em chốt đơn cho mình cái áo này 39.000 đồng. Rồi em qua mẫu tiếp theo này. Qua chấm chị để em coi thử cái đầm gì đây, em lên chấm chị luôn. Rồi lên chấm chị một ít đầm sơ sinh đi hả? Có mấy cái chị nào biết sơ sinh? Xếp dạ. Xếp dạ này, hôm nay nó về xếp dạ mà em lại quên mất này. Rồi comment cho mã điên 39k kèm hộ em số điện thoại để anh em chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá là 39.000 đồng. Có quần jean chữ vàng, cái gì đây ta? Có quần jean chữ màu vàng đó ạ, hỏi là cái gì? Ủa cái quần đó nãy em vừa like xong á chị ơi. Quần đó là 95.000 đồng em vừa like xong mà. Dạ luôn ạ. Ồ em đang like nha chị, bóc qua cho em nha chị. Rồi comment cho em là mã điên 39k, chị lại điên lên đơn giùm em mã điên 39k kèm hộ em số điện thoại để anh em chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá tiền là 39.000 đồng. Em qua mẫu tiếp theo nè. Lên cho mấy chị một cái bộ dạ này đi thôi. Xách dạ này nó có giống nhau không? Ngày qua làm hàng nó có giống nhau không? Quần 90.000 17kg chị Hồ Minh Trang. Quần 90.000 16kg chị Nguyễn Bảo Châu. Rồi hai đôi nó giống nhau rồi. Quần 85.000 13-15kg 15kg không vừa nha chị. Mấy cái quần đó là size tầm 13-14kg thôi mấy chị. Chứ còn lớn hơn thì nó không vừa. Đập trắng sau lưng em like rồi chị ơi. Hết hàng rồi còn có 1 cái màu đó. Còn có 1 cái 69.000. Hai màu này nè. Rồi lên cho em mã xếp dạ này. Trời ơi đẹp lắm luôn nha mấy chị nha. Xếp dạ đang rất là hot luôn nè. Em thấy mấy chị hot girl rồi chị đang bán xếp dạ này. Trời ơi đang bán xếp dạ này. Rất là hot hết luôn nha em cái mẫu này. Trời ơi đẹp quá. Dạ, cao cấp. Áo màu đen 12kg chị Mai Mini. Áo màu đen 16kg chị Phương Vi. Áo đen 10kg chị Kim Ngân. Đấy xếp dạ nha mấy chị yêu nha. Chị lấy xếp dạ comment cho mã xếp dạ kèm hộ em số điện thoại này em chốt đơn cho mình. Rồi giá là bao nhiêu tiền cái mẫu này hai? Rồi xếp này. Quần M chữ màu vàng chốt chị Thanh Xu 16 ạ. Rồi qua mẫu nha mấy chị em nha. Lên giùm em cái mẫu này với giá tiền là ngày hôm nay sẽ bán cho mình với giá chỉ có là 79.000 đồng. Comment cho mẹ dạ. Xếp dạ kèm hộ em số điện thoại để em chốt đơn cho mình. Cái xếp dạ gồm cho mình một áo nè. Và gồm cho mình một cái quần dạ như thế này mà em chỉ bán cho mình với giá chỉ có là 79.000 đồng. Lên đơn cho em mã xếp dạ kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn. Đấy xếp dạ kèm hộ em số điện thoại nên chốt đơn. Dạ này đang rất là hot luôn nha chị nha. Thật sự là dạ chất dạ nó đang rất là hot luôn. Em thấy mấy chị hot girl đang livestream bán áo khóc dạ, khóc đồ các kiểu nè. Đó là khóc dạ hình như là mấy chị đó bán là tầm 200.000 một cái mấy chị. Đấy khóc, áo khóc thôi mà mấy chị bán là tầm 200.000 đồng một cái. Nhà em bán giống vậy nguyên một xếp dạ như thế này với giá chị có là 79.000 đồng. Comment cho em mã xếp dạ kèm em số điện thoại nên chốt đơn. Đẹp hơn có cái hoa cái bên này rất là sang luôn nè mấy chị.
Tan hồ 79.000 đồng, còn mấy chị mẹ xếp dạ, mấy chị mặc thêm một cái áo thun màu trắng ở bên trong nữa là rất là đẹp luôn. 79.000 đồng, sao tầm bao nhiêu ký? 6 ký hả? 15 ký đủ lại mang vừa. Mấy chị form này nó hơi nhỏ cho biết là tầm 10 ký cho đến 15 ký mang vừa. 10 ký cho đến 15 ký mang ok giùm em. Xếp dạ, chị lấy xếp dạ, comment xếp dạ 79k hộ em qua mẫu nha chị nha, có vài cả thôi. Xếp dạ 79.000, chị lấy xếp dạ lên đôi xếp dạ. Đẹp không? 79.000 thôi mấy chị. À, vòng vòng mấy chị thấy mấy chị hot girl bán cái áo khoác không? Đại là 200 mấy, 221, 220 cả rồi. Đó, nhà em bán cho chị nguyên xếp dạ này với giá chị có là 79.000 đồng lên đôi cho mẹ xếp dạ. Cái này bên trong nó có lót nha mấy chị nha. Đấy, bên trong là toàn bộ là bên trong nó có lót cho mình luôn nên không sợ bị ngứa cho bé nè, không có sợ bị khó chịu cho bé. Bên trong nó có lớp lót dù nè, rất là dễ chịu luôn. Rồi 79.000 đồng lên đôi em mẹ xếp dạ, qua màu tiếp theo. Rồi qua mẫu nè, lên cho mấy chị mấy cái đầm nha. Em lên cho mấy chị mấy cái đồ bộ, đồ đầm, đồ này kia, hôm nay nhiều đồ lắm mấy chị. Thật sự là hôm nay quá là nhiều đồ luôn á. Quá trời quá đắt đồ luôn. Rồi tiếp tục nè. Cái này dễ thương lắm luôn nha mấy chị nha. Cái bộ này rất là dễ thương luôn nè. Bộ này cực kỳ là dễ thương. Caro em like rồi chị ơi, Caro hình như còn một hai cái nha, Caro em like rồi. Caro 169.000 nguyên set chị nha. Rồi mẫu này chắc size tầm 17 cái đổ lại mang vừa. Caro này em like rồi chị à, 169.000 đồng, comment cho mã Caro. Comment cho mã Caro 169k kèm hồi em xuống thoại cho em lên đôi. Cái này không bao gồm túi nha chị nha, cái túi này là túi em bán. Túi này là túi bán lẻ 75.000 đồng một cái, túi bán lẻ 75.000 đồng. Và set này nguyên một set gồm 3 chi tiết, một áo sơ mi, một áo trong và một quần bò với giá tiền là 169.000 đồng. Comment cho mẹ set Caro 169k kèm hồi em xuống thoại nên chốt đơn. Em còn 2 3 cái thôi, em còn hết rồi. Còn cái túi này túi bán lẻ nè mấy chị. Túi này túi bán lẻ 75.000 đồng một cái. Xếp dạ ạ. À, em chú xếp dạ 15 ký chị Mỹ Dung Đào ạ. À, xếp dạ 11 ký chú chị Ly Ngọc Mai. Xếp dạ chú chị Linh Thịnh 14, chị Hoa Hướng Dương là 10 ký, Nguyễn Mỹ Chi là 14 ký ạ. À, Phúc Huỳnh là 13 ký. Chú xếp dạ chị Hồng Thủy 12. Xếp dạ chú chị Thúy Hanna là 10 ký. Rồi giục cái đó ra. Rồi lên đôi mẹ mẫu này nha mấy chị yêu nha. Xinh chưa, hình con gấu nè. Bán cho chị cái bộ này với giá tiền là hôm nay sale cho chị bộ này luôn đi hả. 45.000 đồng, 45.000 đồng em tặng về cho mấy chị bộ này luôn đi. 45.000. Rồi chị lấy cái này lên đơn cho em mẹ. Vàng 45 kèm hồi em xuống thoại em chốt đơn. Vàng 45k kèm hồi em xuống thoại em chốt đơn cho mình bộ vàng này 45.000 đồng một bộ mấy chị. Túi màu xanh chú chị Nguyễn Thu Hằng. Túi màu vàng chú chị Thoa Lê. Em còn xếp dạ một size là 10 ký, một size là 13 ký nha mấy chị. Rồi comment cho mã vàng 45 kèm hồi em xuống thoại em chốt đơn. Đầm màu trắng này em like rồi chị ơi, còn có một cái nhỏ xíu riêu mẫu thôi mấy chị. Đấy, em còn một cái nhỏ xíu riêu mẫu nha chị nha, em like rồi. Đầm đó đầm sơ sinh, bí những bí lớn không vừa, em chỉ còn một cái tầm 8-9 ký 10 ký á, hết hàng rồi. Rồi lên đơn chị mã vàng 45, chị lấy vàng lên đơn chị mã vàng 45, trai cũng mang được mà gái cũng mang được mấy chị. Bộ này trai gái đều mang được nha chị nha, dễ thương chưa. 45.000 đồng một bộ. 45.000 đồng một bộ, sao tầm 17 cái đổ lại mang vừa. 17 cái đổ lại mang vừa, nói chung là em sẽ lấy cho chị có cả hàng một bộ xuất hàng thì giá của nó nói chung là cao nên là 6-7 ngàn, có thể là nhiều chị không mua được nhưng em sẽ lấy cho chị từ cả hàng Việt Nam. Đấy, cả hàng Việt Nam giá rẻ mà chất của nó cũng khá là ok, mấy chị cho bé mặc mùa đông đồ này kia mặc ở nhà đồ cũng rất là ok luôn. 45.000 đồng một bộ, cầm cho mã vàng 45. Lên đơn kia mã vàng 45 em có vài bộ thôi, 17 cái đổ lại mang vừa, em qua mẫu nha chị nhá. Rồi em qua mẫu nè, vàng 45 chị lấy vàng, lên đơn kia mã vàng 45 em qua mẫu tiếp tục. Em chốt mã set caro 169.000 chị Võ Thị Mỹ Ngân. Rồi tiếp tục nè, lên cho em chị bộ hàng cà rốt nè. Trời cà rốt cưng lắm luôn nha chị nha, cà rốt nè, xinh chưa. Rồi cà rốt nha chị nha, chị lấy cà rốt lên đơn em mà cà rốt kèm hồi em xuống thoại em chốt đơn. Đầm bí 17 ký rồi, rồi đợi em xíu chị ơi, đợi em tí. Em có ít là mùa này là nói chung là không phải là mùa của đầm mấy chị. Mùa này là phải nói là mùa của đồ bộ dài tay. Đấy, do là nó bây giờ nó qua mùa đông rồi, thật sự là chẳng ai may đầm nữa. Không có một cái xưởng nào họ may đầm nữa nha mấy chị nha. Không túi một... màu vàng em chốt 75.000 chị Lê Thị Trang. Rồi cà rốt chị lấy cà rốt lên cà rốt cho em bán tặng cho chị một cà rốt 45.000. Cà rốt 45.000 chị lấy cà rốt lên cà rốt hồ em nha. Màu xanh này rất là đẹp luôn. Và chất của nó là chất bôi zip dày xịn giùm em. Chất bôi zip rất là dày và rất là xịn luôn giùm em. Hàng này bao đẹp cho mấy chị nha chị nha. Đấy, bao chất đẹp cho mấy chị luôn. 45.000 đồng comment cho em mã cà rốt. Chị lấy cà rốt lên cà rốt 45.000 đồng. Cà rốt 45.000 chị lấy cà rốt lên cà rốt giúp em nha. Em qua mẫu này có vài bộ thôi. 45.000.
Đây, cà rốt 45k. Rồi chị lấy cà rốt lên, cà rốt giùm em nha. Chị nhà em lên cho anh chị một ít đầm nè. Sau em lên đồ bộ tiếp cho, đồ bộ nhiều lắm. Rồi cà rốt 45 ngàn, chị lấy cà rốt lên, cà rốt lên cho anh chị một cái đồng đầm này đi. Ôi dạ, dạ còn hai ba cỏ. Rồi tiếp tục này em sẽ lên cho mình tiếp theo là một cái đầm này sẽ bán cho chị hôm nay xem cho chị luôn nha, 55.000 luôn đi. 55.000 đồng size tầm 18kg đổ lại mang vừa. 18kg đổ lại mang vừa, comment cho em mã caro 55. Lên đơn cho em mã caro 55.000. Bây giờ hôm nay còn vài cái siêu rẻ cho chị luôn, phía sau khóa kéo này chắc rất đẹp luôn á chị. Siêu rẻ cho chị bộ này luôn đi, hơn 55.000 đồng một bộ. Rồi comment cho em mã 55k kèm hộ em số thoại em chốt luôn cho mình cái đầm này 55.000 đồng một cái luôn nha. Sao tầm 18kg đổ lại mang vừa. Rồi 18kg đổ lại mang ok giùm em cái đầm này siêu rẻ cho chị 55.000. Mã vàng 10kg chú chị Nghe Lê số điện thoại 547. Mã vàng chú chị Hằng Nguyễn 8kg số điện thoại 811. Mã vàng chú chị Nana 16kg. Vàng chú chị Anh Thư Phạm Tròn 16kg. Vàng 12kg chị Hương Ly. Vàng 13kg chị Su Su. Rồi mấy chị chốt đơn trên 100.000 giúp em nha. Rồi 18kg đổ lại mà ok giùm em cái mẫu này với giá là 55.000 đồng. Lên đơn cho em mã 55k kìa hộ em xuống thoại để em chốt đơn cho mình cái đầm caro này 55.000 đồng nha chị nha. Đẹp chưa, 18kg đổ lại mang vừa cho bé bí mặt đi học đi đồ này, rất là dễ thương luôn. Đầm thu đấy, những cái đầm sau lưng em nó không có size lớn lắm, bây giờ size tầm 7-8kg 90kg thôi. Chị nào biết nhỏ thì em lên, chị nào biết lớn thì em không có nha chị nha. Rồi comment cho mẹ đầm vàng 55 này, caro 55 này, comment cho mẹ 55k kìa hộ em xuống thoại em chốt đơn cho mình. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha. Em hơi khàn tiếng chị, nó không nổ luôn ạ. Mười tám ký đổ lại mang vừa 55.000 đồng, mấy chị mã 55k. Túi sách em hết rồi mấy chị ơi, không còn màu nào luôn chị, em hết sạch rồi. Rồi cà rốt em chứa chị Thúy Trần 8kg số thoại 213. Cà rốt chị Hằng Nguyễn 8kg số thoại 8181. Cà rốt chị Ly Su Phan ạ. Cà rốt chú chị Lon ST 11kg. Em còn một cái cà rốt tầm 90kg nha mấy chị. Rồi đồ bí 21kg là em không có biết là chị bí trai bí gái chị ơi. Rồi 22kg em không biết là chị bí trai bí gái. Rồi lên giùm em mẫu này, comment cho em là mã sọc vàng này. Sọc vàng bán cho chị 45.000 đồng bộ. Đây bộ trước là em có là sọc màu tím nè. Có sọc màu tím này, có sọc màu đỏ này, có sọc màu xanh gì này. Hôm nay em về thêm giống chị là sọc màu vàng. Comment cho mã sọc vàng 45k. Sọc vàng 45.000 kìm hội em là số điện thoại bên em chốt đơn cho mình. Cái mã đó mã caro là mã 55k là mã đó nha. Comment cho em mẫu này, comment cho mã sọc vàng kèm hộ em số điện thoại em chốt đơn cho mình mẫu này với giá tiền là 45.000 đồng. Túi em đeo có bán chị ơi, em bán còn hết rồi, như là còn một hai cái gì thôi. Còn cái cuối cùng túi này còn hết rồi, còn một cái cuối cùng em đang đeo với giá là 75.000 đồng. Comment cho em mã túi vàng. Comment cho mã túi vàng kèm hộ em số điện thoại em chốt đơn. 75.000 đồng một cái, kèm cho em một sản phẩm nữa để em gửi hàng cho mình nha chị nha. Đầm caro 12kg chú chị Nhật Lệ. Đầm caro chú chị Thảo Sương ạ. Rồi sọc vàng 45.000 đồng, chị lấy sọc vàng lên đâu chị mẹ sọc vàng kìa một em số điện thoại đi chốt đơn cho mình 45.000 đồng. Chắc này chắc bùi zip dày và xịn luôn cổ ba phân này cho bé mặc giữ ấm mùa hè. Cho bé mặc giữ ấm nè. Bữa trước em về cho chị là màu xanh, màu tím rồi bữa nay về thêm cho chị một màu nữa màu vàng, cái này là thêu rất là xịn luôn. Chắc bùi zip rất là dày và rất là xịn luôn nha chị nha. Size tầm từ 14kg đổ lại mang vừa. Mẫu này size tầm 14kg đổ lại mang vừa. Chị lấy sọc vàng lên đơn, sọc vàng kìm xuống thoại mình em chốt đơn. Rồi qua mẫu tiếp tục nha chị yêu nha. Qua tiếp cho anh chị nè. Rồi mày lên đồ bé trai bé gái gì đây, size lớn thì chỉ có đồ bộ thôi. Rồi size lớn thì đa số em chỉ có đồ bộ thôi nha chị nha. Chỉ có đồ bộ thôi nè. Bộ ô tô này, comment cho mẹ ô tô. Đấy, bộ ô tô của bé trai này, chị lấy ô tô lên em, mã ô tô kèm em số điện thoại em chốt đơn. Size cho bé là tầm từ 18kg cho đến là bao nhiêu ký đây? 18kg cho đến là... Rồi 18kg cho đến là size 85 là cho bé là tầm khoảng 25kg mang vừa.
25kg đủ loại mang vừa giùm em mẫu này, size từ 18 cho đến 25kg, mang vừa, size nhí, size nhỏ là 79.000. Và nó tầm bậy tầm bạ quá. Cái túi này càng tiếng nó bậy quá. Cái túi hết rồi. Rồi, túi màu vàng chú chị Ly Hoa, túi màu vàng. Số điện thoại là 143. Rồi, bộ ô tô này sẽ bán cho chị là size nhỏ là tầm 21kg đổ lại là size nhỏ 59.000 và size đại là từ 21 cho đến 25kg, mang vừa là hàng size đại với giá là 69.000. Comment cho em là mã ô tô kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình bộ ô tô giống chị yêu nha. Rồi, bộ ô tô này sẽ bán cho mấy chị là size nhỏ là 59.000 và size đại là 69.000 một bộ. Mấy chị lấy ô tô lên em mã ô tô. Và túi này là túi bé gái này 50.000 một cái này. Đấy, túi dành cho bé gái 50.000 một cái này. Chị Hương Ly, nãy chị chốt cái gì em đọc tên mình rồi mà chị ơi. Mã sọc màu vàng 9,5kg chị Ngọc Hà. Sọc vàng 11kg chị Nguyễn Hậu. Sọc vàng chứa chị Mai Mini 12. Sọc vàng chứa chị Lan Hương. Sọc vàng chứa chị Hằng Nguyễn 8kg. Rồi em hết sọc vàng ạ. Rồi. Cái nhỏ quá, cái quá. Rồi lên đâu cho em mã ô tô kèm hộ em số điện thoại em chốt đơn cho mình ấy cái được cái khác hay cái này. Rồi comment cho em mã ô tô kèm hộ em số điện thoại em chốt đơn cho mình bộ ô tô này mấy chị. Ô tô này của bé trai nhắm chị nha, và size cho bé là tầm size nhỏ là 59.000 và size đại 69.000, size nhỏ là từ 18 cho đến là 21kg và size đại là từ 22kg cho đến 25kg, mang vừa. Comment cho mã ô tô em qua mẫu nha chị nha. Hôm nay thật sự em nói không nổi luôn á. Hôm nay nói không nổi luôn mấy chị ơi. Rồi, size nhỏ là 59.000 và size đại là 69.000 đồng. Comment cho mã ô tô, size nhỏ là 18 cho đến là 21kg và size đại là từ 22 cho đến là 25kg, mang vừa. Lên đơn cho em mã ô tô kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn. Ô tô kèm số điện thoại để em chốt đơn cho mình nha chị nha. Rồi lên mẫu tiếp theo là bộ con mèo của bé gái nha. Con mèo này là size cho bé là từ sọc vàng em hết rồi mấy chị ơi. Để em lên mẫu khác mình chọn nha. Rồi em còn nhiều mẫu lá khác nữa, để em đợi xíu em lên. Rồi lên cho chị bộ con mèo của bé gái này. Con mèo này em sẽ bán cho mình là size cho bé là tầm từ 16kg cho đến là 33kg, mang vừa. Comment cho mã mèo. Lên đơn cho em mã mèo 16 cho đến 22kg là size nhỏ là 59.000 và size đại là từ 21 cho đến là 33kg, mang vừa. Comment cho em mã mèo kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn. Rồi hình con mèo này chị là lấy mèo lên mèo kèm số điện thoại mèo bên em chốt đơn cho mình bộ hình con mèo nha mấy chị nha. Đây mèo của bé gái này. 59.000 size nhỏ và 69.000 size đại. 59.000 size nhỏ, 69.000 size đại. Chị lấy mèo lên mèo giùm em qua mẫu này. Rồi lên cho chị bộ tiếp theo đi. Em like cho mình thêm tí nữa rồi em nghỉ nha chị nha. Còn là hôm nay em hơi mệt tí. Rồi mèo mấy ký ra. Rồi túi vàng bé gái mang được nha chị Trang ơi. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè, lên cho em chị cái bộ màu đỏ nè. Đỏ này sẽ bán cho chị là 45.000 đúng không ta? 45.000 đúng không? Ờ, đỏ này 45.000 đúng không ta? Rồi đỏ 45, comment cho em là mã đỏ 45k kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình cái bộ đỏ này 45.000 đồng. Bộ này hồi nãy có màu vàng này, bây giờ có thêm màu đỏ này mấy chị. Đấy, bộ này hồi nãy em có màu vàng, bây giờ có thêm cho mình là màu đỏ nha chị nha. Đỏ 45.000 đồng, chị lấy đỏ lên đơn cho em mã đỏ 45. Mã mèo 16kg chị Nguyễn Mai. Đỏ 45k kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình mẫu này với giá tiền là 45.000 đồng. Chị lấy đỏ lên đơn cho em mã đỏ 45. Đấy, đỏ 45.000 nha. Chị yêu nào lấy đỏ comment cho em mã đỏ 45. Size tầm 17kg đổ lại mang vừa. 17kg đổ lại mang ok cho em màu đỏ. Chị nào lấy đỏ lên em mã đỏ 45.000. Được chưa? Đấy, hồi nãy có màu vàng chị, giờ có thêm màu đỏ. Rồi đỏ 45.000 chị lấy đỏ lên, đỏ 17kg đổ lại mang vừa qua màu tiếp theo nè. Rồi lên tiếp cho em chị sáng nay có về cái chậm áo phót để đâu đứng vậy lấy gì em. Mèo 15kg không vừa nha mấy chị ơi, mèo tầm 16kg trở lên. Rồi em lên cho mình tí áo phót nha mấy chị yêu nha. Em sẽ lên cho em chị. Ui cái bộ màu vàng đó hồi nãy còn nè. Rồi vàng còn nè mấy chị, vàng 45 đỏ 45, chị nào lấy màu nào lên em kìm màu hộ em nha. Rồi vàng 45 đỏ 45 nè.
Ai có kẻ là màu vàng này, vàng 45, chị nào lấy vàng comment cho mẹ vàng 45 và lấy đỏ comment cho mẹ đỏ 45. Hai mẫu nó giống nhau mà nó khác cái màu thôi, màu kia màu đỏ, màu đây màu vàng. Tôi nên đơn chi mẹ vàng 45, đỏ 45. Đây, màu vàng em vẫn còn này, xin chưa 45.000 đồng một bộ. Rồi size tầm 17kg đổ lại mang vừa nha chị nhá. 17kg đổ lại ok giùm em mẫu này, lên đơn giùm em mẹ vàng 45. Vàng 45k kìm hồi em số thợ em chốt đơn lùi giùm em đủ đơn 100.000 để ngày mai có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình nha mấy chị yêu nha. Rồi vàng 45 chị lấy vàng lên đơn em mẹ vàng 45. Rồi cái mẫu tiểu thư này còn bộ sale cho mấy chị, bộ này 40 đi. Còn có một bộ. Tiểu thư nè, comment cho em mã 40k xẻ 40k kìm hồi em số thợ em chốt đơn cho mình bộ tiểu thư 40.000 này. Rồi xẻ 40k nhắn chị nhắn chị lấy bộ xẻ 40 comment cho mẹ xẻ 40k kìm hồi em số thợ em chốt đơn. Rồi xẻ 40.000 hộ em. Size này cho biết tầm 12-13kg mang vừa. 12-10 không, cái này tầm 11kg mấy chị, 11-12kg mang vừa. 11-12kg mang vừa, comment cho mẹ xẻ 40. Xẻ 40k kìa hộ em xuống thợ em chốt đơn cho mình bộ xẻ 40.000 là bộ tiểu thư này mấy chị. Bộ này em nhập product lắm, còn bộ xẻ với chị luôn 40.000. Rồi em qua mẫu xẻ 40, chị nào lấy xẻ 40 comment cho mẹ xẻ 40. 11-12kg mang vừa, em qua mẫu nè. Anh chấm chị áo khoác này, áo khoác này thật sự là em đang bán siêu cho anh chị nè. Khoác này em lấy về em bán chị ăn cho anh chị trong một cái trong cái mùa lũ lụt nha anh chị nha. Đây. Đẹp lắm luôn. Đỏ 8kg chứ chị Thuy Tròn 213. Đỏ chú chị Mai Mini 208. Đỏ chú chị Phan Quốc Thắng 13. Đỏ chú chị Phương Uyên Nguyễn ạ. Màu vàng chú chị Phạm Anh 13. Vàng chú chị Cỏ Dại. Rồi. Rồi em chốt vàng 6kg chị Đồng Thị Phúc ạ. Rồi lên đâu mấy mẫu áo khoác này siêu chấm chị, áo khoác này với giá tiền là 99.000 đồng một cả mấy chị. Đấy ngày hôm nay bán nhau giá áo khoác này hàng Quảng Châu chuẩn xịn luôn, chất vải rất là đẹp luôn. Thì em với giá chỉ có là 99.000 đồng. Comment cho em là mã khoác 99k. Comment cho em mã khoác 99k kìm hồi em số thợp em chốt đơn cho mình áo khoác này với giá tiền là 99.000 đồng một cả nha mấy chị yêu nha. Và có size cho biết là tầm khoảng là 18kg đổ lại mang vừa. Rồi mẫu này là size cho bé là tầm 18kg đổ lại mà ok giùm em áo khoác này với giá chỉ có là 99.000 đồng. Comment cho mã khoác 99k. Mã vàng 10kg chú chị nghe Lê số thợ 547. Rồi khoác 99k kìa hội em số thợ em chốt đơn cho mình cái áo khoác này với giá tiền là 99.000 đồng một cái nha chị nhan. Rất là đẹp luôn mấy chị, áo khoác này bao đẹp cho mấy chị luôn này, 99.000 đồng. Comment cho mã khoác 99k. Khoác 99k kìa hội em số thợ em chốt đơn. Đấy, khoác 99k kìm số thợ em chốt đơn cho mình áo khoác này 99.000 đồng. Size tầm khoảng là 19kg đổ lại mang vừa. Size cho bé tầm 19kg đổ lại mang ok mẹ áo khoác này nha chị nha. Chị lấy khoác 99 thầm cho mẹ khoác 99. Khoác này đẹp lắm luôn đẹp không? 99.000. Rồi qua mẫu nè. Và có cái quần túi hộp mà bữa mà size hơi nhỏ nhỏ. Rồi lấy ra cái mẫu đó ra cho em nha chị, lựa ra đủ đơn luôn ha. Rồi lên cho chị bộ màu cam này 45.000 đồng. Comment cho mẹ cam 45. Chị lấy cam lên đâu cho mẹ cam 45. Cam 45k kìm hồi em xuống thợ em chốt đơn cho mình cái bộ này với giá là 45.000 đồng nhé chị nha. Cho bé bọn ở nhà rồi nè. Sẽ 40.900kg chú chị Tho Lê. À, còn mấy bộ da cá này em sẽ lên cho chị luôn. Rồi lên đơn cho em mẫu này, comment cho mẹ cam 45 rồi em sẽ đi lấy cái quần hàng size nhỏ nhỏ tí chứ. Rồi comment cho mẹ cam 45, chị lấy cam comment cho mẹ cam 45.000 nha chị nha. Cam 45.000 đồng. Áo khoác 14kg em chú chị Vũ Đinh. Hai bè đi có vừa. Có 17. Là đẩy vừa. Không. 20kg rồi. Khó 17kg chú chị on số điện thoại 365. Thank you.
Rồi đây em sẽ lên cho mấy chị một cái quần jean túi hộp nè. Áo khoác 19kg cho chị nương lên. Rồi rồi cam 45.000 nha, chị lấy cam lên đâu em ạ. Cam 45k kêu mà em số thoại em bên em chốt đơn cho mình cái bộ màu cam này với giá tiền là 45.000 đồng. Em qua mẫu tiếp theo nha. Áo khoác 18kg cho chị Kim Hồng. Cam 45k chị lấy cam lên em ạ. Cam 45k nè, em qua mẫu nè. Áo khoác 15kg cho chị Phương Thảo. Rồi lựa cho em hai cái để em gửi hàng nhắn chị nha. Lựa cho em hai cái để em gửi hàng. Rồi qua giới thiệu cái quần jean size nhỏ nhỏ này. Size này cho bé là tầm từ 18 cho đến 22kg mang vừa. 18kg cho đến 22kg mang vừa lên đâu cho em ạ. Quần này sẽ bán cho chị là 110.000 đồng một cái, quần hàng size nhỏ. 110.000 đồng một cái, comment cho em ạ. Q110K kèm em số điện thoại nên chốt đơn 110.000 đồng size từ 18kg cho đến 21kg mang vừa nha. 18 cho đến 21kg mang ok, chị lấy cái quần này comment cho em ạ. Q 110k, quần hàng Quảng Châu, chất rất là co giãn luôn. Và quần này quần hàng Quảng Châu rất là mềm và rất co giãn đẹp nha chị nha. 110.000 đồng comment cho em là mã 110k. Kèm hộ em số điện thoại em chốt đơn rồi em qua mẫu nè. 18 cho đến 21kg. Rồi em qua mẫu tiếp theo, chị lấy quần này comment cho em mã Q 110k. Rồi lên cho em chị tiếp là cái quần lên cho em chị tiếp cái quần hip hop nè. Quần này là size tầm 19kg đổ lại mang vừa. Áo khoác 19kg chú chị Linh Đào ạ. Rồi quần này size cho bé là tầm khoảng là bao nhiêu tuổi đây, để em coi thử coi. Rồi quần này là tầm khoảng là 10 150 đúng không? Bộ màu vàng 10kg chị Diễm Hồng Nguyễn Thị. Màu cam chú chị Phan Quốc Thắng. Cam chú chị Nguyễn Thu Hằng. Cam 13kg chị Vũ Đinh. Rồi quần này size cho bé là tầm 6 tuổi đổ lại mang vừa giùm em. Quần bê găng tay cho bé tầm 6 tuổi đổ lại mang vừa. Không, tầm 5 tuổi đi mấy chị, tầm 5-6 tuổi đổ lại mang vừa lên đơn em. Mã quần này comment cho em mã Q99K kèm một em số thoại lên đơn. Quần này sẽ bán cho chị với giá là 99.000 đồng sau tầm 21kg đổ lại mang vừa. Nói chung là cái quần mấy chị không có đo theo là cái số ký mà mấy chị đo theo chiều dài hộ em nhé chị nha. Quần này là quần ba găng tay cho bé tầm khoảng là 5 tuổi hoặc là 6 tuổi cũng được, nhưng mà bé lùn là bé mang được, bé tầm ba găng tay, cái bé nào mà mặc quần ba găng tay thì bé mang được. Rồi lên đơn với mẫu quần này 20-21kg, bé tầm ba găng tay đổ lại mang vừa nhé chị nha. Đấy, rồi nó đâu cái mã Q99K sẽ bán giá gì cái quần này với giá là 99.000 đồng. Đẹp chưa? 21kg đổ lại mang vừa. 99.000 đồng. Rồi 99.000 đồng comment đúng mẹ giùm em là Q99K mấy chị, chứ quần hip hop em không biết quần nào. Rồi nó đơn đúng mẹ giùm em là Q99K là quần này, còn quần hồi nãy là Q110K hộ em nha. Q110K hộ em. Rồi, túi 50.000 chú chị Ly Hoa ạ. Rồi em qua mẫu nè. Rồi em qua mẫu tiếp theo, chị nào lấy Q99 comment cho em ạ. Q99K là mẫu quần này, còn Q110K là cái mẫu quần túi hộp hồi nãy nha chị nha. Màu cam 10kg chị Nghe Lê. Cam 12kg chị Mèo Trân. Cam 12kg chị Nguyễn Thanh Thảo. Rồi lên cho chị cái quần bé gái nè. Lên cho chị cái quần hoa cúc bé gái này, bán cho chị quần hoa cúc này với giá là 99.000 đồng một cái, comment cho em là mã hoa cúc. Comment cho em mã hoa cúc kìa mà hộ em ra xuống thoại nên chốt đơn cho mình cái quần hoa cúc này với giá là 99.000 đồng một cái nha chị nha. Hoa cúc thêu luôn. Đấy, quần hoa cúc thêu này rất là xịn luôn. Giùm em cái quần này với giá là 99.000 đồng một cái. Comment cho em mã hoa cúc kìa hộ em xuống thoại nên chốt đơn cho mình cái quần hoa cúc này với giá là 99.000 đồng. Size cho bé tầm 18kg đổ lại mang vừa cái quần hoa cúc. Đâu để em coi lại size. Rồi cái quần này 150 là lớn nhất này, đợi xíu em coi lại size nha chị nha. Rồi quần này là size cho bé là tầm 22kg, với trường hợp là bé 4 tuổi đổ lại mang vừa, còn bé mà 5 tuổi thì tầm khoảng là 17kg mang vừa giống chị nha. Comment kèm số tuổi hộ em, riêng cái quần mấy chị phải biết là cái bé là mặc quần bao nhiêu găng tay là phải biết cho em và phải cung cấp cho bên em biết là bé như là bao nhiêu tuổi giống chị nha. Đó, 22kg đối với trường hợp là bé 4 tuổi 5 tuổi cũng được, vì quần này không sợ chật chỉ sợ ngắn. Quần này em không sợ chật nhưng mà em chỉ sợ bị ngắn thôi. Thì sẽ tầm là 22kg, 23kg cũng được đối với trường hợp là bé 3-4 tuổi. Còn bé mà tầm khoảng là 5 tuổi thì tầm 17kg đổ lại mang vừa. Rồi lên đâu cho em mã hoa cúc kìm hộ em là số điện thoại nên chốt đơn cho mình cái quần hoa cúc này. Đấy, ngày mai cung cấp cho em số tuổi nha chị nha. Quần này quần size lớn nhất cho bé là tầm khoảng là 3 găng tay thôi. Quần này là gần 3 găng tay thôi mấy chị. Quần này gần 3 găng tay thì bé tầm khoảng là 4 tuổi đổ lại thôi nha chị nha. Rồi 4 tuổi đổ lại thôi.
Quần 110.000 cho chị Võ Thị Tuyên ạ. Hoa cúc giùm em mấy chị, comment cho mẹ hoa cúc, em qua mẫu nha. Rồi hoa cúc giùm em số phận, em chốt đơn quần hoa cúc theo này rất là đẹp luôn. Rồi qua mẫu tiếp theo cho anh chị nè, lên cho anh chị bộ sọc này. Lên cho mấy chị cái bộ sọc màu tím nè, màu tím này hồi nãy là có sọc màu vàng em hết hàng rồi, bây giờ còn màu tím, lên cho anh chị sọc màu tím luôn nha. Rồi sọc màu tím nè, chị nào lấy sọc tím lên, sọc tím em còn 2 bộ 45.000 đồng một bộ mấy chị. Sọc tím 45.000, chị lấy sọc tím lên đâu chị mẹ, sọc tím kìm hộ em xuống thuận em chốt đơn cho mình nha. Rồi bộ vàng phía sau lưng em là xếp vàng phía sau lưng em 169.000 như còn 2 set à. 169.000 đồng gồm quần jean nè, quần gồm áo sơ mi và quần gồm áo trong với giá là 169.000. Giá là 169.000 set. 101 hả? Quần 99.000 chú chị Đồng Thị Phúc ạ. Quần 99.000 chú chị Nương Lê 19. Quần 99.000 chú chị Linh Đào. Quần 99.000 chị Linh Đào, bỏ cho cái quần túi hộp vào lộn mẫu kìa. Quần chú quần chú hộp quần 99. 110.000. Quần đang mua quần 99 hả? Lấy lại. Còn cá bên kia. Rồi qua mẫu nha chị nha, chị lấy sọc tím lên em ạ, sọc tím kìm hồi em xuống thợ để anh em chốt đơn cho mình cái sọc tím này. 45.000 đồng chị lấy sọc tím lên, đơn sọc tím giúp em. Đấy, sọc tím kìm hồi em xuống thợ anh em chốt đơn. Sọc tím kèm hộ em số điện thoại để anh em chốt đơn cho mình cái mẫu này với giá tiền là 45.000 đồng, em có 2 bộ thôi, chị lấy sọc tím lên đơn sọc tím. Rồi em qua mẫu nha chị nha, áo trắng em hết thôi, không có size 17 ký chị ơi, áo trắng không có size 17 ký. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè. Rồi lên cho anh chị cái áo khoác có mũ của bé trai nè. Áo khoác này sẽ bán cho anh chị với giá tiền là 99.000 đồng, comment cho mã khoác đen. Lên đơn cho mã khoác đen kèm hộ em số thợ em chốt đơn cho mình áo khoác màu đen này. Size cho bé là tầm từ 8kg cho đến là khoảng 25kg mang vừa, 8 cho đến 15kg mang vừa. Em bán cho mình áo khoác này với giá là 99.000 đồng, chị lấy khoác đen lên đơn khoác đen. Rồi lấy khoác màu đen lên đơn cho mã khoác đen kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình áo khoác đen này với giá tiền là 99.000 đồng một cái nhớ chị nha. 99.000 đồng một cái, ai lấy khoác đen lên đơn khoác đen, nó đẹp luôn nè. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn nha chị nha. Khoác màu đen 99.000, chắc của nó là chắc dù nè, chắc gió hay chắc kaki đây, rất là đẹp luôn nè. Rồi 99.000 đồng, comment cho mã khoác đen, em qua mẫu tiếp theo. Khoác đen 99k, chị lấy khoác đen lên đơn khoác đen. Sọc tím 12kg, chị Nguyễn Thu Hằng. Sọc tím 8kg, chị Tiên Nhóc ạ. Rồi khoác đen nè. Hoa cúc 13 tuổi 15kg chị Lê Thị Trang. Hoa cúc 16kg chị Thảo Sương. Khoác đen 15kg chị Cỏ Dại. Rồi em quay mẫu tiếp theo nè. Lên cho mấy chị cái đầm màu vàng này đi, bán cho chị cái đầm nơ này với giá là 69.000 đồng một cái, comment cho mã nơ vàng. Rồi comment cho mã nơ vàng kèm hộ em là số điện thoại để bên em chốt đơn. Rồi comment cho mã nơ vàng 69.000 đồng một cái, chị yêu nào lấy nơ vàng comment cho mã nơ vàng nha. Size cho bé tầm 10kg đổ lại mang vừa, 8kg cho đến 10kg mang ok, từ 7kg cho đến 10kg mang ok giùm em. Mà cái đầm nơ màu vàng chị lấy nơ vàng lên nơ vàng giùm em nha. Đầm này đầm sơ sinh cho bé từ 8kg cho đến 10kg, 8kg cho đến 10kg lên đơn giùm em.
Rồi nơ vàng, chị yêu nào lấy nơ vàng, comment cho mã nơ vàng kèm hộ em xuống thoại bên em chốt đơn nè. Nơ vàng với giá tiền là 69.000 đồng một cái, chị nào lấy nơ vàng lên đơn nơ vàng. Rồi nơ vàng hộ em qua mẫu nha. Vàng 8kg chú chị Lan rồi, Hương. Rồi em qua mẫu tiếp theo lên cho chị tiếp tục nè. Cái bộ đây sẽ bán cho chị giá gì đây ta? Bộ này bao nhiêu tiền đây, mình ghi giá đây ta. Rồi bữa sau để em làm giá cho chị, em chẳng biết cái này bao nhiêu tiền. Rồi mẫu này sẽ bán cho mấy chị là bao nhiêu tiền đây ta? 49.000 comment cho mã vàng 49, chị lấy vàng lên đơn em mã vàng 49k kịp hồi em xuống thoại để em chốt đơn. Vàng 49k kịp hồi em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình cái bộ vàng này 49.000 đồng, chất liệu là lên tâm nè. Bộ chất liệu là lên tâm sẽ bán cho mình với giá là 49.000 đồng, chị lấy vàng lên em mã vàng 49k kìa một em xuống thoại em chốt đơn cho mình nha. Bộ lên tâm 49.000, tôi bán cho anh chị 45.000 đồng luôn thôi. Bộ này vốn nhiêu vậy ta? Bộ này thôi em sale cho anh chị 45.000 đồng luôn đi, chị lấy vàng lên em mã vàng 45, rất là đẹp luôn nè. Vàng 45.000 sao cho biết là từ 8kg cho đến 8kg cho đến 15kg mang vừa, chị lấy vàng lên em mã vàng 45. Vàng 45k kìa một em mà xuống thoại em chốt đơn em bán cho anh chị hờ 4 luôn á. Vàng 45, chị lấy vàng lên đi, mã vàng 45. Rồi qua mẫu tiếp tục nè, qua cho chị cái set này, set da cá nè. Hôm nay chiều nay em siêu rẻ hết cho chị luôn, nói chung là còn gì em siêu rẻ hết cho chị đó luôn nha. Ủa cái này là áo lỉ hả? Rồi chị Hưng da mình lấy set caro màu vàng ở sau thì lên giùm em là số điện thoại nha chị. Áo lỉ này bao nhiêu tiền hả ta? Ý là không biết là bao nhiêu tiền đó. Rồi áo này sẽ bán cho mấy chị với giá tiền là 65.000 đồng một cái. 65.000 đồng một cái, comment cho em mã xanh 65. Lên đơn cho em mã xanh 65k, áo hoodie nè. Size cho biết là tầm bao nhiêu ký, từ 120 cho đến là 100 size tầm 23kg đổ lại mang vừa. 23-24kg đổ lại mang vừa, comment cho em mã xanh 65. Chịu lấy xanh lên em mã xanh 65.000. Xanh 65k, kìm hồi em xuống thoại em chút đơn áo có mũ nè. Bán cho chị 65.000 đồng một cả luôn đi. Nay sale để nói cho anh chị luôn 65.000 đồng, comment cho em mã xanh 65. Lên đơn cho em mã xanh 65k, chịu lấy xanh lên em mã xanh 65. Em quay mẫu tiếp theo. Mã vàng 13kg chị Mong Manh. Vàng 15kg chị Huyền Đặng. Vàng 9kg chị Thoa Lê. Đẹp quá, quần bu ma nè. Đẹp chưa? Rồi comment cho em mã quần này, comment cho em mã quần bu ma này sẽ bán cho mấy chị với giá tiền là hôm nay bán cho chị luôn với giá là 95.000 đồng. 95.000 đồng, comment cho em là mã quy 95k kèm hộ em xuống thoại em chốt đơn cho mình cái quần này 95.000 đồng một cái nha anh chị yêu nha. Đẹp chưa? 95.000 đồng một cái, comment cho em là mã quy 95k. Quy 95k kìa mọi em xuống thoại em chốt đơn quy 95.000 đồng một cái nè. Rồi qua mẫu la nhanh nha chị nha, chị nào vượt được cái nào vượt giúp em. Rồi 95.000 đồng chị lấy quy 95, không biết cho mẹ quy 95. Rồi cái này em còn một cái áo này, một cái áo này bán cho chị 35.000 đồng, sai cho bé là tầm 7-8kg mang vừa, 7-8kg mang vừa 35.000. Chị lấy cái áo 35, không biết cho mẹ áo 35. Lên đơn cho em mã áo 35k, chị lấy áo 35, comment em mã áo 35 7-8kg mang vừa. Rồi còn một cái bộ đây siêu cho chị luôn 50.000. 50k đẹp chưa? 50k này size cho bé tầm 11-12kg mang vừa, 11-12kg mang vừa, comment cho em là mã này, comment cho em mã 50k kìm hồi em xuống thoại em chốt đơn. 50k kìm xuống thoại em chốt đơn cho mình cái bộ này với giá là 50.000 đồng 11-12kg nè. Xem cái này tầm 12kg, 12-13kg mang vừa, 12-13kg mang ok nha. 50.000 đồng, comment cho em mã quy 50k. 50k kìm hồi em xuống thoại để em chốt đơn cho mình nè, 50.000 một bộ. Rồi qua mẫu lên cho anh chị cái bộ này đi, lên cho anh chị bộ này với giá là 45.000 đồng một bộ, 45.000 đồng không anh chị mã mã hồng 45, kèm số ký giùm em nhắn chị nha, mua bộ nào kèm số ký giùm em đem chốt đơn. Hồng 45 này chị lấy hồng lên đơn em mã hồng 45k, hồng 45k kèm bộ em xuống thoại để em chốt đơn cho mình bộ hồng này 45.000 đồng một bộ. Đấy, hồng 45.000 chị lấy hồng lên em mã hồng 45, đẹp chưa? Cái bí bận nhà nhắn chị nhá, chị lấy hồng lên em mã hồng 45. Quy 95.000 chú chị Mai Mini ạ. Rồi hồng 45 hộ em qua mẫu nè. Hồng 45 giùm em nhắn chị nhá, chị lấy hồng 45 lên em mã hồng 45. Hồng 45k kìa hộ em xuống thoại em chốt đơn, size từ 8kg cho đến là 14kg mang vừa, 8 cho đến 14kg mang vừa, cầm em cho mã hồng 45 em qua mẫu tiếp theo. Rồi lên cho chị một cái đầm đi hả, cái đầm bức vô ri nè, đầm bức vô ri nè, đầm
blueberry nè, em còn vài cái chia giống chị luôn. Size tầm 12 cái đổ lại mang vừa. Bộ 50.000 chú chị Ly Ngọc Mai 11. Rồi 12 cái đổ lại mang ok giùm em cái bà đầm này, sale giống chị cái đầm này luôn. Đẹp chưa? Đầm blueberry nè, sale giống chị cái đầm này 69.000. Comment cho em là mã BBR 69. Comment cho em mã BBR 69 kèm túi nè, kèm túi thỏ nè. Comment đúng mã giùm em là BBR 69 nha chị nha. Đẹp chưa? 69.000 đồng một bộ. À, 69.000 đồng một váy nè. Nguyên set combo gồm một cái túi xinh xinh. Áo 35.000 chú chị Tiên Nhóc. 12 cái đổ lại mang vừa. Đẹp chưa? 12 cái đổ lại mang vừa nha. Comment cho em mã BBR 69. BBR 69 giùm em cái đầm blueberry nè. Chất đẹp lắm luôn mấy chị. Chất rất là đẹp luôn nha chị nha. 69.000 đồng. Không có chị ơi, không có chị Linh Đào ơi, có là em like rồi, không có nha chị. Hồng 8kg chú chị Ly Su Phan. Hồng 13kg chị Nhung Nguyễn. Hồng 13kg chị rồi. Phan Quốc Thắng. Rồi em qua mẫu nè, em còn cái áo khoác này siêu cho chị, áo khoác này size mấy ký đây ta? 11kg mang vừa. 11-12kg mang vừa, siêu cho chị áo khoác này 40.000, comment cho em mã đỏ 40. Comment cho em mã khoác đỏ 40.000 nè, siêu cho chị áo khoác này luôn đi hơ. Ở trong phôi bốc bari này 11-12kg mang vừa. Cái này 12kg chị, 12-13kg mang vừa. 12-13kg mang vừa, comment cho em mã đỏ 40, siêu cho chị áo khoác này 40.000 luôn nha. 12-13kg, comment đúng mã cho em là đỏ 40. Cái mũ của nó là nó có phối bốc bari đỏ 40, chị lấy đỏ 40, comment cho em mã đỏ 40, em qua mẫu. Rồi dạ luôn à, em nghe nè anh ơi. À rồi rồi ok, anh cập nhật lên giùm em mà sao địa chỉ sắp chết đây, em kiểm tra lại nha. Rồi ok. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè, lên cho chị cái bộ đồ này luôn. Đây. Thì cho chị mấy cái bộ này cho nó hết hàng nha chị nha. Đây em còn vài bộ này. Rồi comment cho mã cam 35. Bộ cam này bán rẻ cho chị 35.000 đồng, comment cho mã cam 35. Quần jean màu xanh không có đâu chị ơi, em không có quần jean màu xanh. Comment cho mã cam 35, chị lấy cam lên đâu em, mã cam 35.000. Đấy size tầm 16-17kg mang vừa. 15-16-17kg mang vừa nha chị nha. Siêu cho chị bộ cam này 35.000 đồng. Cam 35, chị lấy cam lên đâu em, mã cam 35.000 đồng cho bé bọn ở nhà. Áo khoác 12kg chú chị Su Su. Rồi cam 35, chị lấy cam lên đâu em, mã cam 35, 15-16-17kg mang vừa. Cam 35, chị nào lấy cam comment cho mã cam 35. Rồi cam 35.000 giúp em nha. Chị yêu nào lấy cam lên đơn em mặc cam 35. Rồi qua mẫu nè, bộ hồng nè. Xem giá chị bộ này nguyên một set gồm cho mình một áo whisky và một chân váy da luôn, với giá tiền là 59.000 đồng. Comment cho em mã hồng 59. Lên đơn cho em mã hồng 59 kèm hộ em số điện thoại nên chốt đơn. Một cái quần và một cái chân váy da và một cái áo cho mình nha chị nha. Nguyên set whisky. Xem cho anh chị với giá là 59.000 đồng. Comment cho em mã hồng 59. Rồi hồng 59k kèm hộ em xuống thỏa, còn 2 set size số 1 cho bé tầm khoảng là 11-12kg mang vừa. 11-12-13kg mang vừa, sale cho anh chị bộ này với giá là 59.000 đồng trong váy da. Đây một cái áo 59.000, đẹp hả? Rồi comment cho mã hồng 59 này, size tầm 11-12-13kg mang vừa. Chị nào lấy hồng comment cho mã hồng 59. Rồi qua mẫu tiếp theo nhóm chị nha, em qua nhóm chị cái set hình con Mickey này đi. Cam 17kg chú chị Võ Thị Tuyền. Hồng 13kg chị Su Su. Rồi qua mẫu các chị lên tiếp cho anh chị. Giờ thích đồ bộ hay thích đầm váy hay thích cái gì đây em lên tiếp đây. Em còn hai cái đầm này xem cho anh chị luôn nè. Rồi em còn hai cái đầm này size hơi lớn lớn này, size cho bé là tầm khoảng là từ 10 mấy ký đây, 15 ký cho đến là 10 15 ký cho đến là 10 mấy ký. Rồi 15 ký cho đến là 10 17 ký mang vừa. 15 cho đến 17 kg mang vừa cho bé tầm 5 tuổi là 4 tuổi, 4 5 tuổi đổ lại mang vừa, sale cho chị cái đầm này với giá tiền là 50.000. 50k kèm một em xuống thỏa em chốt đơn. Mà theo luôn chị hoa theo. 15 cho đến 17 kg bé tầm khoảng là 5 tuổi đổ lại mang vừa nha, sale cho chị 50. Comment cho em mã 50k kèm một em xuống thỏa em chốt đơn. Comment cho em mã hoa hồng 50 nè. Hồng 50 kèm một em xuống thỏa em chốt đơn cho mình. Cái váy hồng này 50.000 đồng. 15 cho đến 17 kg đó chị. Mã hồng 59.000 chú chị Huyền Đặng ạ. Rồi qua mẫu tiếp tục. Qua mẫu tiếp tục này, lên cho anh chị mấy cái bộ đồ. Ui bộ da cá vẫn còn nhiều nè. Em lên cho anh chị mấy bộ da cá tiếp tục nha. Bộ da cá này em còn nè. Trời đẹp quá. Màu xanh. Rồi có hai cái màu xanh, có hai cái màu vàng này. Có bốn cái màu xanh, hai cái màu vàng.
đẹp chưa? Bộ da cá cho bé nha mấy chị. Rồi bộ này bán cho mấy chị luôn với giá tiền là, rồi để em coi bao nhiêu tiền bán nốt cho anh chị nha. 69 ngàn đi. Sale giống chị bộ này 69 ngàn. Đây, quần của nó là chất liệu là da cá tàu nha chị nha. Rồi comment cho em là mã xanh 69. Chị nào lấy bộ xanh comment cho mã xanh 69k. Xanh 69k kèm hộ em là số thoại niêm chốt đơn. Size này là size 66 là lớn nhất này. Size số có size số 7 không? Rồi size số 6 là lớn nhất này. Cho bí tầm khoảng là bao nhiêu ký đây? Rồi mẫu này là size cho bí là tầm 15kg đổ lại mang vừa mấy chị. 15kg đổ lại mang ok dùm em mẫu này. Comment cho mã xanh 69 ngàn nha. Chị lấy xanh lên đơn cho mã xanh 69. Xanh 69k kèm hộ em là số điện thoại để em chốt đơn cho mình bộ màu xanh này 69 ngàn đồng. Em chú váy hồng 50.000 chị Nê Nê ạ. Váy hồng 50.000 chú chị Ánh Dương Lê ạ. Rồi xanh 69 hộ em, chị nào lấy xanh 69 comment cho mã xanh 69 ngàn em quay mẫu nè. Rồi xanh 69 ngàn, rồi lên cho anh chị bộ con vịt này size cho biết là tầm 17 cái rổ lại mang vừa, sale cho anh chị bộ con vịt này 55 ngàn. 55 ngàn hộ em nha, chị lấy cái bộ này comment cho em mà mã vàng 55. Vàng 55k kèm hộ em xuống thoại em chốt đơn cho mình cái bộ màu vàng này 55 ngàn một bộ. Đấy, 55 ngàn một bộ giúp em, chị nào lấy vàng lên em mã vàng 55. Vàng này là size cho biết là từ 8 ký cho đến là 10 8 ký cho đến 17 ký mang vừa. 8 cho đến 17 ký mang vừa xem cho anh chị bộ có tông này 55 000 đồng, chị lấy vàng lên đơn em mã vàng 55. Rồi vàng 55 này em quay mẫu nè, size từ 8 cho đến 17 ký nha chị nha, chị lấy vàng lên vàng 55 giùm em. Này còn kèm sale tốt nha. Rồi em còn mấy bộ con gấu nè, bộ con gấu này cũng còn vài bộ lẻ size tầm 17 ký đổ lại mang vừa. Em còn 4 bộ lẻ size nè. Xem cho anh chị gấu 4 gấu 55, chị lấy gấu comment cho mẹ gấu 55. Đấy, gấu 55k kèm một em xuống thoại em chốt đơn cho mình gấu 55 000 đồng. Bộ xanh 69 000 chị Ngân Quý 15, xanh 69 000 chị Tiên Ngốc là 8 ký. Xanh 69 000 chị Nguyễn Oan 13. Xanh 69 000 chị Nguyễn Thu Hằng 12. Rồi gấu 55 chị lấy gấu lên em ạ, gấu 55 000 giùm em nha, gấu 55 000 đồng, xin cho chị bộ gấu này luôn 55 000 đồng. Rồi gấu em còn 4 bộ size tầm 17 cái đổ lại mang vừa, chị lấy gấu lên em ạ, gấu 55. Các cái chồng to xinh cho bên kia nữa. Đó cái chồng đó đó, cái đấy màu khác nữa. Vàng 55 000 16 ký chú chị Anh Thư Phạm Trần. Rồi gấu 55 này chị lấy gấu lên em ạ, gấu 55 nha. Rồi có cả hình con thỏ nữa nè, thỏ 55 nha, chị lấy thỏ lên em ạ, thỏ 55. Thỏ 55 ngàn kìa hộ em xuống thỏ nên chốt đơn cho mình nè. Thỏ này thỏ còn 2 3 bộ nè, còn 2 bộ. Thỏ 55 ngàn còn 2 bộ size số 7 tầm khoảng 15 cho đến 17 ký mang vừa, chị nào lấy thỏ lên em ạ, thỏ 55 ngàn luôn. Vải đẹp lắm mấy chị. Đấy, vải rất là đẹp luôn nha chị nha, cực kỳ là mát luôn, bộ cốt tông. Thỏ 55 ngàn chị lấy thỏ lên thỏ giùm em. Mấy bộ này em siêu lấy vú này, thật sự em nhập vô 56 ngàn mấy chị. Em nhập vô cũng đã là 56 ngàn rồi bán cho chị. Em bán lấy vú em chịu nha. Thỏ 55 chị lấy thỏ lên thỏ 55. Rồi còn một bộ hình em bí nè. Em bí này em còn một bộ duy nhất. Em bí này còn bộ size số 6 tầm khoảng là 15-16 ký mang vừa. 15-16 ký comment cho em mã em bí nè, bộ em bí 55 ngàn đồng em siêu luôn. Comment cho em mã bộ em bí 55 ngàn còn bộ 15-16 ký. Rồi váy trắng sau lưng em còn có một cái chị ơi, size cho biết là tầm 7-8-9 kg á, 7-8 kg 9 kg chị có mang vừa không thì em lấy cho em còn một cái à. Rồi em quay mẫu nè. Gấu 10 kg chú chị Ngô Thiên My. Màu vàng 17 kg chị Đào Hồng Trần Thị ạ. À. Chị Bi Nguyên là gấu 11. Gấu 17 kg chị Huỳnh Thi Thi. Rồi cái đầm này đẹp quá mấy chị ơi, cái đầm này rất là đẹp luôn nè. Thỏ 16 kg chị Anh Thư Phạm Trần. Rồi đầm này size tầm 14kg đổ lại mang vừa nha mấy chị nha. Size cho bí tầm 14kg đổ lại mang ok giùm em. 14kg bí tầm khoảng là 2 tuổi rưỡi đổ lại thôi, bí lớn hơn sẽ bị ngắn. Tầm 2 tuổi rưỡi đổ lại mang vừa giùm em cái đầm này. Và sale giống chị cái đầm này với giá tiền là 69 000 đồng một cái. 69 000 đồng một cái, comment cho em là mã 69k kèm hộ em là số thoại em chốt đơn. Tầm thiết kế nè. Em bé 16kg chị Ánh Dương Lê ạ. À. Rất là đẹp luôn cái đầm này luôn nha chị nha. 69 000 đồng comment cho em mã 69k. Kèm hộ em là xuống thoại em chốt đơn cho mình cái đầm này 69 ngàn đồng một cái nè. Xinh chưa? Mặc đi chơi đi đồ rất là xinh luôn. Em cái đầm này 69 ngàn thôi. Đấy.
kiểu rất là đều luôn á chị. 69 ngàn đồng một cái, comment cho mẹ 69 k kìa. Còn em xuống thoại em chút luôn cho mình cái đầm này 69 ngàn cho mẫu. Rồi tiếp tục nè, đây nhanh chị cái set hip hop của cái chai này, em còn hai bộ này siêu rẻ cho anh chị luôn đi. Còn số 5 và số 6 tầm khoảng là 16 kg đổ lại mang vừa, 16 kg đổ lại, từ 14 kg đến 16 kg mang vừa, sale rẻ cho anh chị cái bộ có mũ này luôn đi ha. Đây, bộ này 14 kg cho đến 16 kg là mang ok dùm em, và em sale cho anh chị cái bộ này với giá tiền là 65.000. 65.000 đồng một bộ, em sale cho anh chị bộ hàng da cá tàu này, phối sơ mi này, phối tay sơ mi rất là đẹp luôn. Rồi từ 15 14 kg cho đến là 16 kg mang vừa, sale cho anh chị 65, comment cho em mã B65K. B65K kìa, một em xuống thoại em chốt đơn cho mình cái bộ này với giá tiền là 65.000 đồng một bộ. 65.000 nha anh chị yêu nha, anh chị lấy B65 comment cho mẹ B65 là bộ 65 mấy chị. Tay phối sơ mi này. Đó, có mũ hấp đi này. Đẹp chưa, nguyên bộ 65.000 đồng, bộ hàng da cá tàu. Bộ hàng da cá tàu của em 65.000 đồng, size từ 14 cho đến 16 kg, em còn hai bộ sale cho anh chị luôn. Bên em không bỏ sỉ mấy chị ơi, bên em tạm ngưng bỏ sỉ nha anh chị nha. Bên em tạm ngưng bỏ sỉ rồi em bán 69.000 cho chị Mèo Trần. Váy 69.000 chú chị Phan Quốc Thắng ạ. Rồi qua mẫu tiếp theo nè, lên cho anh chị cái mẫu này. Cái mẫu này em còn hai bộ size 3XL và size máy XL đây, em còn hai bộ. Rồi sale luôn. Rồi bộ này size 1XL và 3XL, size từ 13 cho đến là 15 kg mang vừa. 13 cho đến 15 kg mang vừa, em sale cho anh chị bộ này với giá là 55.000 đồng. 55.000 đồng, comment cho mã xanh 55. Đẹp hơn. Xanh 55.000, chị lấy xanh lên đơn em ạ, xanh 55k kìa, một em xuống thoại anh em chút đơn. Bộ B65.000 cho chị Phương Thảo 15. B65.000 17kg chị Võ Thị Tuyền, em hết B65. Xanh 55.000, chị lấy xanh lên em ạ, xanh 55. Rồi em quay mẫu tiếp theo nè. Đầm này có size cho bí tầm 11kg đổ, 12kg đổ lại mang vừa, cho bí 1 tuổi rưỡi, 12kg đổ lại mang vừa. 1 tuổi rưỡi thôi nha chị nha, đầm này đầm sơ sinh. Rồi nên đơn ơi em mã nơ nè, nơ này sẽ bán cho anh chị là 69.000 đồng một cái, size tầm 12kg đổ lại mang vừa, cho bé 1 tuổi rưỡi. Rồi chị lấy nơ lên em mã nơ hồng kìm hội em xuống thoại em chốt đơn. Nơ hồng và kìm hội em xuống thoại em chốt đơn cho mình cái đồ, cái đầm nơ hồng này 69.000. Đấy xin chưa, 69.000 đồng một cái, comment cho mã nơ hồng kìm hội em xuống thoại em chốt đơn cho mình đầm nơ hồng nha chị yêu nha, xin hơ 69.000 một cái thôi. Rồi lấy nơ hồng, comment cho mã nơ hồng này, em qua mẫu nè. Tiếp tục nè. Rồi tiếp tục lên cho anh chị cái đầm này đi, xem cho anh chị cái đầm này luôn. Xanh 55.000 13kg chị Hân Gia. À mấy cái áo với nhau một cái cọc áo em ơi, cái cọc áo màu đen màu trắng kìa. Một cái thôi. Rồi áo này ngày hôm nay bữa giờ em quên bán này, áo này hôm nay sale cho anh chị luôn đi hả, size cho bí là tầm 180 này, tầm 22kg đủ loại mang vừa dùm em. Trời áo này sang lắm luôn mấy chị, áo này hàng size nhỏ nhỏ này. Rồi size cho bí là từ 13kg, từ 13kg cho đến là 23kg, 22kg mang vừa dùm em. Cái áo này có hai màu đen và trắng, comment cho mã đen hoặc là comment cho mã áo đen hoặc là áo trắng này. Áo đen áo trắng này sẽ bán cho mấy chị với giá tiền là, rồi để em coi bao nhiêu tiền nha. Rồi em sẽ bán cho mấy chị luôn giá rẻ trong ngày hôm nay luôn, với giá chị có là 55.000 đồng một cái. 55.000 đồng một cái. Áo này phải nói là rất là sang luôn mấy chị, vì ở bên đây nó có một cái phối, một cái Burberry nè. Đó, nó phối một bên là Burberry như thế này. Hôm nay sale giống chị áo này với giá chị có là 55.000 đồng một cái, sang chưa? Đó, mấy chị mặc đóng thùng vô như thế này rất là sang luôn. Nó kiểu giống như là mấy những cái áo của mấy anh mà người, anh trai mà hơi lớn lớn mà mặc đi chơi rồi này kia mấy chị, nó rất là sang. Vì bên này nó có một cái phối sọc Burberry nè. Lên đâu cho em mã đen 55 hoặc là trắng 55k hộ em nha chị nha. Áo này ngày hôm nay sẽ bán cho mình với giá chỉ có là 55.000 đồng một cái thôi. Đấy bên đây nè, đẹp chưa, 23kg đủ lại mang vừa. Nơ hồng 10kg chị Tiên Nhất ạ. Chị mặc đóng thùng luôn, như thế này nó sang lắm thật sự luôn. Cái áo này rất là sang, 55.000 đồng một cái nha chị nha. Có hai màu đen hoặc là màu trắng, chị lấy đen 55, comment đen 55. Chị nào lấy trắng comment cho mặc trắng 55.000 nha chị nha. Mặc tím thùng vô chợ siêu đẹp luôn giùm em cái áo này luôn, với giá chỉ có là 55.000 đồng, comment cho mặc đen 55 hoặc là trắng 55.000 hộ em nha. Rồi size từ 13kg cho đến 23kg mang vừa, đẹp lắm luôn á. Tím thùng vô trời ơi, đẹp chưa? Đẹp lắm mấy chị, sang lắm. Cái này nó phối Burberry, cái này nó sang cực kỳ luôn á. 55.000 cái thôi rất là sang.
nó đơn giản, nó kiểu nó đơn giản mà kiểu giống như là sang chảnh của mấy anh mà càng lớn, giống như là những bạn nam mà càng lớn thì mấy bạn mặc càng nó đơn giản lại mấy chị, thì những cái kiểu như đơn giản như này mặc nó sang lắm luôn á. 55.000 cái thôi em qua mẫu nha, chị lấy đen comment đen, mà lấy trắng comment đen, mà trắng 55 em qua mẫu. Rồi tiếp tục nè. Lên tiếp cho mấy chị cái bộ này đi thôi, bộ nam con vài bộ sale cho mấy chị luôn nè. Tiếp tục nè, em qua mẫu nha mấy chị yêu nha. Chị nào lấy điên comment điên và lấy trắng comment cho mẹ trắng 55 giùm em. Và nhớ là chị nào chưa nhấn theo dõi trên fanpage cho em một nút theo dõi nha chị nha. Đấy, để hôm sau mà em có livestream thì mình cập nhật được mẫu mới nha. Rồi em tiếp tục lên mẫu tiếp theo. Rồi lên cho chị một sản phẩm tiếp theo là cái bộ này. Cái bộ này hồi nãy em có màu hồng rồi, bây giờ có thêm màu vàng này, còn vài cái này siêu giống chị nguyên set 59.000. Sau em còn mấy cái đầm hay cái gì đó nó lị 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 tí nên sẽ bán cho chị giá rẻ hết luôn nha chị nha. Ấy nên mấy chị ở lại tí nữa em sẽ sale cho chị hàng giá rẻ hết luôn. Rồi có cả mấy cái đầm kia tí nữa. Xong rồi chị Hai sẵn cái tay với cho em cái cặp mà đầm màu đỏ trên đầu chị Hai với dục xuống tay cho em luôn ha. Cái đầm màu đỏ trên ngay chỗ kia ạ. Chiếu đi trắng nè. Đấy, bộ này hồi nãy có màu hồng mà bây giờ có thêm màu vàng, em sẽ bán cho chị cái set này với giá chỉ có là 59.000 đồng một set. Đẹp chưa? 59.000 đồng lên đôi cho em mẹ vàng 59. Lên đôi cho em mẹ vàng 59k kèm hộ em xuống thoại đi chút đơn một cái áo da cá tàu hình con Mickey đang rất là hot trend luôn nè. Và một cái chân váy da nguyên set này em sale giống chị với giá là 59.000 đồng. Comment cho em mẹ vàng 59k kèm hộ em xuống thoại đi chút đơn. Và mẫu này em có size cho bé là tầm khoảng là 10 mấy ký đến tay 16 ký đổ lại mang vừa mấy chị. 16 ký đủ lại mang ok giùm em cái set này. Hình như là có size lớn hơn nè, để em coi thử. Ôi có size lớn hơn mấy chị, tầm 17 ký đổ lại mang vừa. 17 ký đủ lại mang ok giùm em cái set này với giá tiền là 59.000 đồng. Comment cho em là mã vàng 59k kèm hộ em số điện thoại. Vàng 59k và kèm hộ em số điện thoại size tầm 17 ký đủ lại mang vừa. Đấy. 59.000 đồng mà nguyên một set mấy chị, gồm một áo và một quần luôn. Rồi một áo và một trong váy da nha chị nha. Em sale cho chị xếp này 59.000 đồng. Còn em che mã vàng 59k. Kìa một em xuống thoại để em chốt đơn cho mình nha mấy chị yêu nha. Rồi em còn 4 set thôi, chị nào nhanh tay thì có nè. Rồi đợi xíu nhân viên nó đang chốt đơn cái mẫu áo điên và áo trắng, thì đợi em xíu đây em sẽ qua mẫu tiếp theo cho mình nha chị nha. Áo điên 20kg chị Loan Trần. Áo điên 23 chị Nơi Bình Yên. Áo điên chú chị Phúc Huỳnh. Áo điên cộng áo trắng chị Mít Kiều. Áo điên cộng áo trắng chị Võ Thị Tuyền. Hai áo điên chú chị Nguyễn Hoa. Áo trắng chị Tinh Dâu ạ. Áo trắng chú chị Thanh Xu. Áo trắng chú chị Huỳnh Thi Thi. Rồi tiếp tục nè. Rồi chị nào lấy vàng 59 comment cho mẹ vàng 59 để em qua mẫu tiếp theo luôn nè. Rồi. 9 màu vàng 17 ký chú chị Bi Nguyễn. Mấy cái mẫu sau lưng em lên hết rồi chị ạ. À. Nhưng mà nó là hàng size nhỏ, nó không có biến như chị. Rồi chị có bóp tinh xinh lên, nó không có size biến như chị nha. 9 màu vàng 14 ký chú chị Miên Trần. 9 màu vàng 13 ký chị Phan Quốc Thắng. Size đại nhà em không có rồi chị ơi. Size đại nhà em không có hàng rồi. Rồi qua mẫu tiếp tục này, lên em cái đầm caro này. Ngày hôm nay sale cho chị cái đầm caro này 55.000 đồng. 55.000 đồng một cái, hình như em còn vài cái thôi, chị nào nhanh tay thì có nè. Ồ. Đẹp hả? 55.000 đồng một cái, size tầm khoảng là 17 ký đó mấy chị, tầm 16 17 ký sao mấy chị có lên rồi. Em nhân viên em có còn size lấy cho nha. Rồi một màu thôi nha, một màu đỏ thôi. Rồi comment cho em mẫu này, comment cho em là mã 55k kèm hộ em xuống thoại em chốt đơn cho mình cái đầm này 55.000 đồng. Đẹp chưa? Đấy, 55.000 đồng một cái size, hình như trong này còn cọc này, coi phải màu đó luôn thôi. Coi mấy ký. Trong này còn cọc này, coi phải màu đá luôn không? Coi mấy ký. Trong này nó còn cọc này, coi thử số nào lớn hơn không?
Rồi tầm 16kg đổ lại mang vừa. Chị lấy cái này comment cho em là mẹ 55k kìm hồi em xuống thoại để em chút luôn cho mình. Cái đầm này 55.000 đồng nha chị nha. Em qua mẫu nè, 55.000 một cái thôi. Sao đại em không có đó chị ơi. Sao đại em không có nha chị. Rồi qua mẫu tiếp theo này lên cho chị cái đầm đầm này đi thôi. Chỗ đầm này đẹp lắm luôn đó chị. Đầm này bán sớm nha em nè. Bán sớm này còn 3 cái này lên cho chị luôn. Đầm này đầm bán sớm nha em nè, rất là đẹp luôn nè. Rồi đầm này em sale cho mấy chị cái đầm này luôn với giá là 69.000 đồng. Lên đơn cho em là mã hồng 69. Lên đơn cho em mã hồng 69k kìa một em là xuống thợm niên chút đô. Đẹp không? Trời ơi. Mấy cái đầm này đắt tiền lắm nha. Vì nhắn nó là hàng bán sớm luôn. Em lấy về để bán sớm mà còn 3 cái thôi. Em sale rẻ cho chị luôn. Rồi với giá tiền là 69.000 đồng comment cho mã hồng 69. Đấy. Đẹp không? Hồng 69.000 làm sơ sinh size tầm 11kg đổ lại mang vừa. 11 cái đổ lại nó ok nha. Comment cho mã hồng 69 11 cái đổ lại nó ok. Mã 55.000 16kg chị Ánh Dương Lê ạ. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè. Rồi em còn một cái đầm hoa nè, em siêu giống chị cái đầm hoa này luôn nha. 49.000. 49k kìa một em xuống thoại em chốt đơn cho mình cái đầm hoa này 49.000 luôn. À tí nữa xong rồi giục cho em cái áo con hạt luôn nè, em siêu rẻ giống chị cái áo con hạt này luôn đi. Áo hồng 9,5 kg, váy màu hồng 9,5 kg chị Ngọc Hà. Đẹp không? Đó, áo này chất liệu là đầm này là mình nhập luôn nha chị nha. Đầm này đầm hàng Quảng Châu luôn giùm em, không phải hàng Việt Nam. Đầm này đầm hàng Quảng Châu rồi, còn cái tầm 14-15kg mang vừa. 14-15kg mang vừa xem cho chị cái đầm này 49.000, comment cho mã hoa 49. Lên đơn cho em mã hoa 49 đầm cổ tàu này 49.000 đồng một cái. Rồi chị lấy hoa lên đơn em mã hoa 49k. Hoa này. Đẹp chưa? 49.000 một cái không chị, chất siêu đẹp luôn. Đầm này đầm hàng Quảng Châu chất rất là đẹp. Hoa 49.000, 14-15kg mang vừa, chị lấy hoa lên đơn em mã hoa 49. Rồi cho em cái cọc áo hình con hạt luôn, xem đến chị luôn. Rồi comment cho em mã hoa 49k, 14-15kg mang vừa, em qua mẫu nè. Rồi lấy lên đơn cho em mã hoa 49k giúp em. Rồi em còn mấy cái đầm màu đỏ này, em xem đến chị mấy cái đầm màu đỏ này cho em hết hàng luôn nè. Hoa 49.000, 14kg chị Mỹ Nguyễn Mỹ Chi. Rồi comment cho em mã đỏ này, đầm đỏ này ngày hôm nay em sale cho mấy chị luôn với giá chị có là 59.000 đồng một cảm chị. Đầm công chúa này hôm nay sale cho chị 59.000 đồng, comment cho em mã đỏ 59. Lên đơn cho em mã đỏ 59k kìa một em xuống thoại em chút đô. Đấy, đầm dạ cho chị nha, chất liệu là dạ nè. Chất liệu là đầm dạ nè. 59.000 đồng một cái, comment cho em mã đỏ 59 kìa một em xuống thoại em chút đô cho mình. Sao chắc tầm 15-16kg đổ lại mang vừa, như tầm 15 sao? Tầm 15kg. Ừ 15kg đổ lại mang vừa mấy chị, lên đơn cho em mã đỏ 4 đỏ 59. Đỏ 59k kìa hộ em xuống thoại đi chút đôi, em còn vài cái siêu giống chị luôn. Chất liệu đầm này là đầm dạ hộ em nha. Váy hồng 69.000 chú chị Thanh Thảo. Rồi đỏ 49 châu, đâu quên đỏ 59 chị nào lấy đỏ lên em ạ. Đỏ 59.000 siêu cho chị cái đầm màu đỏ này với giá tiền là 59.000 đồng một cái. Đầm dạ nè. Đấy, đầm dạ 59.000 đồng comment cho mã đỏ 69.000 nha chị nha. Đỏ 69 chị lấy đỏ đỏ 59 chứ sorry. Đỏ 59.000 chị lấy đỏ lên em ạ. Đỏ 59.000 siêu cho chị cái đầm này 59.000 đồng một cái luôn. Rồi em còn hai bộ pyjama này siêu cho chị bộ này với giá tiền là 50.000. Comment cho mã caro 50. Lên đơn cho em mã caro 50, em còn hai bộ này siêu giống chị bộ pyjama này 50.000 luôn hả? Size cho bé tầm 13-14kg là mang vừa. Rồi 50.000 chị lấy caro lên đi, mã caro 50 nè. Bộ pyjama tiểu thư này siêu giống chị luôn 50.000 đồng, comment cho mã caro 50. Caro 50 còn hai bộ, chị lấy caro lên caro hộ em. Rồi lên cho chị cái áo này. Áo này đẹp lắm luôn nè. Đấy, cái áo này mấy chị mặc với quần sọt quần đồ rất là đẹp luôn. Áo này hôm nay siêu giống chị 39.000. Đỏ 59.000 chú chị Nguyễn Ngân. Đỏ 59.000 chú chị Mít Kiều. Rồi áo này hôm nay sale cho mấy chị với giá là 39.000 đồng một cái. Comment cho em là mã đen 39. Lên đơn cho em mã đen 39k kìa hồi em xuống thoại em chốt đơn cho mình cái áo đen này với giá tiền là 39.000 đồng một cái nha chị nha. Xin chưa áo hình con hạt. Trai cũng mang được mà gái cũng mang được. Áo hàng Quảng Châu chất của nó là cotton co dạng 4 chiều rất là dễ mang luôn. Và em sẽ sale cho mình với giá chị có là 39.000 đồng một cái. Comment cho em mã đen 39k. Size cho bé chắc tầm từ 13kg cho mấy chị, 13 cho đến 15-16kg, khoảng 16kg mang vừa, 16-17kg đó mang vừa. Lên lên cho em mã đen 39k giúp em. Mát hình con gấu nè mấy chị. Đen 39, comment cho em mã đen 39k kìa mỗi em xuống thoại em chút đơn. Áo hình con hạt mát con gấu rất là đẹp, 39.000 đồng. Rồi lên lên cho em mã đen 39 em qua mẫu nè. Caro 10kg chị Hoa Hướng Dương. Caro 9kg chú Dạ Tuyết Nguyễn. Rồi em còn một cái áo hình con khủng long nè. Áo khủng long này comment cho em mã khó khủng long. Đẹp hơn. Rồi khó khủng long này còn cái siêu chấm chị luôn 90.
Lên đâu cho em mã comment cho em mã xanh 90 đi thôi. Chị lấy cái áo khoác xanh này comment cho em mã xanh 90. Xanh 90 này size cho bé tầm 89kg mang vừa. 89kg mà ok, xanh con mắt hình có hình con mắt nữa nè. 90.000 size 89kg mang vừa, comment cho em mã xanh 90. Rồi lên đâu cho em mã xanh 90 kìa, bọn em xuống thoại em chút đơn xanh 90.000. Liên 39.000 chú chị xin suy hình ạ. Rồi tiếp tục nè, em lên tiếp cho mình cái bộ tiếp theo nha chị nha. Đây caro này, caro còn mới nè, xem giống chị 50.000 luôn đi hả. Caro này em còn một ít nè, 50.000 luôn đi. Liên 39.000 13kg chị Hưng Gia. 16kg đổ lại mang vừa nè, chị lấy cái này comment cho mẹ caro, comment cho mẹ tím đi hả. Tím 50, chị lấy tím comment cho mẹ tím 50 đẹp hả. Tím 50.000, chị yêu nào lấy tím lên đơn em mẹ tím 50. Đấy em có một tím nữa nè, 16kg đổ lại mang vừa. Rất là đẹp luôn mấy chị, tím 50 này có cả màu khác nữa nè. Rồi có màu tím nữa nè. Có cả màu cam nè mấy chị và có cả là màu vàng, tím 50, vàng 50 hoặc là cam 50 giùm em. Kèm ký giùm em nhắn chị nha, màu vàng có một bộ thôi. Màu vàng có một bộ 15 16 kg nè. Rồi chị nào lấy vàng lên đi, mã vàng 50. Áo đen 39.000 chị Phúc Huỳnh ạ. Vàng 50 nha, chị lấy vàng lên đi, mã vàng 50 15 16 kg mang vừa có một bộ thôi, màu vàng có một bộ mấy chị, nó bị lọc vô có một bộ à. Vàng 50 nha, chị lấy vàng lên vàng cam. Cam có 1 bộ 23kg. Cam này có 1 bộ 23kg nè. Rồi cam này có 1 bộ 23kg, comment cho em mã cam 50. Đấy. Rất đẹp luôn mấy chị, 50.000 thôi bộ tiểu thư. Vải đẹp cực kỳ, nói chung mấy bộ đây vải đẹp xuất sắc luôn, 50.000. Cam có 1 bộ thôi mấy chị, cam có 1 bộ. Chủ yếu là màu tím nha mấy chị nha, chủ yếu là còn màu tím là nhiều. Tím này cũng rất là đẹp luôn á. Đây. Đẹp hả? Tím này, màu tím rất là đẹp luôn. Cam có một bộ, vàng có một bộ thôi mấy chị. Cam một bộ, vàng một bộ. Cam vàng là 15-16kg và cam là tầm khoảng là 12-13kg. Có khủng long xanh chú chị Diệu Hồng Nguyễn Thụy. Khủng long xanh chú chị Hằng Nguyễn. Rồi tiếp tục nè, bộ đen nè. Bộ đen là còn 2-3 bộ sale cho chị 55.000. Đen 55 size cho biết là tầm, ui còn size lớn mấy chị ơi. Đen này còn size lớn luôn. Con sa là từ 15kg cho đến là 19kg mang vừa. Xeo cho anh chị bộ này 55.000 đồng, không em cho mã điên 55. Lên đơn cho mã điên 55k kìa, một em xuống thoại bên em chốt đơn 16kg cho đến là 19kg mang vừa giá. 16 cho đến 19kg mang vừa. Caro 1k 12kg chị Mèo Trần. Rồi điên 55.000 đồng em xeo cho anh chị bộ này 55.000 nè. Trời bộ này 80.000 của nhà em, hôm nay xeo cho anh chị 55.000. Không em cho mã điên 55, bộ hàng Quảng Châu giúp em. Đó, đi học mùa này nói chung là hôm nào mưa thì nó mới lạnh, còn hôm nào mà không mưa thì mấy bé vẫn có thể mang được những cái chất liệu này. Rồi comment cho mẹ điên 55 còn hai bộ này. Size cho bé là tầm từ 16kg cho đến là 19-20kg mang vừa. Tầm 20kg đổ lại mang vừa giùm em nha. Chị lấy điên comment cho mẹ điên 55. Điên 55.000 hộ em qua mẫu tiếp tục. Điên 55k kìm hộ em xuống thoại để bên em chốt đơn cho mình nha mấy chị yêu nha. Em qua mẫu này ưng còn đầm nhiều lắm nè, em xem cho chị hết luôn. Nói chung là chiều nay còn cái gì hàng lẻ lẻ xem cho chị giá rẻ luôn nha. Tím 13kg cho chị Nguyễn Ngân. Rồi tím 10kg chị Hoa Hương Dương. Rồi ok nè. Rồi em còn một cái đầm nơ màu đen này xem cho chị luôn 30.000 luôn đi. Xem cho chị 30 luôn đi hả. Rồi cái đầm này size là tầm khoảng 14-15kg, 13-14kg mang vừa. Đẹp không? 30.000 với chị. Ở đâu bán với chị ơi? 30k comment cho mã điên 30. Lên đơn cho mã điên 30 nha. Chị lấy điên comment cho mã điên 30. 13-14-15kg mang vừa. 13-14-15kg mang ok giùm em. Có một cái nơ to bự chảng rất là xinh luôn nè. 30.000. Trời ơi. Mua cho mấy miếng mặc đi học đi đồ với chị. Rồi lên đơn đi mã điên 30, chị lấy điên lên đi mã điên 30. Rồi em qua mẫu nè. Rồi tiếp tục nè, lên cho mấy chị cái đầm hoa, đầm thu nè. Trời ơi, chất liệu của nó là von nha mấy chị nha. Chất liệu của nó là chất liệu là von tơ. Chất liệu là von tơ đi, hoa lá nè, lá màu xanh. Bộ đen 17kg chú chị Mít Kiều. Bộ đen 17kg chị Hải Nguyễn. Bộ đen 19kg chị Võ Thị Tuyền. Rồi cái bộ cái đầm lá này comment cho mẹ lá này sẽ bán cho mình với giá tiền là lá này em sẽ sale cho chị luôn với giá là 49.000 đồng, comment cho mẹ lá 49k. Lên đơn cho em mã lá 49k kèm hộ em xuống thoại niên chốt đơn kèm giá tiền hộ em nhé chị nha. Mình mua bọn nào kèm giá tiền hộ em. Lá 49k kèm hộ em xuống thoại niên chốt đơn cho mình cái đầm lá này 49.000. Đấy.
Rồi kèm ký giùm em ấy chị ơi, mình mua mẫu nào kèm ký giùm em để nhân viên em mà coi thử là bé nhà mình có vừa ký hay không nha chị. Dâu dâu nè, bao nhiêu ký lên kèm ký giùm em ấy chị. Chị nào lên ký trước bên em chốt trước. Đi 13 ký 30.000 trước chị Nhật Lệ. Rồi chị nào không có ký là nhân viên nó bỏ qua chốt tiếp cho người tiếp theo ấy chị, vì không biết ký là không có chốt đơn được. Lá này 49.000 chị Liên, tròn lá bao nhiêu ký chị ơi? Lá này còn mà 3 cái em coi coi ký giùm em. Rồi tầm mấy ký thôi. Rồi lá này em còn 3 cái này xin cho chị lá 49.000. Tầm 15 ký đổ lại mang vừa. 15 ký đổ lại bao kê của cái hoa cây đầm màu lá nha mấy chị nha. Chị lấy lá không đi cho mẹ lá này. Rồi hoa vàng này còn 2-3 cái này em siêu cho chị luôn. Cái đầm hoa màu vàng này siêu luôn 49.000. Cảm ơn cho mẹ vàng 49. Kèm giá tiền hộ em nha chị nha. Chị đang mua mẫu nào kèm giá tiền giúp em để ngày mai nhân viên nó chốt đơn cho chính xác này. Đấy có bèo nè mấy chị. Bèo trước bèo sau nè. Rồi comment cho mã vàng 49, chị nào lấy vàng lên đơn em mã vàng 49k kèm hộ em số điện thoại em chốt đơn. Đấy đẹp chưa? Rồi. Chị Nguyễn Bảo Châu ơi, chị lấy cái quần đó thì comment giùm em mã Q90k kèm giùm em là số ký và số điện thoại để nhân viên chốt đơn cho mình nha chị nha. Chứ bây giờ chị nói thì em cũng không biết là có hay không á. Chị cứ lên kèm ký kèm số điện thoại giùm em, nhân viên em lấy hàng cho nha. Rồi comment cho mã vàng 49, chị lấy vàng lên em mã vàng 49 còn 2 cái. Vàng 49 em còn 2 cái nè. Rồi lấy vàng lên em mã vàng 49k kèm hàng em số thoại em chốt đơn. Lá 15 ký chứ chị Kiều Lê. Lá 14 ký chị Miên Trần. Rồi bộ đây còn một bộ size cho biết là 7-8 ký nè. 7-8 ký mang vừa hả? Rồi 7-8 ký mang vừa này sale cho chị bộ này 30. Comment cho em mã B30k kèm hộ em số thoại em chốt đơn 7-8 ký nè. 7-8 ký mang vừa bộ túi hộp nè, sale cho chị bộ này luôn 30k. Rồi comment cho em mã B30k kèm hộ em số thoại em chốt đơn cho mình kèm ký nha mấy chị nha. B30k kèm ký kèm số thoại. Ở chị nào khách mới chơi số thoại, chị nào khách cũ không cần cho, bộ có mũ nè, nó đẹp luôn 30.000. Sale gắn chị bộ này 7-8 ký, 7-8-9 ký mang vừa. 7-8-9 ký mang ok, comment cho mẹ B30k kèm hộ em số điện thoại em chút đơn. Rồi B30k mấy chị. Vàng 49.000 chú chị Anh nè. Vàng 49.000 chú chị Miên Trần. Rồi bộ này em còn 2 bộ nè, sale cho chị luôn 29.000. 29k kèm hộ em số điện thoại em chút đơn cho mình, bộ này 29.000 luôn đi thôi, còn 2 bộ sale nốt đi 29k. Rồi comment cho mã B 29k kèm hộ em số điện thoại em chốt đơn cho mình bộ này với giá là 29.000 đồng. Rồi còn hai bộ size này cho biết là tầm khoảng là mười mấy ký ta, 13 cho đến 15 ký mang vừa, 13 cho đến 15 16 ký mang vừa. Comment cho mã B 29k hộ em, B 29k kèm hộ em số điện thoại em chốt đơn. Lựa giùm em đủ đơn 100.000 để ngày mai có nhân viên gọi điện chốt đơn cho mình nha chị nha, cho lựa ít quá anh em không gửi hàng được. Rồi B 29k chị nào lấy B 29 lên đơn cho mã B 29k. Rồi cái mẫu đây, rồi cái áo dạng B 30.000 chú chị Đồng Thị Phúc là 8 ký. Rồi em có một cái áo ghi lê dạ nè. Hà mã 29.000 14 ký chị Miên Trần. Rồi có một cái ghi lê dạ nè mấy chị, cái này mấy chị về mặc giống như là cái áo ghi lê rất là đẹp luôn. Xem giống chị cái áo này 29k. Comment cho mã ghi lê 29k kèm hộ em số điện thoại em chốt đơn. B 29.000 chú chị Hương Ly 13. Đó ghi lê này là size cho bé tầm khoảng là 13 ký mấy chị. 12-13 ký mang vừa. 13-14 ký mang vừa nha chị nhá. 13-14 ký. Cái quần nào? Lấy cái quần này luôn đi. À quần này 16 ký không vừa. Quần này 16 ký không có vừa chị ơi, nên nhân viên không chốt đơn nha chị á chị. Rồi lên đơn cho em mẫu này, comment cho em là mã ghi lê 29k. Đấy ghi lê 29k giống chị nha, bán giống chị ghi lê 29.000 luôn đi. Size tầm 12 ký, 12-13-14 ký đó, nói chung ghi lê thì để dành mình mang cũng được. Rồi ghi lê này chị lấy ghi lê, comment cho mã ghi lê 29k. Rồi qua mẫu. Ghi lê 29.000. Rồi qua mẫu này có bộ pyjama này bán cho chị luôn là 50.000. 50k comment cho mã đỏ 50. Size này tầm khoảng là 13-14 ký mang vừa. 13-14 ký mà học cái này tầm 12 ký mấy chị, 11-12 ký, 12-13 ký thôi, 12 ký mang vừa nè. Đấy 12 ký mang vừa, comment cho mã đỏ, đỏ 50, chị lấy đỏ comment cho mã đỏ 50, bộ pyjama tiểu thư này 50.000. Rồi lên đơn cho mã đỏ 50 nha, chị lấy đỏ lên em mã đỏ 50. Rồi còn những cái đồ lị cho hai vớ đây giùm em chứ. Áo dạ 15 ký, chú chị Kiều Lê. Khi bộ caro màu vàng hay cái gì đó màu vàng đó đưa đây. Không cái đầm màu tím rồi, đầm giờ lên gì. Còn cái bộ ghi hàng xẻ đưa vào đây luôn á. Còn cái gì đó cái chai nữa.
Rồi tiếp tục này lên chấm chị bộ bộ ca bộ một caro màu vàng này, caro màu vàng hồi nãy bị sót này mấy chị, hồi nãy hết hàng rồi bây giờ còn bộ bị sót này. Rồi cái này size tầm khoảng là 11 kg mang vừa nha. Size da bí tầm 10 11 kg mang vừa. Đó, bán chấm chị bộ này 50.000 không đi che mã vàng 50. Lên đơn cho em mã vàng 50k nha, 11 kg mang vừa. 10 11 kg mang vừa lên đơn em mã vàng 50. Vàng 50k kèm hộ em số điện thoại đi chốt đơn vàng 50. Vàng 50k hộ em. Ôi trời cái yếm này, cái yếm Komiki nè, cái yếm Komiki này xinh lắm luôn mấy chị nha. Yếm này rất là xinh luôn, thôi sale giống chị cái yếm này luôn đi hả? Đỏ 12 kg chú chị Ngọc Bầu Hồ. Yếm này là hàng đắt nè mấy chị. Yếm này hàng đắt nha mấy chị nha. Yếm này yếm chuyên bán shop nè, thôi sale giống chị cái này luôn đi. Gồm cho mình một áo hình Hello Kitty và một cái yếm hình Kitty luôn. Em sẽ sale cho mấy chị cái yếm này với giá tiền là 79.000 đồng. Vàng 11 kg chị Sen Thúy Huỳnh. Rồi em sẽ sale cho mấy chị cái này với giá tiền là 79.000 đồng. Yếm hàng sơ sinh cho bé tầm khoảng là mấy tháng tuổi thôi nè. Tầm 1 tuổi đổ lại mang vừa. Size cho bé tầm 1 tuổi đổ lại ok, cho bé tầm 10 kg 1 tuổi đổ lại ok giùm em cái yếm này với giá tiền là 79.000 đồng. À, yếm hình Kitty. Và cái ở bên trong là một cái áo hình Kitty nè. Comment cho em ạ, yếm 79k kèm mọi em số điện thoại em chốt đơn. Tầm 11 kg cho bé tầm 1 tuổi đổ lại mang vừa. 11 kg bé 1 tuổi đổ lại mang vừa giùm em nha chị nha. Kitty mấy chị, Hello Kitty nè. Rồi 79.000 đồng comment cho em mẹ yếm 79k kìa với em số thoại em chốt luôn. Rồi tiếp tục nè lên chấm thì cái bộ đây, bộ đây hôm nay còn vài bộ sale luôn nha, 39.000 bộ đi ho em treo luôn 39.000. Comment cho em mã xanh 39. Lên đơn cho em mã xanh 39k kèm với em số thoại em chốt đơn. Xanh 39 này còn hai bộ. Sao cho biết là tầm khoảng là 10 rồi 12 kg đổ lại mang vừa. 12 kg đổ lại mang ok giùm em bộ xanh, xanh 39.000. Bộ này bộ chóc dạng như là chóc bô zip nha chị nha, bô zip dài xịn nè, 39.000 comment cho mẹ xanh 39. Rồi xanh 39 từ 8kg cho đến 12kg mang vừa. Chị nói xanh comment cho mẹ xanh 39 này còn bộ đai siêu luôn. Rồi em còn bộ đai siêu luôn này, size này tầm khoảng là 16-17kg mang vừa. 16-17kg mang vừa comment cho mẹ nâu này, siêu chấm chị 45.000. Nâu 45 chị lấy nâu lên em mẹ nâu 45. Nâu 45k kìm hồi em xuống thoại em chốt đơn cho mình nâu 45.000 size 16-17kg mang vừa. Nâu 45.000 nha chị, lấy nâu phần cho mẹ nâu 45. Ồ có mấy cái body nè, quên mất lên mấy cái body giống chị nha. Xanh 11kg chú chị Lon XT. Xanh 8kg chị Ly Sofa nè. Rồi body nè mấy chị yêu ơi, body nha. Body nè, comment cho mẹ chuột hồng nè. Chuột hồng 59k. Rồi chuột hồng 59k, size này là cho bé tầm khoảng là 9-10-11kg mang vừa, bé 1 tuổi đổ lại mang vừa. Gồm cho mình một cái nơ nè, một cái quần tóc và một cái body. Xả cho mấy chị 59.000 đồng, nói chung em bán tặng quà thôi nha. 59.000 đồng một cái body 9-10, 8-9-10, 11kg mang vừa. Đó, cho bé một cho bé sơ sinh nha chị nha. Cái yếm này, cái body là dành cho mấy bé sơ sinh thôi, tầm 1 tuổi đổ lại mà ok. 59.000 đồng, comment cho mẹ chuột hồng. Chuột hồng 59k kìa em xuống thoại em chốt đơn mẹ chuột hồng. Rồi em qua mẫu nè. Nâu 15kg chị Phương Thảo. Rồi chuột hồng chị lấy chuột hồng lên chuột hồng hộ em. Rồi tiếp tục nè, trời cái này đẹp lắm luôn nha chị nha. Nói chung cái hàng lỉ ra toàn là hàng xuất sắc luôn. Một cái áo riêng nè, một áo riêng thêu và cho mình là một cái chân váy riêng. Sale giống chị cái set này với giá là 65.000. Comment cho em mã set 65k kìa em xuống thoại em chốt đơn. Đẹp không? Chuột hồng 9kg chị Thảo Nguyễn. Áo riêng thêu nha chị nha, chất liệu áo là áo riêng thêu. Và mẫu này là size cho bé là tầm khoảng là 9-10kg mang vừa, 9-10-11kg mang vừa. Bé nào gầy gầy là 11kg mang vừa. 9-10-11kg mang vừa, sale cho anh chị cái set này với giá tiền là 65.000 đồng. Cảm ơn chị mã set 65k. Kèm ký giùm em á chị, kèm ký giùm em á chị ơi, chị Ánh Trăng kèm ký giùm em set 65k. Kèm hộ em số thoại em chốt đơn. Rồi qua mẫu nè. Chuột hồng 9kg chú chị Tuyết Nguyễn. Rồi có một cái body nè. Một ký không? Cái đó là một ký không? Xếp 65.000 10kg chị Bi Nguyễn. Rồi cái này nó bị dính chút xíu, bán cho mấy chị 25.000 đi. Cái này nó bị dính dơ chút xíu, bán cho mấy chị 25.000 nha chị nha. Cái này nó bị giống như là cái đường mực em ghi này, nó bị dính tí nè. Dính tí chút xíu nè. 25.000 đồng comment cho em mã lỗi 25k đi hả? 25.000 luôn. Cái này size tầm 8-9kg mang vừa, 7-8-9kg 7-8kg mang vừa. Rồi 7-8kg mang vừa, comment cho mã lỗi 25k, nó bị lỗi nhẹ, bán giống chị 25.000 đồng kèm gồm một cái nơ này, 25.000, nó bị lỗi nhẹ tôi chút xíu nè, do em ghi cái đường mực mấy chị. Nhẹ xíu nè, đấy, 25.000, comment cho mã lỗi 25. Rồi 25k, 7-8kg thôi mấy chị, cái này size sơ sinh thôi, 7-8kg thôi nha chị nha, 7-8-9kg thôi sơ sinh.
rồi nó bị lỗi nhẹ bán cho chị luôn 25.000. Rồi em còn mấy cái này chia cho chị luôn đi ha. Mấy cái này bán cho chị 25.000 đồng luôn đi. 25.000 gồm cho mình một cái mũ nè, gồm cho mình một cái nụ mũ và gồm cho mình một cái body size từ 4kg cho đến là 10kg mang vừa. 4kg cho đến là 10kg mang vừa, lên đôi cho em mẫu này. Comment cho em là mã mũ 25k. Comment cho mũ 25k kèm em xuống thoại em chốt đơn cho mình cái body mũ này 25.000 nha. Đây body mũ 25.000. Body mũ 25.000 đồng xe cho chị luôn. Cho mũ 25.000 mấy chị. Comment cho mũ 25k kèm em xuống thoại em chốt đơn mũ 25. Rồi qua mẫu này. Rồi, mấy chị muốn mua gì nữa ta? Muốn mua đồ lỉ không? Hay mấy chị muốn mua đồ dài tay? Hay muốn mua đầm váy? Hay muốn mua cái gì em lên cho? Cái chị nào có yêu cầu mua đầm váy hay là đồ dài tay hay là cái gì đó em lên cho mấy chị cho. Mấy cái máy lạnh nó bị hư sao nó cảm giác nó nóng dữ ta. Bỏ cái máy lạnh nó nhỏ xuống một chút. Nóng quá trời nóng luôn. Nhỏ xuống chút nó nóng quá. Rồi lên cái gì nữa ta? Mũ còn chị ơi, mũ em còn. Mũ em còn mấy chị, nhưng mà bây giờ lùi lên quá đi. Không biết cái chị nào có mua cái nào thì em mới lên, chứ giờ cũng biết mấy chị thích cái gì nữa. Rồi đây nè, còn mấy cái đầm em sẽ rẻ hết cho mấy chị luôn nha. Dài tay bé trai thôi chị, dài tay bé trai bao nhiêu ký chị ơi? Dài tay bé trai bao nhiêu ký em sẽ lên cho. Rồi rồi cái đầm này sao cho bé tầm 16, 17, 18 kg mang vừa, 17, 18, 17, 18, 19 kg mang vừa, xe 45.000 đồng, không em che mạ bi 45. Lên lên che mạ bi 45.000 nè, 17, 18, 19 kg mang vừa, 45.000 đồng. Tay của nó nè, tay phòng nè. Rồi 45.000 đồng, không em che mạ bi 45. Không em che mạ bi 45k, kìa mọi em xuống thoại em chúc đơn cho mình cái đầm bi màu xanh đó 45.000 đồng nha chị nha. Rồi cái đầm bi màu nâu nè, 15, 16 kg mang vừa, 15, 16 kg mang vừa, không em che mạ nâu 45. Comment cho mẹ nâu 45, chị lấy nâu comment cho mẹ nâu 45.000 đồng. Bây giờ mẹ với cha em không có đâu chị ơi. Mẹ mũ 25.000 chú chị Tiên Nhất. Mũ 25.000 chú chị Phúc Huỳnh. Mũ 25.000 chị Ly Trần. Rồi đầm trắng sau lưng em là 70.000 á chị, nhưng mà em chỉ còn một cái thôi. Bi 18kg chú với chị Bi Nguyễn. Rồi bi cha 12kg mình muốn mua đồ kiểu gì á chị ơi, mấy chị muốn mua đồ kiểu gì? Rồi lên đăng cho em mẫu này, comment cho em là mã nâu nâu 45.000 đồng, size 15-16kg mang vừa, comment cho em mã nâu 45. Nâu 45.000, mấy chị muốn mua đồ dài tay đúng không? Dài tay với cha 16-17kg đúng không chị? Rồi ok, đợi em xíu. Rồi ok, hết cái lô này em sẽ lên cho nha. Rồi nâu là 15-16kg mấy chị, rồi cái đầm hoa này là tầm 12kg này, 11-12kg nè. Sẽ dẫn chị cái hoa này luôn với giá là 35.000 đồng, comment cho em mã hoa 35. Hoa mẹ. 35k nè. Nâu 14kg chị Nguyễn Mỹ Chi. Rồi hoa 35k, chị nào lấy hoa lên đâu em ạ, hoa 35k nha. Đồ bộ biết 22kg, 10kg trai gái chị Hà Vũ ơi. Trai hay là bé gái em mới biết được nha chị nhá. Em mới biết được là biết như mình là bé trai hoặc là bé gái thì em mới lấy đồ được. Đầm trắng sau lưng 10kg vừa. Vừa không ta? Vừa nha chị, đầm trắng sau lưng 10kg mang vừa. Rồi đầm này còn 2 cái nè. Đầm này em còn 2 cái, sẽ giám chị cái đầm này luôn với giá là 45.000 đồng, comment cho em ạ. Mẹ hờ mẹ đây, comment cho mẹ 45k đi thôi. 45k kèm hộ em xuống thoại em chút đơn còn 2 cả này. Sao cho biết là tầm từ 14kg cho đến là 16kg mang vừa. 14 cho đến 16kg mang vừa. Em còn vài cái đầm em siêu rẻ nốt cho mấy chị 45.000 đồng. Chị nào lấy thì lên đơn nhanh để chuẩn bị em qua đồ dài tay nha. Xong rồi em sẽ vô lại livestream mới và em sẽ like cho mấy chị đồ dài tay. Rồi cái mẫu đây Burberry nè. Bộ Burberry này còn bộ còn set cuối cùng size này tầm khoảng là 19-20kg mang vừa. 19-20kg mang vừa, sale cho chị 59.000 đồng, comment cho mẹ BBR 59k. BBR 59k mấy chị, set Burberry em còn một cái này 19-20kg này, sale 59.000 đồng, comment cho mẹ BBR 59k nha chị nha. Một cái chân váy Burberry và một cái áo hình con gấu nè, rất là dễ thương luôn. 59.000 đồng size tầm 19-20kg mà ok. Đấy 19-20kg mà ok, comment cho mẹ BBR 59k. Set Burberry 59k mấy chị. 19-20kg mang vừa. Đôi giày tay bé trai 10kg rồi ok ok. Ok xong rồi em sẽ vô lại livestream mới và em sẽ like cho mình đồ dài tay. Em nốt những cái hàng lẻ trên tay em xong rồi em sẽ vô livestream mới và em sẽ like cho mình đồ dài tay nha chị nhá. Rồi đầm màu vàng nè. Đầm vàng này còn 2 cái nè, xe cho chị luôn. Đầm vàng này 40.000 đồng. 40k chị nào lấy vàng lên em, mã vàng 40 size cho biết là tầm từ 16kg. 16kg cho đến là 18kg mang vừa.
vừa 16, 17, 18 kg mang vừa mấy chị, 16, 17, 18 kg mang vừa, cho biết tầm khoảng là 4, 5 tuổi đổ lại mang vừa nha, sale 40, comment cho mẹ vàng, vàng 40, vàng 40k kịp hồi em xuống thoại em chốt đơn. Rồi tiếp tục nè. Rồi BBR kèm ký giùm em mấy chị ơi, BBR còn set là 19-20kg. Còn một set 19-20kg mấy chị kèm ký giùm em, chị Hiền Hồ này kèm ký giùm em mới lấy được. Chứ giờ chị có comment 10 lần đi chăng nữa nhưng mà chị không có ký là bên em cũng bỏ tay. Vì không biết là bé nhà mình bao nhiêu ký á chị ạ. Rồi mẫu này lên đơn em mã bi đỏ này, tay cũng nó tay phòng này rất là xinh luôn. Xeo cho anh chị cái đầm bi đỏ này 45.000 đồng, comment cho mã bi đỏ. Sao cho bé tầm 18kg đổ lại mang vừa. 18kg đổ lại mang ok, đầm bi màu đỏ nha anh chị, lấy bi đỏ lên bi đỏ. 45.000 đồng em xeo cho anh chị đầm bi đỏ 45. Rồi bi đỏ 45k size tầm 18kg đổ lại mang vừa, chị nào lấy bi đỏ lên đơn bi đỏ giúp em. Rồi tiếp tục nè. Rồi tiếp tục nha mấy chị nha, lên giống chị cái đầm này, đầm này em sale giống chị luôn với giá là 30.000. Comment cho mã xanh 30. Lên đơn cho em mã xanh 30 nè, em còn hai cái này size tầm 18kg đổ lại mang vừa. 18kg đổ lại mang vừa, comment cho mã xanh 30. Xanh 30k nha mấy chị nha, chị lấy xanh lên đơn giùm em mã xanh 30. Xanh 30 kèm ký giùm em, bên em chốt đơn 18kg đổ lại mang vừa, em còn hai cái. Còn hai cái tầm 18kg đổ lại mang vừa, chị lấy xanh lên đơn em mã xanh. Bi màu vàng 16kg chị Đồng Thị Phúc ạ. Chị Hiền Hồ là Burberry lại sang 18kg ạ. Rồi ok. Rồi vô lại livestream mới, em sẽ like đồ dài tay nha mấy chị nha. Mình thoát ra tí xong em sẽ vô lại livestream mới, em sẽ like cho mấy chị đồ dài tay xíu nữa rồi em sẽ bi đỏ cho chị Su Côi Huỳnh ạ. Bi đỏ bi đỏ 45. Rồi xanh nè, xanh rồi chốt lên xanh 30. Xanh 30 chốt cho mấy chị ơi. Rồi quần 90.000 16kg không vừa rồi chị Nguyễn Bảo Châu ơi. Hồi nãy em có trả lời chị là nó không vừa nha chị nha. Nên là nhân viên không chốt đơn được cho chị á. Nó không có vừa chị ạ à. Không vừa. Đầm tay dài hồi nãy em có like rồi chị ơi. Đầm tay dài hồi nãy em có like rồi. Rồi đợi vô live stream mới rồi em sẽ like luôn nha chị nha. Rồi đợi em một phút thôi xong em sẽ vô lại live stream mới. Rồi một bé cha 34 tuổi rồi ok chị Linh Su Phan. Đợi em xíu vô live stream mới rồi em sẽ like luôn nha chị nha. Rồi. Rồi đợi em một phút em sẽ vô lại live stream mới nha.